Giả thiên tập 197, bất tử thiên hoàng thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thanh đế là cường thế, là trẻ tuổi nhất, linh hoạt sắc bén nhất thời đại, là một truyền kỳ thần chán sát thần, Phật chán thí Phật, cũng không hề lui về phía sau cho dù là nửa bước. Diệp Phàm quyết đấu cùng thanh đế, bị thương nghiêm trọng, cuối cùng hắn cũng bạo phát, vung nắm tay màu vàng, hiển lộ ra hết chân nghĩa của lục đạo luôn hồi quyền, mà sau lưng hắn là hoàng kim thần tàng, vạn pháp, đều tung ra cái đỉnh trên đầu thì lại chấn động mãnh liệt áp sụp đổ trời xanh muôn thờ đây là một trận huyết chiến liều mạng và chạm kịch liệt cuối cùng diệp phàm đánh ra ngoài cung điện phía sau lưu lại hai đường vết máu màu vàng thân thể lảo đảo thiếu chút nợ ngã xuống đương nhiên diệp phàm cũng làm cho thanh đế phải trả giá mà lần này cái đỉnh của hắn cũng xuất hiện lô thủng thứ sáu bị binh khí của thanh đế đánh xuyên qua có hình dạng như thanh liên hỗn độn diệp phàm không có lùi bước đây là một loại rèn luyện nếu thiên kiếp hiển hóa nếu có năng lực chiến một trận hắn nguyện ý tiếp tục xông vào khi nghỉ ngơi thời gian cũng đủ cái đỉnh trên đỉnh đầu hắn rách nát không chịu nổi diệp phàm đầy ra cánh cửa cung điện thứ bảy mới vừa bước vào trong hắn liền thân thể cứng đờ lông tơ dựng thẳng đứng vả lại cái đỉnh trên đầu hắn không ngờ lại run lên như là cũng có điều cảm ứng thiếu chút nữa bay về phía người phía trước kia may mà cái đỉnh ổn định lại đây là cái đỉnh hắn rèn luyện sớm đã tương liên cùng máu thịt hắn trở thành một phần thân thể hắn Mật thiết không thể phân ly, nhờ đó vẫn chưa mất đi. Phía trước là một thân thể thon dài, tuy rằng chỉ là một bóng sau lưng nhưng cùng hoàn mỹ như thế, giống như một chân tiên buông xuống thế gian. Thân thể Diệp Phàm phát lạnh, nhìn thấy bóng lưng vô cùng hoàn mỹ này, hắn lại như lâm đại địch, đây là một nữ nhân, từ đường cong bóng dáng cũng có thể thấy được phong tư tuyệt đại của nàng. Hơn nữa, thân ảnh này không giống các đại đế trước, mà là rõ ràng như thế, tuyệt không mơ hồ, trông rất sống động như một mỹ nhân tuyệt đẹp đứng quay lưng trước mặt hắn bỗng dưng nữ nhân này xoay người lại đứng trên đại điện đối diện với diệp phàm đôi mắt đó trong suốt như thế so với ánh mắt đứa trẻ còn muốn tinh thuần hơn mái tóc nàng bay phất phới lộ ra cần cổ sáng bóng trắng tinh dường như để xác nhận gương mặt xinh đẹp nhất thiên hạ nhưng đáng tiếc lại không thấy được gương mặt nàng bị che phủ dưới một tấm mặt nạ quỷ mặt nạ giống như khóc tựa như cười một nụ cười yếu ớt trong bi thương mỉm cười trong nước mắt đây là một tấm mặt nạ đồng thao có thể xúc động tâm linh khiến người ta vừa nhìn thấy liền khó quên là độc nhân đại đế trong lòng diệp phàm ầm một tiếng không tự chủ được lui lại một bước hắn cùng với vị đại đế tối kinh thế này có nhân quả rất sâu xa không nói gì khác ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu hắn cũng là của nữ nhân này đây giống như một người sống động diệp phàm thậm chí có thể nhìn thấy vẻ ôn nhuận sáng bóng trên ngọc thể kia điều này rất kỳ dị rõ ràng là tia chớp hóa thành hình người sao có thể như thế ầm một đạo tiên quang bay tới khí phách tuyệt thế cường đại tuyệt luân hết thảy ánh sáng trên thế gian đều ảm đạm xuống mất đi màu sắc đây giống như là thần tiên ngoài bầu trời điểm điểm mưa ánh sáng như một màng lớn lông chim trắng nòn trong đó ẩn chứa một loại lực lượng công phạt trí cường cổ kim hiếm thấy đây là phi tiên lực là thần thuật kinh thế của độc nhân đại đế là nhằm vào cửu bí mà sáng tạo khai sáng rất nhiều bí thuật vô thượng với sức một người chống lại chín vị thiên tôn thời đại thần thoại có thể nói là vang dội cổ kim ầm cường đại như kim thân bất diệt của diệp phàm đều phải nổ tung vỡ nát tan tành máu màu vàng rơi vãi làm cho khắp đại điện đều hóa thành xương trắng nhuộm vàng dày đặc đây là một lần diệp phàm bị thương nặng từ khi xuất đạo tới nay chưa từng có cũng là một lần thảm thiết nhất trong thiên kiếp ngay cả nguyên thần đều thiếu chút nữa bị đánh tan đi hắn đối với độc nhân có một loại tình tự kỳ diệu bởi vì từng ngắt lấy chân long thần dược dịch của nàng chiếm vạn vật mẫu khí của nàng mang đi tiền chân đổ trong long xào hỗn độn dù sao hắn cũng cảm thấy có mối dây liên hệ gì đó diệp phàm chỉ là hơi sửng sốt thất thần một chút liền gặp phải một kích như vậy thật sự quá nhanh hắn có muốn tránh cũng không được loại công phạt này cường đại tuyệt thế cổ kim có mấy người có thể sánh bằng cùng là một loại bí thuật nhưng nếu so với hoa vân phi lý tiểu mạn thi triển thì cường đại hơn quá nhiều đây mới chân chính là phi tiên quyết bí thuật này được xưng là có được phi tiên lực là một kích ngạo thế cổ kim có một không hai ầm um huyết khí màu vàng của diệp phàm trải rộng khắp hướng vào cùng một chỗ thân thể vỡ vụn hợp nhất bí quyết chữ giả vận hành rất nhanh chữa trị thân thể hắn lộ thần sắc nghiêm túc khác thường trước nay chưa có nhìn thẳng vào nữ nhân tuyệt đại phía trước ngưng trọng như lâm đại địch nhất niệm hoa khai mỹ nhân tuyệt đại đeo mặt nạ quỷ phun ra mấy chữ như vậy rất là rõ ràng chuyển thẳng vào chỗ sâu trong tâm linh hắn diệp phàm lập tức sờn tóc sáy đây là sự kiện trước nay chưa có chưa từng có một vị đại đế nào xuất hiện ở trong thiên kiếp lên tiếng nói đây là có một không hai điều này làm cho lông tóc toàn thân hắn dựng đứng mình đang đối mặt với thiên kiếp hay là gặp độc nhân chân chính từng cánh hoa bay múa lóe ra tia sáng lấp lánh như mộng ảo như từng mảng lớn mưa ánh sáng rơi xuống lưu động ra mùi thơm thoang thoảng ngay cả lôi hải cũng không thể ngăn cản trong phút chốc mỗi một cánh hoa đều hóa thành một độc nhân ngàn vạn đạo thân ảnh công kích diệp phàm tay áo nữ nhân phất phơ như là một chân tiên diệp phàm biến sắc huyết khí màu vàng ngập trời tạo ra các loại dị tượng tiên vương trên chín tầng trời thanh liên trong hỗn độn khổ hải kim sắc sơn hà cầm tú tất cả nối liền làm một trinh thể như là tiên vực xuất thế dị tượng ngăn cách hết thảy khí cơ ngăn cản công kích của độc nhân diệp phàm liên tục chấn động cuối cùng khoái miệng trào ra đầy máu thối lui mấy bước xa kiên trì cho đến khi vô số hư ảnh độc nhân kia biến mất những hư ảnh đó không có chiến lược chân chính của độc nhân nhưng nhiều như vậy cũng rất khủng bố có thể đánh chết ngay tức thì trí tôn cung cấp trên thế gian này độc nhân tuyệt đối là tài năng nhất bằng không cùng không có khả năng với thân thể phàm giới mà thành đạo ngày nay diệp phàm lại tự thể nghiệm được chiến lược nghịch thiên của độc nhân thể chất đối với độc nhân mà nói không coi là cái gì bất cứ huyết mạch gì đến đây nàng đều có thể đánh chết độc nhân đại đế sống bốn đời cùng có người nói nàng sống năm đời thậm chí có người cho rằng độc nhân chưa từng chết đi vẫn còn sống trên trần thế tuy không phải là trường sinh, nhưng đã đi xa nhất trên con đường này. Sát! Diệp Phàm lộ ánh mắt ngưng trọng, thân đứng trên đế lộ, bất kể đối mặt với ai, cho dù là độc nhân cường đại tuyệt thế nhất chưa từng có từ trước đến nay, cùng không thể nao núng. Hắn diễn biến đạo của mình, thân hóa thành đường cong hình rồng, song trưởng lai động hóa thành thái âm và thái dương, cả người trở thành một cái đạo ngân chân long nhằm thẳng về phía độc nhân. Đại chiến liên tục bùng nổ, vô cùng kịch liệt. Âm! loại này tốc độ quá nhanh bọn họ giao thủ đều nhanh như tia chớp trong chốc lát chí cương trong chốc lát chí nhu đánh ra từng đợt từng đợt tiên huy khiến người ta rúng động cuối cùng hai người tách ra độc nhân hình như có chút bất ngờ trong con người tinh thần lộ ra tia sáng ngạc nhiên hai tay trái phải phân biệt múa động diễn biến ra tiên tác đại đạo chí cường lòng bàn tay của độc nhân xuất hiện một cái chữ sinh lòng tay phải xuất hiện một chữ tử phát ra từng đợt từng đợt thần uy cực đạo trấn áp về hướng diệp phàm hai chữ quan trọng hơn hết thảy như là có thể áp sụp muôn đời từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu tu sĩ đều thăm dò tìm hiểu đến nay không người nào có thể hiểu được để từ đó trường sinh bất tử thôn thiên ma công bất diệt thiên công đối kháng với các loại bí thuật của chính đại thiên tôn độc nhân đại đế tài ba chắc tuyệt sống mấy đời qua vô tận năm tháng không có người nào biết đến tột cùng độc nhân khai sáng bao nhiêu loại thần thuật nàng là thần bí nhất mà giờ phút này loại diệu thuật này vừa ra quả nhiên là dọa khiếp thiên địa quỷ thần kinh diệp phàm lập tức biến sắc ý nghĩa hai chữ này rất phi phàm không ngờ bị áp xúc quả thật quá nghịch thiên ầm trong cơ thể diệp phàm truyền ra tiếng tụng kinh toàn thân hắn hóa thành một cái thái cực tiên đồ chuẩn bị nghênh chiến với độc nhân muốn lao vào quyết đấu trung cực bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài nữ đế thản nhiên xoay người tài hoa tao nhã lưu lại một mảng lớn mưa ánh sáng từng bước một đi xa thân thể của nàng dần nhỏ đi cho đến khi hóa thành một cô bé ba bốn tuổi, một người cô độc ra đi. Nàng đáng thương mà cô đơn, y phục trên người rách tung tóe, một đôi bím tóc cải lược sừng dê, trên gương mặt lem luốt, lờ đã ngoái đầu nhìn lại, một đôi mắt to trong suốt tinh thuần, lại chứa đầy nước mắt, khiến lòng người chua xót. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hắn muốn nhìn cho rõ, xem cho kỳ, thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đó, đáng tiếc thân ảnh của nàng mơ hồ, rồi biến mất không thấy. Trời ạ! chẳng lẽ độc nhân đại đế thật sự còn sống vẫn còn sống trên trần thế này diệp phàm chấn kinh rồi diệp phàm rung động tới cực hạn thân hóa thành một luồng hào quang đuổi theo nhưng trung quy cũng không nhìn thấy gì độc nhân tan biến cô bé cô đơn mà đáng thương biến mất hắn không thấy rõ khuôn mặt không thể xác định chỉ có cặp mắt trong suốt khiến người ta khó quên lạc ấn vào trong lòng hắn vì sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi diệp phàm thì thào trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời hắn nghĩ tới rất nhiều cặp ánh mắt tinh thuần kia khiến trong lòng hắn chấn động có điểm quen thuộc có chút đáng thương xúc động lòng người trong lòng hắn bốn bể sóng dậy đáng tiếc khi độc nhân hóa thành cô bé ba bốn tuổi mặt nạ quỷ mới chậm rãi biến mất lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhoáng lên một cái rồi có một lớp sương mù hỗn độn bao phủ không thể thấy rõ diệp phàm sao động trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh lại hắn nghĩ tới rất nhiều chẳng lẽ độc nhân cho tới bây giờ chưa từng chết đi sao chuyện này phải kinh người đến cỡ nào. Không nên vậy mới đúng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ở trên thế gian này không có người nào có thể trường sinh, chuyện bất tử là quá mức hư ảo, ai cũng làm không được, dù là tất cả đại đế trí cường từ xưa đến nay. Cho dù có trường sinh, cũng phải vào tiên vực, ở thế giới này không có khả năng. Diệp Phàm trầm mặc giống như hóa đá tại chỗ, hắn ngẩn người thật lâu nhìn lên bầu trời không nói gì. Hắn chỉ tin tưởng vào hiện tại, bất kể là quá khứ hay kiếp sau, đối với hắn mà nói đều là hư ảo chưa bao giờ tin, từ đầu đến cuối cũng không tồn tại trong lòng hắn. Mà lúc này, hắn đã có chút mê mang, cặp mắt to đầy nước mắt kia, cô bé đáng thương kia, vì sao làm cho trong lòng hắn sinh nghi vấn. Trong lòng Diệp Phàm có điểm mờ mịt, thật sự có người làm được sao, ở trên thế gian này có luân hồi bất tử sao, điều này xung đột với nhận thức của hắn, làm cho hắn rơi vào mâu thuẫn. Thời gian qua thật lâu Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, điểm điểm mưa ánh sáng rơi trên người làm thân thể như sắp tan già hắn gần như sắp hóa đạo ngay khoảnh khắc đó diệp phàm bừng tỉnh hắn rõ ràng phát hiện mình ở bên bờ hiểm nguy thiếu chút nữa đã hóa thành đạo tắc dung nhập trong thiên phạt trở thành một bộ phận trật tự quy tắc của thiên địa điều này quả thực còn đáng sợ hơn so với trải qua 10 trận huyết chiến sinh tử chỉ kém một bước hắn đã hóa đạo từ nay về sau không còn tồn tại nữa gần như tâm trí ta dao động làm cho ta ta mê mang điều này có lẽ mới là chỗ đáng sợ nhất cũng là chân nghĩa của đạo thiên kiếp này chăng bất luận thế nào cứ vững tin vào đạo của mình một đường đi tiếp là được diệp phàm lầm bầm tự nói dần dần thanh tỉnh lại trong mắt bắn ra hàn quang sắc bén tạm thời dứt bỏ hết thảy ý nghĩ vừa rồi đại đế kinh thế nhất quả nhiên đáng sợ diệp phàm tự nói độc nhân chấn nhiếp muôn đời lại có giọng nói chân thật và nhìn thấy cũng không giống tất cả đại đế khác như là vẫn còn giữ lại ý chí sinh mệnh lạc ấn ở trong thiên địa mà không phải bị thiên kiếp chủ đạo diệp phàm toàn thân vỡ nát bí quyết chữ giả vận hành máu màu vàng đào lưu xương cốt rốp rốp vang động thật lâu sau mới chữa trị hồi phục trạng thái mạnh nhất khi hắn mở mắt ra lại hai chùm tia sáng màu vàng bắn ra xuyên qua thiên kiếp khiến các đại thánh ở bên ngoài lôi hài đều sửng sốt trong lòng sinh ra cảm ứng lộ ra vẻ mặt trong cung khuyết thần sắc diệp phàm trượt ngưng trọng vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện thêm cái lỗ thủng thứ bảy đây là bị đánh lên từ lúc nào hắn vẫn chưa nhìn thấy độc nhân xuyên thủng cái đỉnh này đây là dấu vết một hình người với đường cong tuyệt đẹp rõ ràng là một nữ nhân lạc ấn trên vách đỉnh, trông rất sống động, có được một loại đạo vận thần bí trí cao. Diệp Phàm lặng lặng, đứng nhìn một hồi rất lâu, sau đó đẩy ra cửa cung điện, lại kiên định đi tiếp tới tòa thiên cung tiếp theo ở phía trước bước vào tìm kiếm. Hắn muốn xông xáo đến cùng, nhìn thử xem đến tột cùng sẽ gặp được ai. Tòa thiên cung thứ tám phi thường to lớn, như có như không có một loại lực lượng rất đặc biệt đang lưu động, nơi này không giống như một cung điện cổ, mà như là nơi tiếp nhận vạn vật chúng sinh đúng vậy loại cảm giác này thực chân thật tòa cung điện này tuyệt không lạnh lùng dường như có từng đạo thần trí ở trong này cầu nguyện tụng kinh nơi này có vẻ thực thần bí cung điện cực kỳ to lớn bao la hùng vĩ còn cao hơn so với núi cao đứng sừng sững ở trong này chấn áp cản khôn muôn đời là ai ở trong này diệp phàm lòng đầy nghi hoặc tòa cung điện này quá mức phi phàm quá rộng lớn làm cho người ta không kiềm nổi phải thần phục ầm diệp phàm đẩy ra cửa điện trong phút chốc cảm nhận được một loại uy nghiêm tối cao như là có một vị thiên đế oai phong ngồi ngay ngắn ở trên nhìn xuống hắn hơn nữa ở giờ khắc này một loại tiếng ồn ầm mỹ vọt tới xuyên vào trong tai hắn hắn từ bên ngoài tiến vào thực không thích ứng đây là một loại tương phản thật lớn nơi này như là một thế giới khác vô cùng vô tận nơi nơi đều là sinh linh là tiếng hô tiếng tụng kinh tiếng cầu khấn sao hòa cùng một chỗ đinh tai nhức óc đột nhiên đập tới trước mặt như vậy thật khiến người ta khiếp sợ hết thảy quá đột ngột không thể hiểu được. Ở trong cung điện rộng dài có tất cả sinh linh vạn vực chư thiên, tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất, như là đang triều bái vô cùng thành kính, chuyển ra âm thanh nghiến tế cổ xưa. Đây là, sao lại thế này? Diệp Phàm quét ánh mắt sắc bén nhìn từng thân ảnh. Vạn linh cùng tồn tại, tất cả đều tràn ngập kính sợ, chúng sinh đều đang tế thần, toàn trường thật hoành tráng, thật không thể tưởng tượng. Như là có ba ngàn cổ Phật đang tụng sướng, lại giống như có cả vạn ma tôn đang gào giống, xen vào cùng một chỗ, chấn động tâm linh, khiến người ta không thể khống chế phải lệ phục xuống, dập đầu triều bái. Đây là một toàn cảnh cực kỳ đồ sộ, chúng sinh đều cúng bái, vạn tộc cùng tôn một vị thần minh, truyền ra các loại thần âm, ù ù vang động, đinh tai nhức óc. Như là từ thời đại tiền sử kia vượt qua thái cổ truyền đến. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, xương chán vỡ ra một khe hở, bắn ra từng tia tiên huy lấp lánh, trong tiếng soạt soạt, từng hư ảnh tan biến, tất cả đều hóa thành ánh chớp rồi biến mất hắn đối kháng với loại uy áp mênh mông này phải càn quét từng hư ảnh sinh linh vạn tộc đang cúng bái tại đây để quy tắc trật tự ở trong này dần dần quy về thanh tĩnh nói chính xác đó không phải chân chính là âm thanh hiến tế mà chỉ là từng sợi từng sợi mắc xích trật tự tuy rằng biểu hiện rất chân thật nhưng khác biệt so với thành âm chân chính của độc nhân phát ra nhưng điều này cùng đủ để khiến người ta khiếp sợ đây tột cùng là loại người nào mà cần vạn linh cúng bái cần tín ngưỡng thành kính quỳ dạp trên mặt đất lễ kính bên trong xương chán diệp phàm bán ra tiên huy càng hừng hực từng bước một tiến lên từng mảng lớn sinh linh quay về hư vô hết thảy đều vì mắc xích trật tự đứt gãy tới sau lại hắn cũng có phần kinh hãi bởi vì có một số hư ảnh thực phi phàm cực kỳ giống thần linh chân chính đây là một loại cảnh tượng gì mà ngay cả thần đều quỳ trên mặt đất hướng tới thần ảnh uy nghiêm ở trung tâm cung điện kia dập đầu cúng bái không chỉ có một mà liên tiếp tới mấy chục vị rất giống là thần minh chân chính đang thành kính dập đầu cung bái về hướng thân ảnh uy nghiêm kia diệp phàm huy động nắm tay màu vàng trong mắt nở rộ thần quang một đường quét ngang những quang ảnh kia cuối cùng đều biến mất những sinh linh này đều không có chiến lực từ tia chớp và đạo tác hóa thành bằng không diệp phàm phải đối mặt với cường giả tối cao của vạn tộc thậm chí có thần linh cái loại cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng tại trung tâm tòa cung điện ngồi một vị trí tôn uy nghiêm như là ngồi cao trên chín tầng trời nhìn xuống vạn giới trong vũ trụ lục hợp bát hoang chỉ có ta độc tôn đây là một loại khí thế hùng tráng có một áp lực khổng lồ tự nhiên khoách tán ra làm cho vạn vực chư thiên đều run rẩy hết thảy đều là do một người ngồi trên bảo tọa kia cả thân thể người ấy tràn ra từng đợt từng đợt hào quang vừa rồi đủ loại cảnh tượng chúng sinh triều bái vạn tộc cùng tôn chính là từ ngàn vạn tia hào quang này chiếu dọi ra kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Có thể nghĩ đến điều chân thật này đã từng phát sinh, ngày nay cũng chỉ là tái hiện lịch sử huy hoàng ngày xưa. ở nơi người ấy coi nghiêm vô thượng, khiến cho tất cả cường giả vạn vực chư thiên đều triều bái. Ai vậy? Ai mà có khí thế lớn như vậy? Có thể nói là khí nuốt vạn dặm, hùng thị vũ trụ mênh mông, muôn đời chỉ có ta độc tôn. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, như là có từng đạo thiên đao cắt xé cơ thể. Hắn đứng đối diện với người này, muốn thấy rõ hết thảy người này lặng lặng ngồi ở đó sừng sững không nhúc nhích như bàn thạch cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn thân ảnh rất mơ hồ nhìn không rõ bất tử thiên hoàng diệp phàm nhìn chòng chọc vào người ấy thật lâu sau phun ra bốn chữ như vậy tất cả dấu hiệu đều cho thấy đúng chính là hắn từ xưa đến nay ai có thể có uy thế lớn như vậy đế tôn hẳn là có thống ngự vũ trụ mờ mịt chư thần cùng tôn kính nhưng người này thì không giống vậy hẳn là không phải mà ở trên người hắn diệp phàm cảm nhận được một loại quen thuộc giống như đã từng quen biết thiên hoàng từ ngày xưa bị hắn đánh hạ có một ít bóng dáng của người này bất tử thiên hoàng ở thời thái cổ trong vạn tộc là một thần thoại không thể vượt qua ở thời kỳ đó trên trời dưới đất chỉ tôn sùng một mình hắn các tộc đều cúng bái ở trong lòng các tộc hắn là một tồn tại vượt qua thần minh rốt cục gặp được rồi diệp phàm lẩm bẩm nhiều năm qua bước trên con đường tu luyện như vậy đến sau này khi tiếp xúc với vạn tộc thái cổ trong tay hắn đều sắp biến thành cái kén vì cái tên này các tộc tôn sùng bất tử thiên hoàng có thể nói là đạt tới cực hạn kéo dài không suy giảm đến nay vẫn còn đang truyền tụng thể chất của thiên hoàng tử từng được xem là đệ nhất thiên hạ vượt qua mọi người không thể nghi ngờ bên trong có chảy xuôi thần huyết ngũ sắc tu luyện một năm bằng người bình thường tu cả trăm năm huyết mạch trí cường cùng thể chất vô địch của hắn làm cho diệp phàm thánh hoàng tử đều từng tự mình cảm thụ mặc dù chấn đè ép cũng cực kỳ khó có thể giết chết nếu không vì đạo tâm hắn không đủ kiên định thiếu sót mài rũa chắc chắn là một trong những người đáng sợ nhất đương thời ngày nay diệp phàm gặp được phụ thân của thiên hoàng tử bất tử thiên hoàng là huyết mạch vô địch chân chính là vạn tộc cùng sùng bái mặc dù thân ảnh mơ hồ nhưng là như có như không hắn có thể nhìn thấy rất giống thiên hoàng tử nhưng không có cái loại non nớt cũng không có cái loại nóng này người này giống như núi cao như vực sâu lặng lặng ngồi ở chỗ đó lại khiến tâm thần người ta đều phải sụp đổ ầm um, khi diệp phàm đối mặt với hắn toàn thân huyết khí màu vàng nhè vọt lên như là ngọn lửa cháy bừng bừng thần sắc hắn kiên nghị ánh mắt sáng rực đối mặt với trí cường già được truyền tụng muôn đời này không có một tí ý sợ hãi ầm bất tử thiên hoàng đứng lên thiên địa đều rung chuyển trong con người hắn lưu chuyển tia sáng ngũ sắc thân thể phi thường chân thật giống như có máu thịt hắn nhìn chằm chằm vào cái đỉnh bị tàn phá trên đầu diệp phàm yên lặng nhìn rồi sau đó từng bước một bước tới đây là một loại hạo kiếp thật lớn hắn chỉ nhẹ bước chân tới mà vạn vực chư thiên đều lay động lên đại đạo thiên địa ù vang động hắn phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà có một loại khí thế khổng lồ không gì sánh nổi người này thật sự không giống là người mà đích xác giống như một tồn tại vượt qua thần minh diệp phàm ra tay tung một quyền đánh tới nắm tay màu vàng đánh nát hư không muôn đời bất kể là người nào cho dù là bất tử thiên hoàng buông xuống ngăn chặn trước mặt hắn cũng phải đánh hạ con đường này một khi bước lên thì không thể quay đầu lại giống như hai bên là vực sâu vạn trượng chỉ có đi tới phía trước một đường huyết chiến đánh giết mà lên tuyệt đỉnh dùng thi thể hài cốt lấp đầy vực sâu trên đế lộ âm một tiếng hai nắm tay đánh vào nhau bầu trời chấn động mãnh liệt quyền kình màu vàng nổ tung như là ngàn vạn tinh tú nổ nát sáng lạn đáng sợ giờ khắc này khắp lôi hải trong khoảnh khắc đều bị chấn tiêu tan cảnh tượng lộ ra trước mặt mọi người đó là ai chư thánh đều ngây dại nhìn thấy từng tòa thiên cung to lớn thấy được hai người chiến đấu kịch liệt đánh nát hết thảy giống như hai vị thiên thần đang đại chiến bất kể là người thường hay là đại thánh tất cả đều kinh sợ người trong con người lưu chuyển tia sáng ngũ sắc kia mặc dù ở cảnh giới thánh vương nhưng cái loại phong thái của hắn lại giống như một vị thần tối cao mỗi cái sơ tay nhấc chân ung dung bình tĩnh đều có một loại khí thế hùng tráng trời sinh khắp vũ trụ trời đất mênh mông chỉ có hắn độc tôn đây là khí chất chiếm giữ thần vị tối cao mới có thể có được tất cả chư hùng đều run rẩy mỗi người đều sợ hãi Diệp Phàm ở trong biển thiên kiếp cuối cùng không ngờ vẫn còn đang chiến đấu, mà lại gặp phải đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể bất diệt của Diệp Phàm xuất hiện vết rách, có thể thấy được xương cốt trắng xóa lẫn trong máu màu vàng, nhìn thấy mà gây người, rốt cuộc hắn gặp phải địch thủ nào, quả thật súng động lòng người. Các đại thánh sợ run, bọn họ linh giác sâu sắc hơn một ít, thấy được cảnh tượng vạn tộc cùng tôn sùng, chúng sinh cúng bái, người kia như là chủ tể vũ trụ, chư thần đều phải dập đầu cúi lại. Chẳng lẽ là bất tử thiên hoàng? ngưu ma vương cả kinh kêu lên trong lòng run rẩy ở mẫu tinh của hắn đến nay vẫn còn tôn thờ vị thần tối cao trước thái cổ này cái gì mọi người đều như phát mộng như bị xét đánh điều này quả thực giống như chuyên thần thoại quá mức khó tin bất tử thiên hoàng trong truyền thuyết đều xuất hiện trong lối kiếp đây là loại nghịch thiên cỡ nào trời xanh rõ ràng là muốn tuyệt sát thánh thể không cho hắn quá quan mà đây chính là vị thần các tộc đều phải tôn sùng không ngờ lại hiền hóa ở trong thiên kiếp một tà thần dị tộc cổ xưa run giọng nói bất tử thiên hoàng uy vọng rất cao có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa từ xưa đến nay chưa bao giờ bị quên lãng hết thảy về hắn chính là một bộ thần thoại khiến người ta rung động nghịch thiên mà cổ yêu bách kiếp đạo nhân than nhẹ hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc thích thiên thì sắc mặt trắng bệch điều này đối với lão mà nói thật sự là một tin tức tồi tệ trên mặt lão lúc xanh lúc trắng nắm tay siết chặt đế thiên đại ma thần nhân vương đều trầm mặc nhìn chăm chú trong lôi hải, ánh mắt lấp lóe. Bọn họ có tín niệm vô địch, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Quyền kình màu vàng cùng với thần quang ngũ sắc kia tới nhanh đi cũng mau, lôi hải hỗn độn ngay lập tức ép xuống lại bao phủ nơi đó, không thể nhìn thấy gì nữa. Ở bên ngoài, chư hùng đều kinh sợ trong lóng. Diệp phàm đại chiến với bất tử thiên hoàng, thật sự là đánh tới mỗi một giọt máu, đều phải thiêu đốt lên, xương cốt đều gãy nhiều chỗ, mà vẫn không ngừng giao phong, hắn liều mạng tắm trong máu hắn rốt cục ý thức được đây là trời xanh làm khó dễ hắn từ lúc bắt đầu độ kiếp đến giờ hắn đã trải qua rất nhiều đau khổ mặc dù có bí quyết chữ giả cũng không có khả năng kéo dài không suy mỗi một lần chữa trị thương thể đều cần thiêu đốt tinh huyết sinh mệnh màu vàng nhìn như trong nháy mắt phục hồi như cũ nhưng chính là không ngừng tiêu hao lực căn nguyên từ khi bắt đầu đại chiến đến giờ dù hắn có là một vị thần cùng không chịu nổi nhất là gặp chủ tể vạn tộc bất tử thiên hoàng này lại càng thêm nguy hiểm diệp phàm nhờ ý chí cường đại chống đỡ hắn chỉ vì người này là bất tử thiên hoàng xưng tôn ở quá khứ được xưng là vị thần tối cao vì thế hắn muốn chiến một trận người như vậy xưa nay ít thấy cách xa nhau muôn đời căn bản không có khả năng gặp được ngày nay có cơ hội chiến một trận làm cho chiến huyết màu vàng của hắn sôi trào nếu là những người khác đối mặt với địch thủ trí cường như vậy thì sớm sinh ra lo sợ nhưng diệp phàm lại phấn chấn cho dù thân thể không phải ở trạng thái tốt nhất cũng mạnh mẽ kích phát tiềm năng một trận chiến này phải đánh đến cùng diệp phàm quyết đấu với bất tử thiên hoàng gần như là chuyện trong mơ nhưng hắn không phải không nghĩ tới sau khi giết chết thiên hoàng tử hắn hắn từng có ý niệm trong đầu như vậy đều nói người này chứng được thần vị tối cao chẳng lẽ thật sự tọa hóa trong lịch sử sao có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp được chuẩn bị về sau của hắn ngày nay không cần nghĩ nhiều gì khác người này xuất hiện trong thiên kiếp cực kỳ khủng bố quả thực trong cung cấp không ai có thể là địch trên thân diệp phàm đổ không hề ít máu màu vàng tuy nhiên cùng làm cho bất tử thiên hoàng phải trả giá không nhỏ đồng dạng có máu ngũ sắc bắn tung tóe hai người đánh đến thiên hồn địa ầm a à, diệp phàm thét dài âm thanh chấn động lôi hải kinh động bàng bác trong một tòa đại điện khác hắn mở tròng mắt muốn vọt tới từng chợ diệp tử người không sao chứ không sao gặp gỡ một vị thần trước thái cổ có hơi khó đánh người không cần lại đây một trận chiến này phải chính ta đến diệp phàm truyền âm không cho bàng bác đến gần một trận chiến này quá mức thảm thiết chân thân diệp phàm đều bị đánh nát mảnh xương trắng bay tung máu màu vàng bán vãi khắp nơi đây là một đại địch tuyệt thế đương nhiên bất tử thiên hoàng cũng bị hắn chém ngang eo ngọc thạch câu phần đồng cảnh giới chiến một trận đại đế trẻ tuổi cũng phải liều mạng cố sức mặc dù là thần cũng không ngăn được hắn diệp tử người không có việc gì chứ bàng bóc phóng vọt tới mạnh mẽ xông vào tòa đại điện này hắn vô cùng lo lắng cảm nhận được một mùi máu tanh cùng với đại chiến thảm thiết đừng tới đây ta không sao chỉ là hôm nay đại chiến quá nhiều thân thể không ở trạng thái tốt nhất khiến ta có chút tiếc nuối diệp phàm nói vậy nhưng không ân hận hắn quyết chiến với bất tử thiên hoàng vô cùng phấn khởi và điên cuồng Bàng bác tự nhiên không chịu rời đi thủ hộ ở trước đại điện hắn rất lo lắng một khi diệp phàm gặp nguy hiểm hắn sẽ phóng vọt và liều lĩnh ra tay ầm máu màu vàng của diệp phàm nổ vang như tiếng sấm khớp xương cả người kêu rốp dốc, dốc vang động hắn gượng ép tụ tập tinh khí thần để cho mình hướng tới trạng thái đỉnh phong rồi rảo bước tiến lên hắn chiến tới điên cuồng lại tiếp một lần va chạm kịch liệt hắn và bất tử thiên hoàng đồng thời vỡ nát thành đống xương vụn vô cùng thê thảm diệp tử bàng bác kêu sợ hãi xông lại đây rốt cuộc không kiểm nổi không thể để hắn tiếp tục chiến điên cuồng như vậy tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên đống xương trắng lấp lánh của diệp phàm dung hợp cùng một chỗ máu cùng bắt đầu chảy ngược một lần nữa tạo thành một khối kim thân bất diệt sáng lóng lánh bên kia thân thể bất tử thiên hoàng cũng hợp lại cùng nhau ánh mắt lạnh lùng tuy rằng tóc tai bù xù nhưng lại có một loại uy nghiêm tối cao khí cơ khủng bố người đi yêu hoàng điện đi không cần ở trong này diệp phàm cố ý bảo bàng bác rời đi hắn phải huyết chiến đến cùng ầm đại chiến lại bùng nổ càng ngày càng kịch liệt diệp phàm càng đánh càng hăng giờ phút này hắn tạo ra dị tượng đồng thời huy động lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay một trận chiến này đã kéo dài thật lâu sau phi thường gian nan cuối cùng diệp phàm giành phần thắng bất tử thiên hoàng bị bổ thành hai nửa đầy người đều là thần huyết ngũ sắc khiến người ta chấn động nhưng diệp phàm lại trầm mặc một hồi bởi vì đại chiến với nhiều vị đại đế thân thể sớm không còn ở trạng thái tốt nhất như thế nào lại càng đánh càng mạnh giết chết bất tử thiên hoàng điều này có phần không thích hợp bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên ở chỗ sâu trong thiên cung hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng sừng sững trên bầu trời nhìn xuống khiến hắn giật mình dùng mình một cái bất tử thiên hoàng như thế nào lại có hai người diệp phàm nhảy dựng trong lòng một người bị hắn bổ thành hai nửa còn chưa trọng tổ lại được như thế nào lại xuất hiện một người không đúng vị này vốn vẫn ở đó không nên nói là sao lại xuất hiện mà chính là không hề bị chú ý tới mà thôi diệp phàm bừng tình khối thân thể này lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới càng thêm uy nghiêm khí nuốt tinh hà trong con người hiện ra cảnh tượng mặt trời vỡ nát trăng rơi rụng khắp vũ trụ đều sợ run ở dưới chân hắn bất tử thiên hoàng này còn cường đại hơn đột nhiên diệp phàm nghĩ tới một bí tân là thánh hoàng tử nghe lão phụ thân hắn nói ra xưa nay ít có người biết bất tử thiên hoàng được vạn tộc cùng tôn thờ vô số sinh linh tiến hành cúng bái hắn niệm lực tín ngưỡng tinh thuần đó nhưng lại dựng dục ra một thần thai hóa thành một thần cùng hắn giống nhau như đúc pháp lực vang dội cổ kim sao lại chân thân của bất tử thiên hoàng lui ra phía sau màn ẩn cư dùng thần này để thống ngự vạn tộc chính mình thì bế quan tu luyện nếu không phải thời khắc cực kỳ trọng yếu sẽ không xuất hiện diệp phàm lộ vẻ sợ hãi cảm giác kinh sợ bất tử thiên hoàng thật sự quá cường đại hắn bổ làm hai nửa kia hẳn là thần mà không phải chân thân lúc này chân thân mới xuất hiện keng chuyển đến một tiếng kim khí vang dội có thể đánh rách tả tơi vũ trụ phía trên bầu trời sau lưng chân thân kia một thanh thiên đao tự động ra khỏi vỏ hừng hực chiếu sáng nếu vầng thái dương cùng so sánh với nó đều giống nhánh đầm đóm lập lòe trong hiện thực thiên đao bất tử chân chính đến nay còn chưa xuất thế không biết lưu lạc ở phương nào là một kiện binh khí trí tôn từng tiếp nhận vạn tộc triều bái mà đao này là với đạo tác hiển hóa thành hình bổ thẳng xuống cái đỉnh tàn phá trên đỉnh đầu diệp phàm phóng vọt lên phát ra vạn tia mẫu khí va chạm với thiên đao bất tử ầm tản ra hào quang chói mắt địa phương này bị dập nát cung điện của bất tử thiên hoàng cũng bị hủy diệt tất cả hết thảy đều tan biến hỗn độn lôi hải nổ tung mọi người bên ngoài chỉ nhìn thấy máu màu vàng vẩy ra ngoài ra không còn thấy gì khác một lát sau tiếng sấm ủ lại lần nữa ngăn cách tầm mắt mọi người toàn thân diệp phàm đẫm máu rất nhiều chỗ xương cốt lộ ra xương trắng dày đặc cái đỉnh trên đỉnh đầu gần như nổ tung nơi nơi đều là vết dạn nứt dường như chỉ cần búng nhẹ một cái nó sẽ ầm ầm vỡ vụn ở trên mặt xuất hiện lỗ thủng thứ tám giống như một thanh thiên đao lưu động một loại khí tức vô địch trí tôn chấn nhiếp lòng người diệp phàm quay đầu lại cung điện bất tử thiên hoàng đều bị sụp đổ chân thân bất tử thiên hoàng chìm sâu vào trong biển lôi điện hỗn độn từ đó mất đi bóng dáng không có lưu lại mảy may khí cơ nào không thể chiến một trận với chân thân kia diệp phàm lòng có tiếc nuối trận đại chiến vừa rồi trong thiên cung quá mức kịch liệt trời xanh không muốn thừa nhận cũng không được bởi vì hắn đã thành công đánh giết đi ra bất tử thiên hoàng thật sự quá cường đại diệp phàm lẩm bẩm đây là một sự thực người này tư chất ngút trời được xưng là thần nhân trời sinh có lời đồn đãi nói rằng bất tử thiên hoàng có thể là người của tiên vực hạ giới còn có người nói hắn kỳ thật là một con tiên phượng chân chính vì vậy mới có thể có được thân thể bất tử ở niên đại bất tử thiên hoàng xuất hiện quá cổ xưa khó bề phân biệt thực giả tục truyền hắn từng tranh chấp cùng đế tôn dám chống lại cùng có lời đồn nói sau khi đế tôn tọa hóa hắn mới xuất thế dẫn đầu tác loạn, cuối cùng thống ngự vạn tộc. Cũng có người nói là đế tôn chết đi rất nhiều vạn năm sau hắn mới sinh ra, chiến tích huy hoàng vô địch ngạo cổ quán kim. Cuộc đời của người này đều bị bao phủ trong sương mù, để lại quá nhiều bí mật. Từ thái độ của một ít cổ hoàng đối với bất tử thiên hoàng, có thể thấy được mấy phần quỷ dị. Đấu chiến thánh hoàng phụ thân của hầu tử khi còn trẻ tuổi rất tôn sùng bất tử thiên hoàng, mặc dù sau này thành đạo cùng vẫn mang kinh ý đối với cổ nhân tiền bối, nhưng tới lúc tuổi già lại tự tay phá hủy đàn tràng của hắn đây là một câu đố muôn đời đến nay cũng không ai có thể giải được đáp án vì sao đời sau vô thủy đại đế cường thế nhập chủ tử sơn chiếm cứ phần mộ của bất tử thiên hoàng nhưng nghe nói từ trước đó bên trong tử sơn chỉ là trống không mà trên thực tế ở vô tận năm tháng trước cỗ quan tài của bất tử thiên hoàng đã biến mất rồi tiến vào tiên phủ thế giới ở trung châu đây cũng là nguyên nhân mọi người cho rằng bất tử thiên hoàng là một con tiên phượng đồn đãi nói rằng hắn chết đi sau thời gian rất lâu lại tắm trong lửa niết bàn sống lại vì vậy rời cỗ quan tài vào tiên phủ thế giới, tiếp tục mưu cầu thiên duyên. Tóm lại, đây là một trí cường giả bí ẩn, muôn đời trước xưng tôn được các tộc sùng bái, để lại huy hoàng không gì sánh nổi, cùng với vô tận nghi vấn. Cuối cùng không thể chiến một trận cùng chân thân hắn, cũng tốt, đợi đến khi ta cường đại hơn, trong lôi kiếp đại thánh tái chiến. Diệp phàm lầm bầm nói, trên đế lộ này, hắn còn phải đi con đường rất dài, cần khai quật ra tiềm lực trong mỗi một tấc huyết nhục. Diệp phàm phỏng đoán, thời gian không còn bao lâu nhiều nhất hắn còn có thể mở ra một tòa thiên cung cũng là phù hợp với số chín cực hạn lần hội ngộ cuối cùng này là ai đây hắn truyền âm nói với bằng bác thời gian không còn nhiều hãy nắm bắt thời gian tìm hiểu mảnh nhỏ đại đạo ẩn chứa trong máu đế kia tinh luyện yêu hoàng cổ kinh và nhất định phải thu lấy hai đoạn tiên xích hỗn độn mãnh liệt hồ quang đan vào trở thành như một mảng đại dương mênh mông đáng sợ nhất mà ở trong đó từng tòa thiên cung to lớn cùng tồn tại cũng có rất nhiều lầu các thoạt nhìn phong cách cổ xưa tăng thương khí thế hùng tráng diệp phàm toàn thân đẫm máu chiến đến bây giờ mặc dù có bí quyết chữ giả tình trạng thân thể hắn cũng hỏng bét những địch thủ này đều là đại đế trẻ tuổi người nào không phải thiên kiêu nhất của thế hệ mặc dù là đối mặt một vị trong đó có thể còn sống sót đều xem như một loại thần tích mỗi tòa thiên cung đều rất to lớn trên mái ngói sáng óng ánh giống y như thật như là dùng thần kim qua muôn ngàn chế luyện mà thành căn bản không giống như tê chấp hóa thành mà diệp phàm cảm thấy dường như đang thực sự dạo bước trong thiên đình cổ bậc thềm khắc lan chạm ngọc giống như cầm thạch đường phố rộng lớn cung điện lượn lờ sương mù hỗn độn diệp phàm nhắm chuẩn một tòa cung điện cũng không biết bên trong là ai lựa chọn rất tùy tiện không có theo quy luật gì hắn đi nhanh tới đó lần này hắn có cảm giác thực đặc thù tòa cung điện này nhìn như giản dị nhưng mơ hồ có một loại khí vận chấn áp muôn đời trong mái ngói lưu ly bình thường kia ẩn chứa sự bao la hùng vĩ tản ra một khí thế hùng tráng Diệp Phàm nhớ mày, cảm thấy lần này có thể lại trúng chiêu rồi, hẳn không phải là loại cổ nhân như bất tử thiên hoàng nữa chứ. Nhưng chân đã bước ra, không có đạo lý nào lùi bước. Cánh cửa cao lớn có khắc các loại phù văn, sấm rền chấp giật, như là có một đại đế còn sống đang ngủ say, không cho phép người ngoài quấy dày. Diệp Phàm mới vừa chạm tay vào cửa liền gặp phải chấn động mãnh liệt, rồi ầm một tiếng, như là vòm trời vũ trụ sụp đổ, hắn bị áp lực hít thở không thông, toàn thân xương cốt, đều kêu rốp rốp vang động kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Người này là ai vậy? Hắn dùng lực đẩy ra cánh cửa cực lớn phủ đầy bụi, hồ quang nổ bắn ra, làm cho bàn tay hắn máu chảy đầm đìa. ầm Vang lên một tiếng nổ, bên trong cánh cửa cực lớn phát ra một loại tiếng vang trời sụp đất nứt, chấn cho linh hồn người ta, đều sắp tiêu tan trước mi tâm diệp phàm một đám ngọn lửa sáng ngời do tinh thần lực hóa thành bùng trái kịch liệt đây là một khí thế hùng tráng cũng có một loại phong cách cổ rung động lòng người bên trong mơ hồ như có vạn vực chư thiên đang cộng minh truyền đến tiếng chư thần đang chiều bái một con chân long uốn lượn một con tiên phượng dương cánh một con bạch hổ phóng tới một con kỳ lân ngóc đầu từ trong đại điện vọt tới giống như từ tiên vực giáng xuống hạ giới rung động lòng người diệp phàm tức thì ngẩn ngơ trong đại điện này như thế nào đặc biệt như thế thoáng cái liền lao ra bốn đầu sinh linh cường đại như vậy chật ních lối vào đại điện tất cả đều có chiến lược nghịch thiên khủng bố ngập trời tiếng chân long ngâm vang động chín tầng trời tiên phượng bay lượn lông đuôi tươi đẹp xé rách vòng trời bạch hổ gầm rú tiếng giống sụp đổ núi sông kỳ lân va chạm tinh tú vỡ nát trăng rơi xuống mấy loại sinh linh đồng loạt phóng tới cảnh tượng cực độ kinh người đây đều là tiên thú cổ xưa nhân gian không còn nhìn thấy như thế nào tất cả đều hóa thành tia chớp buông xuống tại đây hỗn độn khí mãnh liệt địa phương này muôn hình vạn trạng khí tưởng hòa cuồn cuộn tứ linh đều hiện phát ra hào quang vạn trượng bao phủ nơi đây như là thiên đế sáng xuống phàm trần tuần tra có tứ linh thủ hộ ở bốn phương thật giống như chuyện thần thoại ai nhìn thấy đều phải khiếp sợ sát diệp phàm hét lớn hắn thật không tin đây là cái gì tiên linh nhiều lắm cũng chỉ là một đạo lạc ấn tiên không tồn tại ở hậu thế không có khả năng tìm được dấu vết gì ở trong này. Hắn đi lên chính là tuyệt sát, các loại bí thuật đều xuất hiện, chiến đấu kịch liệt với tứ linh, toàn trường đẫm máu thực đáng sợ. Nguyên từ tiên quang bắn ra từng tia từng đạo, ngàn vạn tia thụy khí có thể làm cho thần hồn người ta cộng hưởng, cho đến khi tiêu tan, rằng có cùng chân long, nổi cuồng phong xé rách càn khôn. Ngũ hành thần quang ở sau lưng diệp phàm hóa thành năm thanh bảo kiếm, đối chiến cùng con tiên phượng, tiếng leng keng vang động, lông đôi phượng hoàng ướt át tươi đẹp điêu tàn, máu phượng hoàng rơi vãi lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay diệp phàm vung nắm tay màu vàng không ngừng va chạm kịch liệt với con bạch hổ kia tiếng hổ gầm vang trời hai người đều phát ra hào quang sáng lạn trói mắt đây là một trận đại chiến mà diệp phàm phải xuất ra toàn thân thế võ liều mạng đấu cùng mấy con sinh linh này đây là lần đầu tiên ở trong lôi hải hắn gặp phải và chiến đấu với sinh linh hộ vệ bên ngoài đại đế thật sự là một trận chiến ngoài ý muốn chỉ đầy ra cánh cửa to lớn của thiên cung không ngờ lại gặp những sinh vật này dường như chúng là tiên thú thủ hộ cung điện một trận chiến này diệp phàm gặp phiền toái lớn trong thiên cung không chỉ có bốn loại sinh linh này khi đại chiến một lúc lâu sau huyền vù đằng xà côn bằng cũng xuất hiện tất cả đều ảo tới tấn công vô cùng khủng bố cảnh tượng kinh người làm cho hắn hoài nghi mình đi lạc vào thời đại thần thoại mới gặp được các loại cổ thú chí cường này không ngừng chinh phạt khí tức mãng hoang ập vào mặt hơn nữa lúc này tất cả phù văn cổ xưa trên cánh cửa cực lớn kia đều phát sáng hóa thành đạo đạo hư ảnh có tiên dân thượng cổ có sinh vật tiền sử cùng nhau hiển hóa tấn công lại đây đồng thời trong lúc đó trong cung điện có thiên binh thiên tướng đánh tới cho dù toàn thân diệp phàm là sắt thép cũng phải bị nghiền nát trong phút chốc hắn bị thương nặng máu màu vàng phun tung tóe hắn lập tức biết được người trên bảo tọa trung tâm kia là ai uy thế khí nuốt vũ trụ lớn như vậy ở nhân đại cổ xưa đó cũng chỉ có một người Đế Tôn. Trừ Đế Tôn ra, thật sự khó có thể tưởng tượng còn có ai thành lập Thiên Đình cổ, thống ngự chư vực, ban bố pháp luật, chư thần cùng Tôn Sùng. Đây là một người vừa huyền ảo vừa thần thánh, Diệp Phàm Liều chết kịch liệt xông tới, đi vào bên trong cung điện, may mà vô số đại quân chỉ là tấn công một trận, rồi sau đó liền như sóng thủy triều rút lui. Bằng không, chỉ riêng đám chân long, tiên phượng, bạch hổ, côn bằng, khủng bố tuyệt thế kia dù là thiên kiêu một thế hệ bị bọn chúng bao vây một thời gian dài cũng phải nuốt hận cũng chỉ có đế tôn mới có thể có phô trương lớn như vậy mới có vạn cổ cùng tôn sùng bằng không sao có thể có sinh linh cổ xưa thủ hộ tại đây quả thật khiến người ta không thể không cảm khái đế tôn trí cao vô thượng diệp phàm toàn thân đẫm máu hắn vừa xuyên qua bức tường người thiên binh thiên tướng ở phía sau hắn từng đạo thân ảnh đó chậm rãi tan ra đến khi biến mất không thấy chỗ sâu nhất trong đại điện nơi đó một mảng mơ hồ hư không đều vặn vẹo dường như có một người đang ngồi ngay ngắn lại giống như cái gì cũng không có diệp phàm đi tới trước hai chân lưu lại trên sàn cung điện hai vệt máu màu vàng hắn tận khả năng cố gắng lớn nhất để thể xác và tinh thần buông lòng hắn chỉ sợ kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến trước nay chưa có hiện tại trạng huống thân thể hắn thật sự không tốt lắm nhưng vì vạn vật mẫu khí đỉnh hắn phải kiên trì trong lòng hắn rất rõ ràng cứ tiếp tục chiến như vậy rất hữu ích cho cái đỉnh của hắn và chạm cùng các binh khí đế phá rồi sau đó lập một lần nữa luyện chế sẽ càng mạnh hơn xưa từ từ hắn đến gần trung tâm đại điện trên bảo tọa kia dường như có một ngọn núi lớn vắt ngang áp bức khiến hắn hít thở không thông một loại khí tức trí cao trí đại trí tôn trí cường cuồn cuộn mãnh liệt ập tới hướng diệp phàm nơi này giống như có một vị thiên thần tối cao đang nhìn xuống sinh linh diệp phàm đột nhiên biến sắc người này quá mức cường đại trấn áp vạn giới chư thiên cổ kim chỉ có ta độc tôn khiến người ta không kiểm nổi phải quỳ xuống thần phục ngay phía dưới bậc thềm kia chư thần đều đang dập đầu triều bái, tràn ngập kính sợ, không ai dám ngẩng đầu, ai cũng không thể nhìn thấy thân ảnh trên bảo tọa trung tâm kia. Có thần toàn thân phát sáng, có thần dựng thân trong bóng đêm, có thần bao bọc trong tiên vụ, có thần cắn nuốt hào quang sáng ngời, mỗi người đều vô cùng thần dị, thần thánh tưởng hòa và âm u khủng bố cùng tồn tại, tất cả đều đang triều bái một người. Các thần của vạn vực chư thiên đều đến yết kiến, cùng tôn thờ một đế chủ chính là đế tôn, bầu không khí tại trường còn hoành tráng hơn so với bất tử thiên hoàng thiên địa quỷ thần cùng triều bái đế tôn như có như không hình như có một câu như vậy vang vọng là từ thời đại thần thoại mình mông cuồn cuộn chuyển đến thời không ngày nay trong lòng diệp phàm chìm xuống hắn nghĩ tới tình huống xấu nhất một đối thủ như vậy khẳng định tuyệt thế khủng bố có lẽ hắn thật sự phải ngã xuống ở trong này máu tươi nhuộm đế cung đại đế cổ chưa nói tới ai mạnh ai yếu bởi vì chưa từng gặp nhau chưa từng có tiến hành đế chiến nhưng đế tôn có thể nói chính là một người đặc biệt đủ loại dấu hiệu cho thấy ở thời đại đó có lẽ không chỉ có một vị đại đế hoặc là nói thời đại của các vị đại đế cách nhau rất gần giống như nối tiếp nhau luân âm đại đạo vang lên cả tòa cung điện đều là tiếng kinh văn thiên binh thiên tướng biến mất hóa thành từng cái phủ văn một chìm sâu vào trên vách tường và các cây trụ chạm rồng to lớn kia trở thành vết chạm khắc hơn nữa chân long tiên phượng bạch hổ côn bằng các đại tiên thú cũng quay về đạo tác lôi hải không còn thấy bóng dáng cuối cùng chư thần đang chiều bái tại đây từng người một nối tiếp biến mất dung nhập trong lôi hải diệp phàm nhìn không hề chớp mắt từ đầu đến cuối đều nhìn vào thời không vạn vẹo kia nhìn chằm chằm vào bảo tọa mơ hồ kia mãi tới lúc đi tới gần hắn vô cùng kinh hãi nơi đó lại trống rỗng đế tôn không ở đó từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện ở trong hư không vạn vẹo kia chỉ có một cái đỉnh lớn nằm trên bảo tọa đế căn bản là không có thân ảnh của đế tôn chính là nó phát ra khí tức bễ vạn giới chư thiên kia Chống không, không ngờ là chống không. Diệp Phàm sợ run, chịu đựng uy áp lớn lao tới gần bảo tọa, gần gùi quan sát cái đại đình phong cách cổ xưa. Đúng thật không có người nào, đế tôn chưa từng hiền hóa. Thiên địa này chưa từng khắc theo nét vẽ đạo ngân của đế tôn sao. Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc trong lòng. Không chỉ lần này, lần trước khi thành thánh hắn cũng từng đi vào một tòa cung điện lớn, gặp được vạn vật nguyên đỉnh này, nhưng cũng không nhìn thấy đế tôn. Trên bảo tọa, cái đỉnh cổ màu xanh bích trời di động, phun ra nuốt vào tinh hà nhật nguyệt có một loại khí tức trí tôn trên vách đỉnh có chạm khắc vạn linh cũng có cảnh tượng khai thiên lập địa kết quả này thật khiến diệp phàm kinh ngạc đến nay vẫn không thể chiến một trận với đế tôn chẳng lẽ đế tôn hoàn toàn bị thiên địa làm tan biến vĩnh viễn không thể xuất hiện đạo ngân diệp phàm thời dài một hơi nhẹ nhốm nhưng cũng có một loại tiếc nuối đột nhiên cái đỉnh xanh chấn động uy áp bàng bạc kinh người đánh ngập tới phía hắn diệp phàm thúc động cái đỉnh vạn vật mẫu khí buông xuống đón tiếp một kích trí cường đó rắc một tiếng âm vang của kim khí trên vách đỉnh lại bị xuyên thủng xuất hiện một cái lỗ thủng lớn hình cái đỉnh tiếp theo cái đỉnh xanh lại một lần nữa đánh tới buông xuống tiên phượng tiên dân nguyên thủy thần niệm hỗn độn bao gồm đủ loại sinh linh vạn vật âm một tiếng cả tòa thiên cung đều sụp đổ diệt phẩm hợp lực cùng vạn vật mẫu khí đỉnh phát lực đối kháng với tiên khí tối cao của thiên đình cổ đây là một hồi hủy diệt khắp thiên kiếp đều bắt đầu tan rã như là đại kiếp nạn thời tiền sử quét ngang khắp tinh vực hủy diệt hết thảy sinh linh ngoại giới chư hùng đều hoảng sợ tất cả vội thối lui kinh sợ nhìn cảnh tượng này không dám tới gần cho dù là nửa bước diệp tử người không sao chứ bàng bác kêu to đế cung đổ nát diệp phàm chìm nổi ở trong lôi hải hỗn độn như là một khối tử thi bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển tụ tập các mảnh xương và máu trọng tổ lại vừa rồi hắn lại bị chấn vỡ nát tan tành tuy nhiên cái đỉnh xanh kia cũng tiêu tán không còn xuất hiện về phần cái đỉnh của hắn lúc này trở thành một đống mảnh nhỏ hoàn toàn không còn hình dạng gì không có một chút hình dáng của binh khí ta không sao diệp phàm lao vết máu nơi khóe miệng đứng lên phóng mắt nhìn lại tất cả thiên cung đều đang chậm rãi biến mất ẩn vào trong biển lôi hải hắn không nói một lời ngồi xếp bằng trong biển hỗn độn miệng tụng tiên kinh bắt đầu một lần nữa rèn cái đỉnh, nhận lôi điện tẩy luyện dùng thiên kiếp là lửa dùng hỗn độn là nước rèn đúc lại các mảnh nhỏ cái đỉnh địa phương này lập tức bắn ra hào quang bốn phía tiên khí dâng lên vang lên các loại tiếng tụng kinh một cái đỉnh lớn thành hình trên vách đỉnh xuất hiện các loại sinh linh như là có sinh mệnh sắp sống lại hắn khắc theo nét vẽ cổ tự bên trong cỗ quan tài do chín con rồng kéo trong đó khiến cả vật thể thần niệm trong đỉnh sáng lấp lánh như tắm trong lửa sống lại làm cho cái đỉnh càng thêm phong cách cổ xưa và khí thế hùng tráng có một loại khí cơ chấn áp thiên địa trong cái đỉnh thần niệm ngồi xếp bằng toàn thân sáng lóng lánh nó như tắm trong lửa sống lại mặc dù vừa rồi trong trận chiến liên tiếp với đế binh cái đỉnh bị đánh nứt vỡ tứ tán nhưng lúc này đã khôi phục diệp phàm miệng tụng kinh văn một cái lại một cái cổ tự lạc ấn trên vách đỉnh làm cho cái đỉnh càng ngày càng thần bí khó lường thần liên trật tự kỳ bí đan vào làm cho nó có một loại khí cơ tiên đạo càng thêm mênh mông bằng bạc diệp phàm thu được kinh văn từ trong cỗ quan tài đồng thao chín con rồng kéo kia đến nay vẫn không thể hiểu được, hoàn toàn không giống như kinh văn của thế giới này, trước sau không nối liền được, không thể xem là pháp. Ngày nay tác dụng lớn nhất của kinh văn đó là rèn luyện cái đỉnh, tất cả cổ tự đều luyện vào trong đỉnh, luyện chế cái đỉnh vạn biến, thần niệm trong đỉnh ngày ngày mặc tụng, hào quang như mặt nước làm dịu cái đỉnh này. Lúc này, Diệp Phàm dùng thiên kiếp là lửa rèn luyện vách đỉnh khác ra một bức lại một bức đồ án, tiên cầm thụy thú, tranh hoa điều ngư trùng, tinh hà tuyên cổ bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có lôi quang nhấp nháy hào quang vạn trượng dấu ấn khắc sâu rõ ràng trên đỉnh vạn linh như là có một loại dao động sinh mệnh muốn rời vách đỉnh mà ra như được giao phó cho linh hồn diệp phàm dùng hỗn độn là nước rót vào trong đỉnh tiến hành làm lạnh và làm dịu một lần lại tiếp một lần rèn luyện mài rũa thành một cái đỉnh kiên cố nặng nề lơ lửng nơi đó phong cách cổ xưa tự nhiên ầm tới cuối cùng diệp phàm hợp lại một thân đạo hạnh hợp lực cùng thần niệm trong đỉnh, chung sức làm vỡ nát cái đỉnh, rồi một lần nữa luyện chế lại. Đây là xứng với cái tên qua muôn ngàn gọt rũa, không một chút nương tay, khắc theo nét vẻ đạo tác và các loại đồ án, chỉ cần có một chút tỉ vết nào cùng không tính thông qua. Hắn muốn rèn luyện thành cái đỉnh mạnh nhất, rèn luyện trong thiên kiếp, nóng chảy trong biển hỗn độn, dung hợp hỗn độn, lấy ra đạo hòa tiên thiên, hóa thành một lò, luyện chế thành đạo binh. Đây là binh khí duy nhất của Diệp Phàm, sẽ chinh chiến cả đời với hắn không thể thiếu sót một điểm nào. Tương lai bất, kể hắn có thành đạo hay không, cái đỉnh này đều sẽ từng bước thăng cấp, sẽ không lạc hậu với người ta. Long hồ tương tế, hỗn độn rèn đúc, lôi quang rèn luyện, cái đỉnh càng ngày càng phong cách cổ xưa, tự chủ phát ra tiếng gầm rú, đây là luân âm đại đạo, cộng minh cùng chư thiên trên thế gian. Mặt trên có từng đợt từng đợt đạo ngân hiện lên, rồi sau đó vang lên một tràng tiếng long ngâm, một con chân long vọt ra từ miệng đỉnh nhảy lên bầu trời, chấn động vòng trời tiếp theo là một tiếng tiếng phượng hót một con thần điều xinh đẹp từ trong đỉnh vỗ cánh bay vọt lên tận trời cao lông đuôi màu sắc rực rỡ sáng ngời nó dừng cánh hót vang xé rách vòng trời kế tiếp một vị tiên dân thượng cổ đi ra dung hợp cùng đạo cùng một chỗ trở lại nguyên trạng cường đại kinh người từng bước một bước lên trời bước vào vũ trụ tiếp theo là một con hỗn bằng phóng thẳng lên trời cao toàn thân rực rỡ lóa mắt như hoàng kim luyện chế thành nó lên cao chín vạn dặm như diều gặp gió làm cho vũ trụ nổ vang như tiếng sấm, chấn động mọi người ở bên ngoài. Trước sau cộng tất cả chín loại sinh linh xuất thế, vọt ra, hiển hóa ra pháp thân uy thế ngập trời, làm cho khắp biển hỗn độn sôi trào. Cái đỉnh của Diệp Phàm luyện chế thành, trên vách đỉnh có vạn sinh linh, vô cùng vô tận, ngày nay cũng chỉ là xuyên qua vách đỉnh mà ra một số đại biểu, toàn bộ còn nhiều. Ở bên ngoài, mọi người đều cảm giác được từng cổ từng cổ khí tức cường đại, rồi thấy tiên thú lao ra, có cả tổ tiên thượng cụ uy thế ngập trời, Bễ nghệ tứ phương. Thế nhưng, không có người nào biết là từ đâu, còn tưởng rằng là một bộ phận của thiên kiếp, tất cả đều chố mắt nhìn chân chối, cảm thấy càng thêm không hiểu, không thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Trong biển hỗn độn sấm rền chớp giật, cái đỉnh của Diệp Phàm hoàn toàn đạt tới hoàn mỹ, đạt tới cảnh giới thánh vương như hắn, Diệp Phàm có cảm giác hai bên đồng bộ, có một loại huyết nhục tương liên. Âm. Um. Cuối cùng, cái đỉnh lớn phong cách cổ xưa bắt đầu nuốt trời, chân long, tiên dân thượng cổ, côn bằng, tiên phượng, toàn bộ được thu về, lạc ấn trên vách cái đỉnh, chân thật quay quanh, muôn hình vạn trạng. Đồng thời giờ khắc này, nó bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, toàn bộ hút vào tinh huy nhật nguyệt trong tinh không vũ trụ, bổ sung thần năng cho chính mình. Bên ngoài lôi hải, thiên địa lập tức ảm đạm xuống, giống như ngày tận thế. Các loại ánh sáng và tinh khí toàn bộ chìm sâu vào trong thiên kiếp, bị nó nuốt vào sạch sẽ. Đồng thời ngay lúc đó, cơ thể Diệp Phàm ầm ầm vang động, tự chữa trị thương thể mỗi một khớp xương đều rung chuyển máu thịt cùng rung động toàn bộ thân thể kêu vang ông ông tinh hoa thiên địa tinh nguy nhật nguyệt rơi xuống ngoại trừ rơi vào trong miệng đình cũng rèn đúc thanh tẩy mỗi một tất cơ thể trên người hắn giúp hắn khôi phục nguyên khí trong một loạt trận chiến vừa qua diệp phàm bị thương cực kỳ nghiêm trọng các loại lôi kiếp hóa thành đại đế thiếu chút nữa đánh cho căn nguyên hắn tiêu tan lúc này rốt cục hắn thở phào một hơi bắt đầu chữa trị sau khi tia chớp hình người hóa thành đại đế biến mất hết thảy gì khác đều không thành vấn đề tới sau lại trong xương chán hắn bước ra một tiểu nhân màu vàng bằng nắm tay há mồm hút một cái thiếu chút nữa nuốt sạch lôi hải lôi quang đầy trời toàn bộ rót vào trong cái đỉnh cùng thân thể diệp phàm và tiểu nhân màu vàng trở thành một loại tinh hoa tiên thiên hóa thành thần năng bổ sung vào máu thịt của diệp phàm rung động xương cốt kêu rôm rốp như là một khúc tiên âm không ngừng vang lên rời máu tạo tinh thần trọng tố thánh thể làm cho hắn càng cường đại hơn nguyên khí rất nhanh bổ sung căn nguyên dần dần tràn đầy lên còn cái đỉnh trên đầu hắn cũng tự nhiên khí thế hùng tráng ngừng kết cùng hắn thành một thể tới cuối cùng hỗn độn khí cũng bị diệp phàm và cái đỉnh nuốt hết không ngừng nạp vào cả vật thể phát sáng phóng ra một lực lượng bất hủ đạt tới cảnh giới thánh vương là có thể luyện hóa hết thảy lực lượng căn nguyên ở bất cứ một hư không vũ trụ nào đều không cần lo lắng thần năng hao hết bởi vì có thể hấp thu rất nhiều thần năng từ hư không hỗn độn tinh tú toàn thân diệp phàm phát sáng bắn ra từng đám tiên hà trở thành một vật thể phát sáng, mà lúc này cái đỉnh cũng không còn phong cách cổ xưa nữa, nó bộc phát ra một đoàn tiên quang hừng hực, dị tượng kinh người. ở bên ngoài, mọi người không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được có dị thường, các loại thần năng tụ tập nơi đó, như là có một cái hắc động vũ trụ đang cắn nuốt hết thảy, rồi chìm sâu vào trong lôi hải. đã xảy ra chuyện gì? giống như có một con thiên thú thần thoại trong truyền thuyết đang nuốt thiên đạp địa, các thánh trong lòng đều ngưng trọng, các loại ánh sáng tinh tú rơi xuống tụ tập về hướng lôi hải toàn bộ rơi vào cảnh mờ mịt trở thành một hải dương màu bạc hơn nữa tới giờ khắc này thiên kiếp biến mất hỗn độn cũng đang giảm bớt toàn thân diệp phàm trong suốt không nhiễm một hạt bụi nhỏ hắn điều trị xong thương thể lúc này khí huyết tràn đầy từ thiên linh cái bán ra một luồng kim quang rực rỡ xỏ xuyên qua vũ trụ mà cái đỉnh thì chìm nổi trong kim quang đó hắn mở choàng hai mắt đôi mắt sáng lạn như tinh hà bên trong có tinh vực có vạn vật thế gian khiến người ta kính sợ cơ thể màu đồng cổ cao lớn cường kiện sáng óng ánh đặc biệt của kim thân bất diệt tóc đen dài rậm tung bay xòa trước ngực và sau lưng hắn bật người đứng dựng lên soạt trước chán hắn tiểu nhân màu vàng ôm lấy cái đỉnh đã thu nhỏ lại bước từng bước trở về trong tiên thai cả người nó giống như một thần linh trở thành duy nhất trong thiên địa nơi ánh mắt hắn quét qua hư không sụp đổ hỗn độ lan ra thiên kiếp tan biến giờ khắc này hắn chân chính tấn trước cảnh giới thánh vương khí nuốt núi sông cường đại đến cực điểm. Diệp tử, người rốt cục thành công rồi. Bàng bác vẫn luôn khẩn trương thủ hộ ở một bên, thờ phào một cái, chóng mắt nhấp nháy nói. Hắn lưng hùm vai gấu, cao tới gần một trượng, như là một tòa thiết tháp, gần cơ bắp thịt nổi cuồn cuộn như rồng. Ở trong tay hắn, có hai đoạn tiên xích lóng lánh ánh vàng xanh, không còn sao động, sớm đã bình ổn lại. Ngoài ra, trong hư không có một cái đỉnh sứt mẻ gì xét loang lổ. Bàng bác ở trong yêu hoàng điện có cơ duyên rất lớn, từ trong mấy giọt máu đế kia hắn thu được mảnh nhỏ đại đạo, có ẩn chứa một bộ phận chân nghĩa của yêu hoàng cổ kinh, là báu vật vô giá. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tiên xích, đây là hai trong năm đoạn của đế binh cực đạo, nếu như có thể chữa trị át sẽ làm cho mọi người khắp cổ lộ nhân tộc điên cuồng. Hiện tại huynh đệ chúng ta liên thủ đi ra ngoài, xem ai dám trêu chọc, nếu dám khi dễ chúng ta, toàn bộ trấn áp, bằng bác từ trước đến nay cũng không phải là một người sợ phiền phức, lúc này lại càng hào khí xông lên tận trời. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh đồng xanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngày nay đã tới cảnh giới vương của thánh nhân, bất cứ nơi đâu trên cổ lộ đều có thể đi tới, không cần lo lắng gì. Bàng Bác nói, cái gì đế thiên, cái gì đại ma thần, chờ hai huynh đệ chúng ta tấn chức tiếp vài cái tiểu cảnh giới chấn áp hết thầy chộp bắt mấy gã làm sai vặt còn thanh thi tiên tử nhân vương kia cũng không tệ cứ dứt khoát bắt lấy cho làm nha hoàn cho đẹp cảnh vui ý hắn miệng lưỡi thẳng thừng không kiêng nể gì âm thanh vang động vũ trụ người bên ngoài đều nghe rõ rành rành tất cả đều trợn mắt há hốc mồm đế thiên đại ma thần nghe vậy trên mặt đều thờ ơ thân thể không nhúc nhích chút nào vẫn chưa nói gì nhưng đều đang suy nghĩ sắp tới sẽ đối đãi thế nào khi gặp bằng bác mà thanh thi tiên tử nhân vương cũng rất chấn tĩnh không hề để ý tới biểu hiện vẫn ung dung thoải mái ngược lại hai tiểu nha đầu bên cạnh hai người nghe vậy đều lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã quỵ mà hàm răng thì nghiến trèo trẹo thiên kiếp sắp biến mất nhưng ở thời điểm cuối cùng lại giống như là hồi quang phản chiếu đột nhiên dữ dội hơn lên diệp phàm thương lượng cùng bằng bác sau đó lại truyền âm nói với thanh hoàng đạo nhân sẽ hiệp với lôi hải vô cùng tận này nhằm về phía phần mộ yêu hoàng phải hủy diệt sạch đám âm thần nơi đó âm không hề nghi ngờ biến cố tới bất ngờ này khiến mọi người kinh sợ thiên kiếp lại di chuyển nhanh như tia chớp nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ dọc đường có đại quân âm linh đuổi theo chư thánh tới nơi đây vẫn còn đang ở xa xa theo dòi thiên kiếp của diệp phàm giờ phút này đều hoảng sợ tới mức vong hồn đều phát run xoay người bỏ chạy bọn chúng là sinh vật do âm khí sinh ra sợ nhất là loại lôi quang trí dương này một khi bị quét chúng hẳn phải tiêu tan không thể nghi ngờ máu đế ta không dám thu biến mất về hướng lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng chúng ta dẫn thiên kiếp tới như vậy có thể bổ ra thi thể yêu hoàng xuất hiện hay không bàng bác nhỏ giọng nói diệp phàm nói ta hoài nghi trong phần mộ đã xảy ra điều gì đó bằng không như thế nào lại có máu đế chảy ra lần này dựa vào lực lượng thiên kiếp xua tan đám âm linh dò xét xem đến tột cùng trong lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng có cái gì âm linh chạy tán loạn ngay cả mấy âm thần đều hốt hoảng lui về phía sau bọn họ cực kỳ cường đại có thể tranh phong cùng đại thánh mỗi người đều xấu xí như thiên lôi toàn thân là lông vàng nhưng lại e ngại nhất là lôi điện chư vị còn chờ gì nữa nhân cơ hội này tiến vào lăng mộ yêu hoàng nhìn xem thi thể đế hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng dẫn dắt đại quân đi theo vọt vào trong vùng sông núi trắng lệ kia lăng mộ cổ giống như một thế giới có núi sông có ao hồ mênh mông vô ngần huyệt mộ đế chân chính đã được phát hiện ở phương vị đó nhưng sở dĩ trừ đại thánh phải rời đi là vì âm thần chỉ huy đại quân ngăn cản con đường phía trước đánh đuổi đi âm thiên kiếp hồi quang phản chiếu đang ở thời điểm cuối cùng sắp biến mất cũng đánh cho thân thể diệp phàm lai động một trận bằng bác biến sắc nếu không nhờ có khi thiên trận văn của vô thủy đại đế ắt hắn sẽ tiếp tục xương cốt lẫn máu tươi bắn tung tóe âm một tiếng nổ vang phía trước dâng lên khí tức đế mênh mông bàng bạc một cái hang rồng tối om dung chuyển kịch liệt rồi một con rồng vọt ra. Đó là một con chân long trắng, như tuyết, có khí tượng của trí tôn. Mọi người đều bị dọa đến sợ run, chư thánh càng nâm nấp lo sợ. Đại thánh sông tới trước nhất lập tức quỳ sụp xuống, người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, con rồng này có uy thế của đại đế cổ. Đây là, yêu hoàng, hắn là con thỏ tuyết đắc đạo, không ngừng rèn luyện tinh huyết, tiến hóa thành một con ngân long. Diệp phàm sớm đã lướt ngang ra ngoài, lui ra phía sau hơn 10 dặm, đúng lúc này thiên kiếp biến mất hắn đứng ở phía sau mở thiên mục, cẩn thận quan sát. Đây là một con ngân long, thật sự có khí tượng của đại đế, hơn nữa rõ ràng là thân thể máu thịt, không phải bóng dáng hư ảo, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Nhìn thấy thi thể đại đế, Diệp Phàm chấn kinh rồi, nếu không ngoài dự đoàn, đây có thể chính là thi thể chân chính của yêu hoàng, nhưng ngày nay hắn vọt ra, tản ra khí cơ sinh mệnh khiến chúng sinh đều phải sợ run. Phốc, có mấy vị thánh nhân chạy tới quá gần, vốn là muốn chiếm trước tiên cơ vọt vào trong huyệt mộ đế lúc này ở dưới khí tức của đại đế trực tiếp nổ tung xương cốt cùng máu thánh bắn vãi ra khắp nơi nhìn thấy thi thể đấy là chuyện muôn đời may mắn không đúng yêu hoàng hắn có thể còn sống cổ yêu bách kiếp đạo nhân kích động tới cực điểm nói năng lộn xộn yêu hoàng chưa chết sao mọi người đều ngây dại rồi sau đó cả thân mình phát lạnh như băng yêu hoàng một thế hệ đã ngã xuống trên con đường thành tiên để lại rất nhiều bí mật hôm nay rốt cục nhìn thấy đến tột cùng là thi thể của yêu hoàng hay là thân thể hóa thành chân long sắp tiến vào tiên vực hang rồng tối om ở gần cuối sườn núi gần miệng hang có mọc dược vương cổ mười mấy vạn năm mà không chỉ một cây tản ra mùi thơm ngát kinh người nhưng lại có một số cây héo rũ vừa thấy là biết đã qua năm tháng quá lâu hóa thành đống thuốc nhão trên mặt đất mà hạt giống lại trở thành dược vương cổ một con ngân long vắt ngang giống như một dãy núi tuyết cao chót vót chạy dài to lớn không thấy cuối cái đầu rồng ngẩng cao hùng tráng một cặp sừng thật lớn sáng lóng lánh, từng mảnh vẩy phát sáng, tiếng ngâm vang động chín tầng trời. Đây là thật sự sao? Mọi người sợ run, không thể tin được đây là sự thực, một con chân long hiển hóa ở thế gian, quả thực giống như chuyện thần thoại hoang đường. Khí tức đại đế cổ tràn ngập, chấn nhiếp bầu trời, từng đám cổ thánh quỳ phục xuống, không tự chủ được quỳ bái, đây là một loại rung động từ linh hồn, hướng tới phía trước dập đầu. Chư hùng chân run gối mềm hoàn toàn không đứng thẳng được đồng thời tu sĩ tới gần cuối sườn núi đều cả thân thể nứt toạt ra xương cốt gãy đoạn rồi biến thành một đống máu bùn đây là uy áp của đại đế cổ ngay cả thánh nhân đều không chịu nổi giống như con kiến nhìn lên cự long như con kiến càng cứng rắn chống trời chênh lệch quá lớn toàn thân diệp phàm phát ra vầng hào quang xanh biếc thần khí sứt mẻ của thiên đỉnh cổ sống lại tự chủ đối kháng hắn kéo bàng bác thối lui trong nháy mắt đi ra ngoài mấy trăm dặm hầu hết mọi người không thể tránh kịp bất kể cường đại cỡ nào chỉ cần tới gần hang rồng tối om này đều đều đứt gân gãy xương không chịu nổi loại uy áp đó yêu hoàng vạn cổ trí tôn một thế hệ chúng ta vô tình mạo phạm ở nơi này dập đầu lễ kính các đại thánh đều không ngoại lệ quỳ dạp trên đất không ai có thể chống lại được khí cơ tràn ra từ con ngân long chân long màu bạc ngừng đầu nhảy lên chín tầng trời xoay quanh một vòng rồi sau đó lại hạ xuống cả vật thể phát ra hào quang bạc giống như một vị thần vô thượng trấn áp cổ kim tương lai nó có sinh mệnh lực như biển huyết khí cuồn cuộn mạnh liệt khiến mọi người phát run đến giờ này không có người nào hoài nghi gì nữa đây tuyệt đối là một tồn tại cấp đế ngay cả thạch nhân chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế đều phải quỳ xuống ở nơi đó run run đủ để chứng minh hết thảy ầm một tiếng đầu cuối sườn núi kia vỡ ra nửa ngọn núi đá sụp đổ rơi xuống vực sâu vô tận phía dưới long khí cuồn cuộn bên cạnh hang rồng tối đen kia mấy chục cây dược vương lắc lư lóe ra điểm điểm sáng tràn ngập mùi thơm ngát làm cho mọi người khoan khoái như sắp cử hà phi thăng ánh mắt chư thánh đều dựng thẳng nhưng cũng không ai dám vọng động ở trước mặt đại đế cổ cho dù đến đây một vị chuẩn để đều có vẻ nhỏ yếu không chịu nổi nhưng kinh biến vẫn còn tiếp tục ngay cả hang rồng đều nứt ra mấy cây dược vương bên cạnh theo nham thạch bóc ra rơi xuống vực sâu thực cùng phí của trời mọi người đều bị dọa đến ngây người yêu hoàng nổi giận rồi sao ngay cả hang rồng đều hủy diệt đây là muốn đổ sát mọi người ở đây sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù là tất cả tu sĩ của vạn vực chư thiên đến đây đều phải chết. Mỗi người đều ra đầu run lên, mấy chục vạn năm mất đi, yêu hoàng một thế hệ như thế nào, lại xuất hiện. Ai ai cũng đều nói hắn ngã xuống trên con đường thành tiên, nhưng đến tột cùng kết cục như thế nào? Đây rõ ràng là một con chân long, là một vị đại đế chân chính tái hiện ở nhân gian. Điều này quả thật tấn công tâm linh của mọi người mãnh liệt, ai nấy đều tưởng như ở trong mộng, ngay cả đại thánh đều phát mộng một vị vương của thánh nhân vỡ nát máu tươi cùng mảnh xương bắn tung tóe nhìn thấy mà ghê người chỉ vì hắn cách quá gần hang rồng điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ toàn thân lông tóc dựng đứng diệp phàm lui cũng đủ nhanh chóng nhưng mặc dù ở ngoài xa mấy trăm dặm hắn vẫn cảm nhận được một loại áp bức nếu không nhờ cái đỉnh đồng xanh phát ra vầng hào quang ngăn chặn dù hắn có cậy mạnh không quỳ xuống hơn phân nửa đồ gối cũng sẽ vỡ nát toàn thân bàng bác run lên dùng sức nắm chặt yêu hoàng xích hai đoạn tiên xích ở trong lòng bàn tay hắn phát ra tiên huy từng mảng lớn hào quang phủ xuống cuối cùng cũng giúp hắn đứng vững không có quỷ xuống quá cường đại đây chính là đại đế cổ sao chỉ tràn ra một lũ khí cơ đã khiến người ta không chịu nổi ngay cả đại thánh đều phải quỳ lại nếu hắn thực sự ra tay thì rốt cuộc đáng sợ biết bao ta nghĩ có thể sẽ hủy diệt cả mảng vũ trụ này đi Bảng bác sợ run nói hai người bọn họ đến từ bên bờ một tinh không khác mặc dù tu đạo nhiều năm nhưng quan niệm xung đột một số tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu vẫn khó có thể thay đổi. Tuy nhiên, hai người còn thật sự nghĩ lại một chút rồi cũng bình thường trở lại. Ngày nay có gì họ chưa thấy qua, trải qua nhiều như vậy, cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Bái kiến yêu hoàng Bách kiếp đạo nhân nhân kích động thân thể đều run run, cúi đầu sát đất, mỗi bước một dập đầu, đây là một loại kinh ý phát ra từ chân tâm. Trên bầu trời, con ngân long toàn thân vẩy lấp lánh trắng như tuyết, lóe ra đầy màu sắc, trong con người có tinh không tiêu tan, có diễn biến đủ các loại cảnh tượng đáng sợ trong vũ trụ. Rõ ràng, nó có một loại dao động sinh mệnh cường đại, nhưng đối với câu nói của bách kiếp đạo nhân lại mắt điếc tai ngờ, quay quanh trên vòng trời, nhìn xuống trời đất vũ trụ mênh mông, xuất thần một trận. Không đúng, đây cũng không phải yêu hoàng, nó sớm đã mất đi linh hồn rồi, đây là thi thể đế, một thân thể có một phần dấu ấn của đại đế thôi. Đột nhiên, thanh hoàng đạo nhân kêu lên, lão tuy rằng tuổi già sức yếu sắp tọa hóa, nhưng trong con người đục ngầu bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn ra hư thật của con chân long mõ bạc này. Mọi người ngần người, tất cả đều thân thể phát lạnh, đây không phải là đại đế, là một cỗ thi thể sinh ra linh trí, không có gì đáng sợ hơn so với chuyện này. Cách ngoài mấy trăm dặm, Diệp Phàm cùng bằng bác hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy phát lạnh như mọi người. Đại đế cổ quả nhiên không có cách nào đo lường được, một cỗ thi thể mà thôi mọi người đã không chịu nổi. Mau, đánh chết người của địa phủ, đuổi chúng ra khỏi đây đừng cho bọn chúng đến gần. Một vị hộ đạo giả nhân tộc quát lớn. Vị chủ thần của tổ chức thần hành động sớm nhất, công kích về phía thần ma áo bào đen kia, triển khai một trận chiến. Trước khi vào nơi đây, các đại thánh luôn phòng bị người của địa phủ, sợ bọn họ làm việc nghịch thiên. Hắc hắc! Đại thánh địa phủ mặc chiến y đen cười thực âm trầm, rồi rú lên một tràng, cả vạn âm binh khắp nơi ảo ảo hướng tới nơi này, mỗi tên đều thi khí ngập trời. Toàn bộ trấn áp đi! Thanh hoàng đạo nhân quát to! thạch nhân ngưu ma vương cùng với mấy tà thần cũng đều biến sắc cùng nhau ngăn cản vạn âm binh tương truyền âm binh đối với thi thể là trí mạng một khi đến gần là bị đồng hóa nếu như để cỗ thi thể đế này nhập vào địa phủ chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng địa phương này trong nháy mắt liền trở thành tu la địa ngục mặc dù âm binh quá vạn cũng không đủ giết đại thánh vừa ra tay cái gì đều trở thành mây khói thành từng mảng cho tàn tan trong vũ trụ nhưng mà địa phủ đến quá nhiều tiếng chống lôi động sâm la địa ngục hiện lên, từng mảng thuyền lớn xương trắng cùng với từng tòa điện phủ âm ti hiển hóa trong hư không rơi xuống càng nhiều âm binh, mười vạn âm binh, mỗi mỗi đều cường đại, tất cả đều từ phần mộ cổ địa của các tinh vực cổ xưa trong vũ trụ tuyển ra, tụ tập lại đây. Đây là một lực lượng khiến vạn vực chư thiên đều sợ run. bọn chúng đều không phải là đi chịu chết, cũng không có công kích đại thánh, mà là ngồi xếp bằng trong hư không tụng kinh. Đây gọi là thi kinh của địa phủ, định luyện hóa thi thể để làm một thành viên trong bọn họ. Không. Mọi người đều kêu lên sợ hãi. Thi thể yêu hoàng nếu như thật sự rơi vào trong tay bọn họ cả vũ trụ này đều phải biển đổi. Chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng. Lui. Thanh hoàng đạo nhân ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phát ra mệnh lệnh như vậy. Ở bên cạnh lão, bách kiếp đạo nhân đứng đó, thần sắc tối sầm, hiển nhiên lão căm thù địa phủ đến tận xương tủy. Đây là yêu hoàng lão kính ngưỡng nhất, tuyệt không cho phép kinh nhờn. Ngưu ma vương, thạch nhân, tà thần, thay thế, cũng lui ra phía sau, không có liều mạng với đại thánh địa phủ, chỉ có chủ thần của tổ chức thần còn ở nơi đó, chiến đấu kịch liệt. Một cỗ quan tài đồng thao từ chỗ sâu trong vũ trụ bay tới, xỉ xét loang lổ, như là tồn tại gần cả trăm vạn năm. Cái nắp quan tài đột nhiên mở ra, phát ra tiếng tụng kinh, đồng thời bắn ra các loại hào quang rực rỡ. Nó đang đến gần, muốn kêu gọi thi thể đấy. Chúng ta thật sự không cần ngăn cản sao? Ngưu ma vương nóng này, nếu thật phải để cho địa phủ có được chân long mõ bạc này, khẳng định chính là một trường hạo kiếp. Yên lặng chờ xem. Thanh Hoàng Đạo Nhân chỉ nói một câu như vậy, ở trên cổ lộ lão có hy vọng cực cao. Yêu Hoàng mặc dù đã chết, cũng không phải ai đều có thể khinh nhờn, mặc dù người của địa phủ tới cũng không được. Bách kiếp Đạo Nhân oán hận cười lạnh. ầm um, Chủ thần của tổ chức thần ngự cái đỉnh bay đi, chỉ còn lại đại quân địa phủ, cùng với tiếng tụng kinh, cỗ quan tài, cùng với thần ma áo bảo đen ngồi xếp bằng trong hư không, kêu gọi thi thể để mười vạn thiên binh cả vật thể đều phát ra âm khí một số thánh nhân đến gần nơi đó liền trực tiếp hồn phi phách tán lưu lại một thân xác trống rỗng đây là pháp trận của địa phủ vừa quỷ dị vừa đáng sợ có thể vây sát đại thánh khiến người ta không thể tới gần bằng không sẽ bị lệ quỷ lấy mạng câu đi hồn phách phốc đột nhiên thân ma áo bào đen kia cả thân thể vỡ ra toàn thân đều xuất hiện vết máu màu đen cả người hắn run lẩy bẩy rồi sau đó thân thể đột nhiên nổ tung tiếp theo Bộ quan tài kia cũng chấn động mãnh liệt tiếng tụng kinh im bặt ở trên hư không bùng nổ mảnh nhỏ kim loại bắn ra bốn phía rồi sau đó mười vạn âm binh bị hủy diệt nát tan thành bụi như là có một vị thiên thần chụp xuống một trường làm cho bọn chúng trong nháy mắt biến thành bụi bậm xóa tên trên đời đại thánh địa phủ đều như gà đất chó sành trong quá trình đang kêu gọi thi thể thân mình nứt vỡ đây là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào hắn còn không có chân chính tiếp xúc cách cũng đủ xa là muốn dựa vào mười vạn thiên binh làm môi giới kết quả vẫn là gặp phải phản vệ hình thần câu diệt ầm hang rồng phát ra khí tức tang thương muôn đời thần bí khó lường đúng lúc này hoàn toàn vỡ ra từng đợt từng đợt long khí lan ra khắp bốn phương tám hướng mà dược vương sinh trưởng chỗ miệng hang đều rơi xuống vách đá dựng đứng dưới vực sâu địa phương này sắp bị hủy diệt rồi cả tòa lăng tầm yêu hoàng đều nứt nẻ trong một tiếng nổ ầm núi sông đổ sụp phần mộ đế bao la hùng vĩ lơ lửng trong vũ trụ vỡ tan không còn tồn tại nữa chư thánh tâm đều vấy máu bên hang động có một đám dược vương tới mấy chục cây toàn bộ rơi xuống vực sâu mà không biết trong hang động đến tột cùng còn có tiên vật gì nghịch thiên hay không nghĩ đến càng kinh người nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tức núi một con ngân long vắt ngang ở nơi đó ngăn chặn hết thảy ngay cả đại thánh địa phủ cùng với mười vạn âm binh trí cường đều bị hủy diệt sao không khiến cho mọi người kinh sợ không có một người nào dám vượt qua nửa bước âm um, đột nhiên con ngân long trên bầu trời cũng dần tan rã vảy biến mất khí cơ sinh mệnh bằng bạc hóa thành một bãi máu đế hiện ra căn nguyên này không phải một cỗ thi thể đế nguyên vẹn mà chỉ là một chút máu tuy nhiên lại không tầm thường trong đó để lại chấp niệm bất diệt của yêu hoàng thủ hộ nơi này bách kiếp đạo nhân kêu lên sợ hãi lão cảm nhận được một loại dao động tâm tình nên cảm động lây cùng theo bi ai phần mộ tan rã vực sâu cũng nứt ra Hàng động yêu hoàng trên vách đá dựng đứng cũng vỡ nát tan tành hết thảy đều hiện ra ở nơi đó có một hộp ngọc chỉ dài một thước có vầng hào quang sáng lấp lánh vờn quanh gần cả trăm vạn năm mà cũng không phai màu mọi người đều không kiềm nổi động tâm thi thể đấy không có đã trở lại là một bãi vết máu chư thánh không kiềm được phóng tới phía trước muốn tranh cướp báu vật cuối cùng này không hề nghi ngờ đây là vật trọng yếu nhất của yêu hoàng bằng không sẽ không làm bạn bên mình thủy chung cho đến chết đều chẳng tách rời thế nhưng trong vết máu kia ẩn chứa chấp niệm hóa thành luồng hào quang lấp lánh bay lên quấn quanh hộp ngọc thủ hộ ở nơi đó không chịu chia lìa trong lúc nhất thời mọi người đều đứng sựng tại chỗ không dám vọng động trước lấy dược vương chư thánh hành động ao xuống vực sâu sụp nứt kia tìm kiếm mấy chục cây dược vương cổ rơi xuống dưới rắc đột nhiên hộp ngọc nứt vỡ phát ra tia sáng dịu dàng mọi người lập tức tâm thần đều run rẩy lộ ra trước mắt mọi người là một bó hoa khô héo không có một chút sáng bóng nào nó sớm đã héo rũ từ lâu nhưng qua yêu hoàng thi pháp vẫn chưa hóa thành bụi bậm nó vẫn giữ được nguyên dạng ai ai cũng đều có thể nhìn ra bó hoa này không phải thần dược cũng không phải thảo mộc cổ dị trùng không có một chút giá trị gì nhưng lại được yêu hoàng giữ gìn đến nay đây là đồ vật hắn yêu thích nhất sau đó hiện lên từng bức hình ảnh là những cảnh tượng ngày xưa thật sự phải đi sao bên bờ hồ nhỏ một cô gái yếu đuối khẽ nói trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng ánh mắt trông mong nhìn một nam nhân áo trắng hơn tuyết khát vọng giữ hắn lại ta muốn trở nên mạnh thiên hạ vô địch người trẻ tuổi áo trắng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tràn ngập tự tin trong con người lóe sáng rạng rỡ có thể làm cho nhật nguyệt lu mờ hắn phải đi lên tinh không cổ lộ bước trên hành trình vô địch để trở thành duy nhất trong thiên địa đánh bại tất cả trí tôn trẻ tuổi dựng thân trên tuyệt tình vô địch kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Hắn là hăng hái như vậy, nhưng lại không có chú ý tới vẻ ảm đạm trong mắt cô gái. Hắn vô tình bước lên thiên lộ, không chuồn bước muốn đi thực hiện giấc mộng của mình. Huynh, còn có thể trở về không? Còn có thể đến? Gặp muội không? Cô gái ở phía sau kêu lên, trong mắt ngậm đầy nước mắt, tràn ngập không cam lòng nam nhân áo trắng ở trên vòng trời quay đầu lại cười làm cho nhật nguyệt trên bầu trời đều ảm đạm phong thái tự tin nói đương nhiên chờ ta thành đế ta phải làm cho hào quang sáng rọi của toàn thế giới đều bao phủ trên thân muội dứt lời hắn lại quay xuống mặt đất trên một sườn núi ngắt lấy một bó hoa dại giao cho cô gái rồi sau đó cũng không quay đầu lại nhằm về phía vực ngoại bước trên thiên lộ muội chờ huynh đừng quên muội phải trở về cô gái rơi lệ ở trên mặt đất la lên Dùng sức phất tay, Tuyết Nguyệt thanh chinh chiến đế lộ, đến từng chỗ từng chỗ tinh vực cổ xưa, lực một người địch với quần hùng, chinh chiến cũng không biết bao nhiêu năm, rèn luyện chính mình, có đổ máu có đau thương cũng có thành công. Hắn đánh khắp cổ lộ khó gặp đối thủ, đánh bại rất nhiều đại địch tuyệt thế, hào quang của hắn chiếu sáng khắp tinh lộ, cuối cùng lại chinh chiến tới một số cổ tinh cường đại nhất. Trong thời gian đó, khắp thế gian đều là địch, hắn từng gặp phải đuổi giết đáng sợ nhất các tinh vực cổ cường đại đều bao vây tiểu trừ hắn mà trên đế lộ chính là tàn khốc như vậy hắn không thể đi gặp cố nhân không có cách nào quay đầu lại chỉ có thể một đường liều mạng huyết chiến đánh giết tạo ra một càn khôn sáng sủa cuối cùng hắn quét ngang tất cả kình địch trở thành đế thiên hạ độc tôn hào quang trói lọi vạn trượng chấn động cổ kim chín tầng trời mười tầng đất không một người nào có thể tranh phong cùng hắn hắn làm được chân chính thành đế, thiên hạ vô địch điều vạn vực chư thiên cùng tôn xưng là yêu hoàng chú định được ghi vào trong sử sách tu luyện trở thành tồn tại cao không thể với tới tuyết người thanh men theo con đường hắn từng đi qua quay trở về viên yêu tinh cổ xưa nhưng mà chờ đợi hắn không còn là cô gái kia chỉ có mấy lao yêu gần đất xa trời cô gái đã hương tiêu ngọc vẫn ở 500 năm trước đã rời thế mai táng ở nơi bọn họ ly biệt không bao giờ có thể xuất hiện nữa tuyết nguyệt thanh bi thương ngửa mặt lên trời thét dài vũ trụ nổ tụng khí cơ đại đế thổi quét khắp lục hợp bát hoang gần như làm cho vũ trụ trời đất mênh mông kia sắp bị hủy diệt mượn trời 500 năm đây là tiếng hắn giống to cầu khẩn thế nhưng hết thảy đều không thể thay đổi mấy vị lão yêu nói cho hắn biết cô gái tu luyện xảy ra vấn đề hóa đạo mà chết ngay cả thân thể cũng không thể lưu lại khi hóa thành màn mưa ánh sáng trên mặt nàng mang theo đầy nước mắt thì thào gọi tên hắn tuyết nguyệt thanh bi thương giống to hắn là đại đế là thiên hạ vô địch là muôn đời có một không hai thế nhưng cũng không thể thay đổi hết thảy không thể cứu nữ nhân kia trở về cuộc đời này để vượt tay rồi cô gái yếu đuối hóa đạo theo màn mưa ánh sáng đi xa chỉ để lại một bó hoa đúng là hắn tặng nàng năm đó trước khi rời đi mà nay sớm đã khô héo điêu linh trong phần mộ đến nứt nẻ mọi người giật mình kinh ngạc rốt cục biết vì sao chỉ là một bó hoa khô héo làm bạn bên cạnh yêu hoàng một thế hệ ở trong lòng hắn đây mới là vật quý báu nhất mặc dù là vô địch thiên hạ cũng có thời điểm không đủ sức hắn bước lên tuyệt đỉnh huy hoàng bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện vật đơn giản nhất bình thường nhất đó mới là chân thật diệp phàm xúc cảm trong lòng không kiềm nổi thở dài một tiếng thế mới biết dù trói lọi khắp thế gian cũng khó bù lại nỗi chùa sót cả đời cuối cùng phải tức nuối yêu hoàng cả đời khiến người ta cảm khái gần trăm vạn năm trôi qua mọi người mới hiểu biết được một mặt của nam nhân vượt qua thần này trong lòng từng có ôn nhu từng có nỗi chua sót, cũng có tiếc nuối. Bàng bác nói, Diệp tử, sau khi máu màu vàng trong cơ thể ngươi chút bỏ, hóa thành máu đỏ tươi, ít nhất có thể sống một vạn năm, nếu có thể tái tiến thêm một bước, sống được còn lâu hơn, tới thời điểm đó, trên đời hết thảy đều điêu linh. Dưới tình huống bình thường, khi Diệp Phàm già đi, cố nhân ngày xưa cũng không thể còn lại trên thế gian, đều sớm đã tọa hóa trong năm tháng vô tình, trở thành bộ xương khô. Người cường đại cũng có giới hạn, không có khả năng sống lâu trên đời, thánh thể có thể sống một vạn năm khi hắn tới tuổi già trên đời khó có thể tìm ra một người cùng thế hệ loại cảnh tượng này chỉ mới nghĩ tới đã khiến cho lòng người rúng động quá mức cô đơn quá mức hiu quạnh mặc dù là địch nhân đều đã chết già không có một cố nhân nào để làm bạn cho nên đừng lưu lại điều gì để tiếc nuối đừng để giống như yêu hoàng tới sau này chỉ một mình một người đơn độc đứng trên tuyệt đỉnh tuy rằng là vô địch thiên hạ nhưng lại muôn đời tịch mịch và cô độc lạnh lẽo bằng bác nói Diệt Phàm buồn bã, cũng từng có một nữ nhân ở xa xa chờ mong, cố gắng đuổi theo bước chân hắn, mặc dù khi đó hắn cũng không biết, cuối cùng chỉ có một đoạn thương tâm, lưu lại một phần mộ cô đơn hoa rơi tàn úa giải đầy trên phần mộ, nữ nhân đó tên là Tần Giao. Qua rất nhiều năm rồi, một ngày nào đó nếu quay về bắt đầu cũng nên đi tiểu thế giới của Thanh Giao Vương tới trước mộ phần hưu quạnh đó thăm một lần, mấy chục năm qua có lẽ đã mọc đầy cỏ dại. Người chết thì cũng đã chết rồi, nắm chắc hiện tại toàn thân diệp phàm tràn ra từng đợt từng đợt hào quang vàng cả thân thể rực rỡ lóa mắt huyết khí tràn đầy chấn cho thiên địa vang động ù như tiếng sấm ầm đột nhiên vệt máu đỏ tươi kia phát ra hào quang trói mắt trừ đại thánh đều run rẩy toàn bộ quỳ xuống không thể chống lại loại khí tức đế này trong huyết quang như là có một thân ảnh áo trắng hiện lên lạnh lùng nhìn quét qua mỗi người đó là chấp niệm bất diệt của yêu hoàng cũng chính là khí tượng giúp hắn tồn tại ở nơi này trong máu ẩn chứa một lũ chấp niệm không tiêu tan thủ hộ bó hoa héo tàn lúc này hắn như là sống lại quấn quanh trên bó hoa khô héo rồi hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ bay về phía chỗ sâu trong vũ trụ ầm một tiếng trời sụp đất nứt vũ trụ nổ tung máu đế ẩn chứa chấp niệm bao bọc bó hoa héo tàn chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ u tối từ đó vĩnh viễn biến mất không thấy địa phương này rơi vào phút bình tĩnh ngắn ngủi ngay sau đó bắt đầu chân chính đại loạn lăng tầm bị tan rã chư hùng tranh đoạt mấy chục cây dược phương cổ rơi xuống dưới vực sâu mỗi một cây đều vô giá có thể làm cho đại thánh phải khom lưng vì nó bàng bác kéo tay diệp phàm cũng đi theo cùng nhau chìm sâu dưới vực sâu tiến hành tranh đoạt loại vật nghịch thiên này có thể sống lại ra thịt xương cốt người gia tăng thọ nguyên tới mấy trăm năm sao có thể bỏ qua ầm thạch nhân phát uy cùng đối trưởng với ngưu ma vương trưởng lực ngập trời đương trưởng đánh đập vùng thiên địa này vỡ nát tan tành chư thánh đều bay tung ra ngoài không có cách nào tiến lên ngươi một tên thạch đầu nhân mà tranh cái gì ngươi có thể dùng dược vương được sao ngưu ma vương giận dữ tế ra kim cương chắc sáng loáng đại chiến với thạch nhân nổ nát thiên địa thánh linh tự nhiên có thể hấp thu tinh hoa bất tử của dược vương tên thủ lĩnh ngưu ma tộc này rõ ràng là đang chế nhạo hai người thế như nước với lửa chiến đấu kịch liệt lúc này các đại thánh khác cũng ra tay mà các lộ đại quân bọn họ mang đến cũng đều hành động tạo thành chiến trận cướp lấy dược vương cổ dưới đáy vực diệp phàm hít sâu một hơi hóa thành một luồng tia chớp bí quyết chữ hành đột phá hết thành ngăn cản ngày nay nếu luận tốc độ thiên hạ hiếm có người sánh vai cùng hắn dược hương ngập vào mũi lóe ra hào quang sáng lạn diệp phàm vận chuyển bí quyết chữ binh cướp lấy hai cây cổ dược sau đó quyết đoán rút lui phá về bay ra ngoài cơ hội chỉ có một lần dù sao nơi này có tới mười mấy vị đại thánh còn có âm thần đang âm thầm như hổ rình mồi không thể để người khác chặn đường lui bàng không sẽ có phiền toái lớn Diệp Phàm mới vừa rút đi, liền cảm giác được tại chỗ xuất hiện một luồng gió lạnh, hộ đạo giả nhân tộc thích thiên nhoáng lên một cái mà qua, không biết là định tấn công vào hắn, hay là trùng hợp độ tuyển vì cây cổ dược phía trước kia. Coi chừng lão gia hỏa này, chờ sau này tới gần đại thánh thu thập lão. Bàng bác nói, hắn dùng yêu đế cửu tràm cũng đoạt được một cây cổ dược, hai người hợp lại cùng một chỗ, quyết đoán rời khỏi phần mộ. Bọn họ đứng ở trên tinh không, nhìn xuống hết thảy nơi đó, chư thánh đều ra tay, đại chiến kịch liệt phần mộ yêu hoàng nứt ra rồi hoàn toàn tan rã hóa thành một mảnh phế tích cùng lúc đó khắp vùng cổ vực tên là tinh phế thành này mười mấy đại lục trước sau vỡ tan hóa thành bụi vũ trụ những phần mộ đó đều là giả ngày nay cũng theo huyệt mộ chính tiêu tan như có như không có thể nhìn thấy mười mấy luồng tinh khí hình rồng sông lên tận trời chìm sâu vào lăng mộ cổ xưa chân chính như là chín con rồng niết bàn xác nhập hóa thành một hạt trâu nở rộ hào quang vô tận đây là một cổ sinh khí cường đại không gì sánh nổi giống như đại đế cổ sống lại rồi sau đó hóa thành một luồng sáng bay theo bước chân chấp niệm của yêu hoàng chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ biến mất ở cùng một phương hướng đại đế cổ a à, diệp phạm tự nói cả tinh vực này dung chuyển mạnh các đại thánh dẫn dắt các lộ đại quân hỗn chiến tranh đoạt dược vương mấy chục cây dược vương như chuyện thần thoại hoang đường không thể tưởng tượng có thể giúp cho rất nhiều vị đại thánh sắp tọa hóa sống sót đáng tiếc khi hang rồng nứt vỡ rất nhiều cây dược vương bị tổn hại hóa thành tinh khí tiêu tán trong hư không cuối cùng chỉ có mười mấy cây dược vương còn lại bị chư thánh cướp đi nên giờ đi rồi diệp phàm nói với bàng bác nơi này không nên ở lâu có mấy vị âm thần đang âm thầm rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể chụp tới thanh hoàng đạo nhân thọ nguyên không còn nhiều diệp phàm sớm biết nhưng cũng không có biện pháp nào lúc trước ở thành thứ 50 nhân tộc hắn từng hiến cho lão dược phẩm kết quả lại được báo cho biết lão nhân sở dĩ có thể sống đến hơn tám ngàn tuổi chính vì đã từng hấp thu tinh hoa thần tính bất tử cùng loại ngày nay hết thảy đều vô dụng nga ô một tiếng rú dài trời sụp đất nứt tiếp theo là sấm rền chấp giật lòng mã vừa độ kiếp vừa chạy như điên ra lần này lòng mã thu hoạch lớn nhất nuốt nạp tinh khí của cổ tổ lòng mã lớn mạnh bản thân mình chiếm được đạo quả khó có thể tưởng tượng quan trọng nhất là căn nguyên của nó lớn mạnh hơn rất nhiều trước mắt nó còn đang tiếp tục độ kiếp diệp phàm Bàng bác dừng chân lại, âm thầm hộ pháp cho Long Mã, đồng thời truyền âm báo cho nó biết hướng tới thẳng chỗ sâu trong vũ trụ, rời xa chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng, hết thảy đều đã xong, hai người một ngựa đạp thiên vực rời khỏi nơi đây, tiến vào trung tâm tinh vực, phế thành. Không có dừng lại, Diệp Phàm triệu tập 12 thánh giả, rồi lập tức ra đi, rời khỏi chốn thị phi này bước tiếp trên tinh không cổ lộ. Đội nhân mã bọn họ đi cùng nhau, không phải hoa lệ và cường đại bình thường. Diệp Phàm Bàng bác đã là trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc đám long mã hoàng kim sư tử thiên hạt cửu vĩ ngạc long cũng không có tên nào là tầm thường đến tận đây bọn họ không đi theo cổ lộ của chư hùng nữa mà bắt đầu tiến quân trên con đường hoàng kim thái cổ để tiến hành mài giũa rèn luyện đây cũng chính là những đoạn đường thái cổ quá mức nguy hiểm mà ngày nay bị vứt bỏ thời gian vội vàng mà qua thoáng cái đã qua 6 năm bọn họ biến mất trên cổ lộ nhân tộc chỉ ngẫu nhiên sẽ bị tiếp dẫn xứ địa phương nào đó phát hiện tung tích đây là một viên tinh tú sinh mệnh cổ xưa, là một chỗ bí cảnh trên cổ lộ hoàng kim, cả viên cổ tinh linh khí rất loãng, khi đoàn người diệt phàm hạ xuống đều cảm thấy có chút không khỏe. Bọn họ từng đến rất nhiều cổ địa sinh mệnh, nhưng tinh tú sinh mệnh chân chính lại rất hiếm thấy, nơi này điều kiện ác liệt, tuy rắn cây cỏ cũng coi như sung xuê, nhưng gần như không thích hợp tu đạo. Nơi này là một chỗ cổ địa suy tàn bị đại đạo áp chế ác liệt hơn xa bắt đầu, linh khí loãng đến đáng thương, không thể giúp tu sĩ tìm hiểu đạo pháp trên thực tế cũng đúng như thế diệp phàm đi lại trên cổ địa sinh mệnh này gặp được rất nhiều dân bản xứ nhưng cũng chưa hề nhìn thấy một tu sĩ nào nhưng thật ra ở một vài vách dốc đá cổ gặp được một số hình khắc trình bày pháp môn tu luyện đều là nét khắc trên vách núi vào mấy vạn năm trước nếu không có mấy thứ này quả thực khiến cho người ta hoài nghi viên cổ tinh này chưa từng có xuất hiện tu sĩ cẩn thận tìm kiếm nói không chừng có thể tìm được một ít cổ pháp thất truyền long mã lên tinh thần triệu tập đám hoàng kim sư tử Thiên Hạt muốn dò tìm khắp cả viên tinh tú. Bọn họ phân công nhau hành động, tìm tòi lục soát khắp hành tinh, Bàng Bác thì lên thẳng tận trời, chìm sâu vào bầu trời xanh, sau đó hắn vượt qua phía trên biển rộng. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long thì phân biệt vọt vào danh sơn đại xuyên, tìm khắp trốn âm u dò tra khắp nơi thắng cảnh, thăm dò động phủ cổ, muốn thu được kế thừa thượng cổ. Cổ tinh cũng không lớn, Diệp Phàm yên lặng cảm thụ đại đạo nơi này, dường như tinh tú này chưa từng xuất ra đại đế không có loại đạo ngân này đương nhiên ai cũng không thể kết luận chính xác đại đế cổ quá mức thần bí mỗi người đều sâu không lường được có ai biết được cố hương chân chính của bọn họ ở nơi nào diệp phàm đi ra ngoài đồng ruộng quan sát cuộc sống của dân bản xứ tất cả đều đơn giản và mộc mạc mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn thì nghỉ ngơi cuộc sống thực bình thản và an tường hắn ngừng lại ở một chỗ thưởng thức bầu không khí tường hòa này trên ruộng cỏ mục đồng thả châu thổi sáo bên bờ sông vài nữ nhân giặt áo ở đồng ruộng vài lão nông vung quốc mà ở đầu thôn một lão hán đang trẻ củi lão vẫn không dùng hết sức đao trẻ củi cũng không bén lắm nhưng lại bổ thân cây rất thô to thành những mảnh củi đều đặn lúc đầu diệp phàm chưa chú ý lắm nhưng rất nhanh hắn cảm ứng được một loại tiết tấu kỳ lạ lão hán vung đao trẻ củi không nhanh không chậm từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi có một loại vận luật đặc biệt diệp phàm dồn chú ý càng xem càng kinh hãi đây rõ ràng có một loại đạo vận có thể nói thành đao trẻ củi vẽ ra một quỹ tích. Ở phía sau lão nhân có một đống củi cao, như ngọn núi nhỏ, đều là lão bổ ra, với tuổi già sức yếu, với tình trạng huyết khí khô kiệt của lão như thế nào có thể làm được. Diệp Phàm còn thật sự quan sát cẩn thận, lão nhân huyết khí thật sự không mạnh, khi vung đao không nhanh không chậm, nhưng có một loại tiết tấu đáng sợ, chú ý thời gian lâu lại khiến trái tim Cộng Minh theo đồng loạt nhảy lên. Hắn bị dọa cho kinh sợ, đây là một viên cổ tinh căn bản không thể tu đạo kế thừa thượng cổ và pháp môn sớm đã suy sụp vậy lão nhân này vì sao có thể làm được thế lão nhân ra ngài đây là đạo gì diệp phàm tiến lên còn thật sự thỉnh giáo cái gì đạo người trẻ tuổi ngươi muốn hỏi ta đường đi à nơi này trước kia không có đường xá gì nhiều người qua lại nên thành một con đường lớn ngươi chỉ cần đi tới phía trước là được lão nhân không nhanh không chậm nói tay vung đao trẻ củi từng miếng từng miếng củi rơi xuống rất đều đặn từ đầu đến cuối tiết tấu không thay đổi trong mắt diệp phàm lộ ra dị sắc lẳng lặng nhìn lão nhân vung đao trẻ củi không hề quấy dày nhưng đúng lúc này xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào diệp tử mau tới đây đây là bàng bác la lên bắt được một thứ lớn nghịch thiên nhanh lên lại đây Long mã hô to gọi nhỏ dường như phi thường kích động và phấn chấn trong lòng diệp phàm trượt nghiêm lại chân đạp bí quyết chữ hành rất nhanh vò tới ở bên cạnh mảnh ruộng cách đó không xa đám bàng bác long mã hoàng kim sư tử xuất hiện chúng ta tóm được một thần linh sắp tọa hóa Lòng mã kêu to sợ người khác không biết người nói lung tung gì vậy diệp phàm quát lớn thật đó đích xác là thần linh xưa nay hiếm thấy bàng bác cùng rất phấn chấn trong mắt lộ ra tia sáng kinh người đám hoàng kim sư tử thiên hạt hợp lực khiêng tới một cỗ quan tài đá bên trong nằm một lão nhân toàn thân phát sáng tóc trắng xóa có một cổ khí tức trí thần trí thánh mặc dù sắp tọa hóa sau đầu lão nhân cũng có thần hoàn bất hủ rực rỡ lóa mắt thật sự là một vị thần ư diệp phàm vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi chính xác trăm phần trăm đám long mã hắc hùng thiên hạt tất cả đều đáp lại vô cùng khẳng định diệp phàm có chút chố mắt nhìn chân chối một lúc lâu sau mới nói thần các ngươi làm thế nào tìm được từ bên trong một tòa động phủ thượng cổ moi ra thật không nghĩ tới tóm được một vị thần còn sống long mã nói với sắc mặt kích động bảo hán vận chuyển bí quyết chữ giả khôi phục căn nguyên khí cho vị thần này để phòng bị chết đột ngột thần một cái danh từ người ta nghe tới đều kính sợ từ xưa đã có truyền thuyết về họ có thể nói là vô tận cường đại cực hạn khiến người phàm tôn sùng lễ kính khiến tu sĩ kiêng kỵ sợ hãi là đại biểu cho sự cường đại và không gì làm không được truyền thuyết về chư thần vô cùng tận các nơi đều có huy hoàng muôn đời kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Già thiên tập 198, Hoàng Kim Thất Thành Thuyết Minh tại kênh Youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhưng thế gian tranh luận về họ cũng rất nhiều, thậm chí ở một ít tinh vực cổ xưa không chấp nhận sự tồn tại của họ, cho rằng điều này vượt qua lẽ thường, không phù hợp trạng huống chân thật mà đến tột cùng thần có tồn tại hay không người phàm khó có thể chạm đến còn với tu sĩ đây vẫn luôn là đề tài bàn luận vì vậy cũng đã có các loại tranh luận đối chọi gai gắt từng ở một đoạn thời gian rất dài ở một số cổ địa thần là một đề tài cấm kỵ kẻ xúc phạm chết người lễ kính hương thịnh lành bệnh một cách cao sâu bí hiểm ngày nay đám long mã hắc hùng thiên hạt hoàng kim sư tử khiêng trở về một cỗ quan tài đá nói là bắt được một cổ thần sao không khiến cho diệp phàm giật mình nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy không thể là sự thật. Hắn tự xưng là thần, mà chúng ta cùng hợp lực mạnh mẽ mở ra thức hải của hắn, nắm giữ được một lũ thần niệm, chứng minh lời nói của hắn không giả. Long mã nói chuẩn xác, một bộ dáng xác thực có thể tin theo. Bọn họ vì đề thu được cơ duyên, đều làm việc cực nhọc trên viên cổ tinh suy sụp này. 12 thánh giả hợp lực nhập thần thức hải vào cùng một chỗ, quét ngang rất nhiều sông sâu núi lớn, tiến hành thăm dò. Dọc theo đường đi, gặp được không ít di tích, cuối cùng phát hiện một tòa động phủ thượng cổ bọn họ mạnh mẽ phá mở ra cửa đá chấn động xông vào thấy được cỗ quan tài này đây là một cỗ quan tài đá dùng tảng đá dài hiếm thấy tà khắc mà thành thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà có linh tính là một loại bảo quan mai thi táng cốt xưa nay hiếm có thần tóc trắng xóa làn da khô quát dán sát bộ xương tinh huyết toàn thân đã trôi hết vừa thấy là biết đã gần đất xa trời sống không được bao lâu tóc bạc trắng đều rụng xuống gầy trơ cả xương lớp da khô cằn nhăn nhúm hai mắt đục ngầu ảm đạm vô thần môi mấp máy như muốn nói gì lại khó có thể phun ra lời duy nhất làm cho hắn có vẻ trí thần trí chí thánh chính là cơ thể hắn mặc dù da cả không thành hình dáng nhưng lại phát ra thần huy như một vầng hào quang bao phủ thân hắn vòng hào quang sau đầu giống như một vòng tinh hải toàn thân diệp phàm phát sáng bí quyết chữ già vận hành từng đợt từng đợt huyết khí màu vàng từ cơ thể hắn tràn ra vô cùng cường đại bao phủ hắn ở bên trong thoạt nhìn còn rực rỡ hơn so với vị thần này. Hai người tiếp xúc, thân thể thần này chấn động mãnh liệt, từng đợt từng đợt tia sáng mở chìm sâu vào trong cơ thể thần, làm cho tinh khí hắn nhận được tầm bổ, còn người ảm đạm kia dần dần có một tia sáng, cả người đã có một chút tinh thần. Không thể không nói, bí quyết chữ giả độc nhất vô nhị là thần thuật chữa thương, thậm chí có thần hiệu kéo dài mệnh nguyên, vì vậy ở lĩnh vực này trở thành cực hạn. Thần Mệnh Nguyên khô héo nhận được bí quyết chữ giả trị liệu có dấu hiệu một tia chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên đã có thể chống đỡ thêm một lát, sẽ không buông tay ra đi đột ngột. Người đúng thật là thần. Diệp Phạm hỏi, hắn đã dừng tay, người này căn nguyên đã khô kiệt, trừ phi dùng bất tử dược giữ mạng, bằng không hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Ta, là thần. Hắn gian nan lên tiếng, tinh khí thần vẫn là khó có thể chân chính ngưng tụ lại, một chân hắn đã bước vào trong bóng ma của tử vong hỏi thế gian ai có thể không chết gần như khó có thể xảy ra ngoại lệ xưa nay thiên kiêu đều hóa thành bụi bậm nếu như có thần linh thì khi ở thế gian phải bất tử mới đúng nhưng không ai có thể chân chính chứng minh chư thần còn sống mà đều nhận thức là bọn họ đều chết trong năm tháng đều không phải chân chính là kẻ trường sinh người nếu là thần còn có thể chết sao diệp phàm bình tĩnh hỏi hắn không tin thần chân chính tồn tại từ xưa đến nay truyền thuyết về thần không ít nhưng không một chứng minh nào thực tế ta bị một người cắn nuốt căn nguyên bằng không sẽ không như vậy hắn thực suy yếu há mồm thở dốc nói ra một câu như vậy diệp phàm bàng bác long mã hắc hùng tất cả đều chấn động từng có một người ở chỗ này thí thần cướp đi căn nguyên của thần đây thật đúng là tin thần cũng không nhất định bao trùm lên trên hết thảy nghe nói ở thời cổ đại có đại đế chấn áp bọn họ cùng không ít hoàng kim sư tử lên tiếng bởi vì đích xác là sự thật diệp phàm gật gật đầu nghĩ tới mấy vị trí tôn. Vô tận năm tháng trước, đế tôn quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, khí nuốt vũ trụ, hàng phục thần linh, từng thống ngự vạn vực chư thiên, thế gian chư thần cùng tôn thờ tiến đến triều bái. Đó là một niên đại cực độ huy hoàng, đế tôn lập ra quy củ giới luật, định ra chế độ lập ra pháp tắc, chư thần đều phải vâng theo, không ai dám làm trái. Đó là một thời đại thần thoại chân chính. Về sau, bất tử thiên hoàng quật khởi, cùng có y thế vô thượng, từng đứng trên thiên hạ, Chư thần tiến đến niết kiến, vạn tộc cùng cúng bái, loại uy nghiêm này không gì sánh nổi, Cổ Kim hiếm thấy. Nhưng, dù sao đó đều là truyền thuyết, sớm đã mất đi, hơn nữa thế gian có rất nhiều tranh luận, cho rằng đó cũng không phải ý nghĩa chân chính là thần. Là ai, đúng thật là một người nhân tộc gây nên sao? Long Mã vội vàng hỏi. Nếu là thần, bị một người của nhân tộc nuốt sạch căn nguyên, điều này có thể nói là bí văn chấn thế đệ nhất, suy nghĩ kỹ lại còn khiến người ta có cảm giác phát lạnh từ đầu đến chân người ngay cả người đó đều đánh không lại cùng không biết xấu hổ nói mình là thần long mã bắt ép nói cặp mắt trận tròn to như cái chuông đồng nó thực muốn biết đó là một người như thế nào hẳn là một loại thần khác diệp phàm lẩm bẩm tới hiện tại ý nghĩa về thần đã thay đổi hắn cho rằng người này khẳng định không phải là loại thần cổ xưa trong truyền thuyết tồn tại trong quan tài đá nằm dài như một thi thể tóc trắng xóa lại bao phủ từng đạo thần hoàn mặc dù già cả không thành hình dáng vẫn có một vầng hào quang thần tính chiếu rọi hắn nói ra một cái tên lập tức làm cho diệt phàm bằng bác chấn động mãnh liệt diêu quang người của nhân tộc kia lại là diêu quang một cái tên cũng không xa lạ chỉ là mấy chục năm không gặp là hắn cắn nuốt mệnh nguyên của thần này lấy căn nguyên thần tính làm của mình nhiều năm trôi qua diêu quang này vẫn như cũ làm việc theo quy tắc chính xác trước sau như một ở trên tinh không cổ lộ tương đối hạ thấp chỉ có năm yêu trong lúc vô ý chạm tới hành tung của hắn những người khác đều không biết gì. Bàng bác vẫn luôn lưu ý tới Diêu Quang, nhưng Thủy Trung không có tin tức, không thể tưởng được ở nơi này nghe được tung tích quỷ dị của hắn. Là hắn. Diệp Phạm Mày nhíu. Người này rất khó đối phó, tương lai tất nhiên là một đại địch, không thể nghi ngờ hắn nhận được kế thừa của độc nhân rồi. Bàng bác cùng nhíu mày, nghĩ tới đủ chuyện ở quá khứ. Năm đó một trận chiến ở Trung Châu Tổ Miếu, Diêu Quang trực tiếp vận dụng Long Văn Hắc Kim Đình Trấn đánh bọn hắn, nếu không nhờ sớm đã liệu định, thời điểm nguy cơ dùng thôn thiên ma quán ứng đối tất nhiên nguy rồi diệp phàm chưa từng xem thường diêu quang nhưng cũng không cho rằng hắn có thể cắn nuốt chư thần điều này không thật hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân trong quan tài đá tin tưởng hắn không phải chân chính là thần linh người không phải thần bàng bác trừng mắt vung bàn tay to như cái quạt bổ vỗ hắn một cái thiếu chút nữa đánh hắn bay ra ngoài quan tài thần này không phải thần kia tồn tại trong quan tài suy yếu nói hắn lo sợ ngón tay to như củ cải của bàng bắc kia đâm thủng thân thể hắn vài cái từ trước ra sau bị dọa cho hoảng sợ vội lắp bắp nói ta là một thành viên trong thần tộc con người hắn đang ảm đạm nhưng khi nói ra chủng tộc của mình lại hiện lên một loại tia sáng dọi kinh người đó là sự kiêu ngạo và tự phụ thần chân chính là bất hủ là tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết nhưng luôn không thể nhìn thấy chư thần làm trong lòng mọi người liền dao động sau lại loại ý nghĩa xương hô này thay đổi dần thường được một ít tồn tại nghịch thiên tự xưng hô. Mà thần, cùng dần dần có hai ý nghĩa. Thần từ cổ trí kim, nhìn thấy đều có một ngày già đi, đều từng thần tọa hóa trong dòng bụi bậm lịch sử, trở thành một nhúm đất vàng không thể trường sinh. Chư Thánh cho rằng, thần tích, truyền thuyết, cùng với các chuyện xưa không thể giải thích, kỳ thật đều là sinh linh cường đại gây ra không được tính là hiển hóa của chư thần. Thần có hai loại ý nghĩa, là thần chân chính, và là sinh vật cực độ cường đại khó tin đến từ vực ngoại tới ngày nay thần chân chính gần như đã bị phủ định hoàn toàn người này tự xưng là thần tộc lập tức khiến trong lòng đám người diệp phàm bàng bác lòng mã giật mình đồng thời cũng rất khiếp sợ đích xác có một chủng tộc như vậy tục truyền là huyết mạch của chư thần kéo dài tới nay bất kể ý nghĩ là một loại thần nào để giải thích đều chứng tỏ sự cường đại tuyệt thế của chủng tộc đó được cho là một chủng tộc nghịch thiên tương truyền bọn họ không gì làm không được trên thực tế khi bước chân lên tinh không cổ lộ là có thể nghe được truyền thuyết về họ chư thánh đều nói tới trên cổ lộ có một thần tộc quỷ bí nhất người ngoài khó có thể chạm tới mà bộ tộc này nhân số rất thưa thớt xưa nay cùng không gặp nhiều nhưng ngược lại có một số tộc đàn cường đại thường tự xưng là thần tộc đó cũng không phải bọn họ người của thần tộc chân chính rất ít xuất hiện không phải thần chân chính mà là thần tộc thật ra từng nghe nói qua bàng bác gật đầu sau đó hỏi bộ tộc này rốt cuộc cường đại tới mức nào phi thường cường đại nghe nói gần như nghịch thiên cửu vĩnh ngạc long thần sắc ngưng trọng nói diệp phàm cùng trịnh trọng gật đầu nhiều năm qua hắn từng xem rất nhiều sách cổ đồng thời tìm hiểu từ chư thánh tinh vực bất đồng ở trên tinh lộ từ trước đến nay hắn biết tộc đàn này quả thực rất cường đại người trong thần tộc bình thường rất thưa thớt như lông phượng sừng lân nhưng thật sự rất nghịch thiên tục truyền ngẫu nhiên xuất hiện thần thể trong nhân tộc là gần với thần tộc đó cái gì điều này không phải vậy chứ bảng bác khiếp sợ có chút không thể tin được loại bí tân này thật kinh người lúc trước ngay cả diệp phàm khi biết được đều cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng ở trong mấy bản sách cổ gần như thất truyền có ghi lại đích xác là như thế điều này thật khiến người ta khó mà tin được thể chất của cơ hạo nguyệt khương giật phi hiếm thấy và cường đại như vậy máu trong cơ thể bọn họ lại không khác gì thần tộc sao bàng bác thật sự kinh sợ đến ngây người không phải chỉ một người mà là cả một tộc mặc dù bọn họ rất thừa thớt nhưng là cả một tộc đàn cả một chủng tộc có thần huyết như vậy rốt cuộc cường đại tới mức nào chứ gần như khó có thể tưởng tượng tộc nhân tầm thường đều là thần thể như vậy người kiệt xuất nhất trong đó nghĩ mà biết nhất định là cường đại đến cực độ thần huyết cổ tất nhiên phải vừa ra ngoài thế gian cơ hạo nguyệt khương giật phi nếu như đưa về thần tộc cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi nếu trong tộc đó sinh ra một vương của thánh nhân trẻ tuổi điều này quả thực làm cho da đầu người ta run lên mà bàng bác thì thào tự nói yên tâm thần tộc đó ít đến đáng thương đều sắp phải diệt tộc thế gian tự xưng là thần tộc phần lớn cũng không phải là thực cửu vĩ ngạc long nói đoàn người diệp phàm bọn họ đi lại trên cổ lộ hoàng kim đã 6 năm ngoại trừ mài giữa rèn luyện bản thân chính yếu nhất là dựa theo một ít manh mối truy tìm tung tích huynh muội cơ gia ngày nay không ngờ lại biết tung tích diêu quang đồng thời gặp được một người của thần tộc chân chính đây cũng là thu hoạch bất ngờ nói như vậy cơ hạo nguyệt khương giật phi không phải là nhân tộc sao bàng bác hỏi diệp phàm lắc đầu nếu dựa theo ghi chép trong mấy bản sách cổ kia, ở thời quá khứ cổ xưa, thần tộc cũng là một chi của nhân tộc, chỉ có điều huyết thống quá mạnh mẽ, bọn họ tự nhận là cao quý, cực độ tự cao, cuối cùng tách ra, tự lập thành một tộc. Những người này xung đột cùng chư thần trong truyền thuyết, vì vậy thần tộc cùng không thừa nhận, cho tới bây giờ đều không chấp nhận cách nói này. Nhưng mà, trong nhân tộc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần thể cá biệt, nhưng luận về thể chất và thần huyết chảy trong thân thể thật sự rất gần với thần tộc bọn họ, điều này chứng minh một ít vấn đề. Thần tộc tồn tại thực sự trên đời, là một chủng tộc nghịch thiên, đại biểu cho vô địch và trí cường, là một loại huyết thống cực kỳ cường đại và hiếm thấy xưa nay. Từ trong nhân tộc tách ra ngoài, tự lập làm một tộc, thần tộc này thật đúng là tự phụ và kiêu ngạo, nhưng lại quên tổ tông. Bàng bác căm giận nói, chuyện này đã lâu lắm rồi, ngày nay có nói tiếp cũng không có gì ý nghĩa, tối thiếu ở các tộc khác xem ra, thần tộc hùng mạnh, và cao quý, không có can hệ gì với nhân tộc. Nhân tộc có lịch sử cổ xưa lâu dài, cũng không biết chân chính khởi nguyên từ địa phương nào, bất kể là bắt đầu hay là từ vi cổ tinh vực, tục truyền đều là cổ tổ của nhân loại đi xa, tới đó khai thác lập ra quê hương. Sinh mệnh tổ tinh của nhân tộc đến tột cùng ở phương nào, ngày nay ra sao, sớm đã không thể hiểu hết, một ít manh mối cùng bí tân dần dần mai một trong dòng chảy thời gian. Thần tộc trong quan tài đá hơi thở yếu ớt, nhưng hào quang trên người càng hừng hực, hắn lộ thần sắc kích động, san nan lên tiếng cãi lại. Thần tộc là bộ tộc rực sáng nhất, không có quan hệ gì với nhân tộc. Hắn đã sắp tọa hóa, thân thể vô cùng suy yếu, lúc này lại kích động như vậy, dùng hết khí lực hô lên, thân thể co rút một trận. Mắt thấy đã không xong rồi. Trong xương chán diệp phà một tiểu nhân màu vàng cất bước đi ra, muốn đi vào thức hải của người thần tộc này, tìm hiểu tin tức tường tận hơn. Nhưng mà, mi tâm của người thần tộc này rất nhanh nứt nẻ, phát ra hào quang hừng hực, lại sắp hóa đạo, sắp nổ tung. Hiển nhiên, hắn rất cương liệt, thả chết cũng không để cho người khác chạm đến trung tâm của tộc mình, và lại lạc ấn của cường, giả bộ tộc này lưu lại, lúc này được kích hoạt thủ hộ tiên thai, không cho ngoại tộc xâm nhập tìm hiểu bí mật của họ, nếu không sẽ tự hủy. Chúng ta từng thử qua, hắn thả rằng lập tức hóa đạo, cùng không để chúng ta nhìn xem. Long mã giải thích. Tiểu nhân màu vàng lui về tiên thai của Diệp Phàm, phút chốc hắn mở mắt, bắn ra hai tia sáng sắc bén, vận chuyển bí quyết chữ giả lại chữa thương tiếp cho gã thần tộc, khôi phục căn nguyên khí của hắn. Ta cũng không muốn tìm hiểu thần tộc, cũng không muốn là địch, ngươi nói cho ta biết tung tích của Diêu Quang, chuyện khác chúng ta không chạm đến. Nghe tới cái tên này, gã thần tộc lập tức nghiến răng nghiến lợi, đầu tóc bạc không gió mà bay tung, thần sắc tràn ngập hận ý dọa người. Diêu Quang ở bốn năm trước đã rời đi, hắn bị hại đã qua bốn năm, ở thời điểm đó bọn họ đều là thánh nhân, nhưng căn nguyên của diêu quang lại khủng bố ngập trời khiến cho gã thần tộc kiêu ngạo tự phụ này phải khiếp sợ khi hắn không triển lộ thần hoàn thêm thân như là thái dương thần chuyển thế khí chất có khả năng so đấu cùng thần tộc ta chỉ khi nào ra tay đó chính là một thần ma như là thay đổi thành một người khác năm đó phát sinh mọi việc khiến hắn đại hận bị đánh gục như thế đến nay nghĩ đến thân thể hắn đều không kiềm nổi phải căng thẳng như là đang đối mặt với tên đại địch kia diệp phàm cùng bàng bác nhìn thoáng qua nhau nhiều năm qua diêu quang cẩn thận giấu mình thật không hiểu rốt cuộc cán nuốt bao nhiêu loại căn nguyên thể chất cường đại ngày nay chỉ riêng một thần tộc này đã đủ để người khác kiêng kỵ khẳng định đã giúp cho diêu quang thực lực tăng lên một mảng lớn cường đại hơn rất nhiều đông nhân đại đế thật sự rất đáng sợ nhưng lại khai sáng ra loại thiên công này quả thực nghịch thiên đám thánh nhân hắc hùng đều không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục ta đã nhìn thấy một đại địch quật khởi Tương lai tất phải có một trận chiến, thần tộc là mục tiêu của hắn. Thường Thiên Báo huyết cùng chúng ta không hẳn không phải là đối tượng xuống tay của hắn. Bàng bác trầm giọng nói: Long mã ngày thường hình gian dạng ác, không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này cùng lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng ngưng trọng. Tương lai có thể sẽ có một trận huyết chiến sinh tử. Đám thánh nhân thiên hạt, hoàng kim sư tử, hắc hùng đều sinh ra lo lắng trong lòng. Loại thiên công này quá nghịch thiên, mỗi lần cắn nuốt một loại căn nguyên sẽ càng ngày càng mạnh thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn ở trên tinh không cổ lộ này có anh kiệt đến từ các đại tinh vực đối với dư quang mà nói đây quả thực chính là một cái tiên lộ tha thiết ước mơ mỗi một vị cường giả với hắn mà nói đều là một lò đại dược cứ tiếp tục như thế một đường huyết chiến như thế hắn sẽ giống như quả cầu tuyết càng lan càng lớn càng ngày càng khủng bố trở thành trí cường giả dù có mạnh mấy đi nữa có thể so sánh với độc nhân sao cũng chỉ là một kẻ bắt trước mà thôi diệp phàm nói trong mắt rực sáng lên phong thái tự tin, nói tiếp. Ta chờ hắn xuất hiện, nếu đã chiến, sẽ đánh chết hắn. Đây là một loại tín niệm vô địch, một loại phong tư tuyệt thế, lây lan thật sâu cho 12 thánh giả, vẻ lo lắng trong lòng bọn họ thoáng cái đều tiêu biến sạch. Đây cũng không phải lờ là sơ suất, cũng không phải khinh địch, mà là một loại tín niệm, có được một trái tim kiên quyết vô địch, không sợ hết thời gian nan đau khổ, vượt thoát hết thảy, tinh thần cùng thân thể tấn chức đến một loại trạng thái tốt nhất. Diêu quang tự nhiên rất đáng sợ, có thể cắn nuốt căn nguyên người khác làm lớn mạnh bản thân mình đồng thời còn có bất diệt thiên công của độc nhân đời thứ hai khai sáng ra loại tiên kinh này tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện trên thế gian nhất định sẽ vang dội cổ kim người thần tộc nằm trong quan tài đá đầu tóc trắng xóa bằng bác hỏi hắn bao nhiêu tuổi nếu là tình huống bình thường mà nói vẻ bên ngoài chân thật của hắn khẳng định sẽ không già lão như vậy với thọ mệnh của tu sĩ để tính ta còn rất trẻ chỉ có hơn một trăm tuổi Hắn tràn ngập vẻ không cam lòng cùng tiếc nuối. Đây là một gã thần tộc tự phụ đi ra ngoài lịch lâm, chuyên tìm đến cổ tinh bị đại đạo áp chế để rèn luyện bản thân mình, gần như trước sau cùng siêu quang buông xuống sinh mệnh cổ địa này, rồi hai người nổi lên xung đột. Siêu quang lưu lại cho ngươi một mạng, thật có tâm địa từ bi như vậy sao? Bàng Bắc biết bản tính siêu quang kia, không động thì thôi, hễ động thì tất nhiên như Lôi Đình Vạn Quân, một kích phải chết. Hắn bị một vị tiền bối dọa sợ quá chạy mất gã thần tộc này ảm đạm mặc dù lưu lại một mạng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn cuộc đời hắn gần như viết lên một dấu chấm hết ở cổ tinh này còn có tu sĩ cường đại khác sao long mã không tin cổ tinh này cũng không lớn chỉ là một viên tiểu hành tinh không thích hợp tu đạo từ khi hạ xuống đây cũng không hề cảm ứng được trí cường giả nào đúng vậy hắn chỉ quát nhẹ một tiếng giống như tiếng hoàng trung đại lữ nổ vang chấn cho nhân thần hồn đều thiếu chút nữa tan mất bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhập những video mới nhất youtube com set giờ ecab phim viết liền không giấu nhé người thần tộc này thất thần tự nói càng ngày càng suy yếu hình dáng hán thế nào diệp phàm hỏi thoạt nhìn thực bình thường cầm trong tay một cây đao chảy củi người thần tộc này còn chưa nói xong diệp Phạm lập tức biến sắc quay đầu nhìn lại hướng thôn xóm kia lão nhân đã không còn thấy tung tích diệp phàm hóa thành một tia chớp xé rách hư không lập tức hiện ra ở đầu thôn không thấy đúng củi như ngọn núi nhỏ kia bóng dáng lão nhân biến mất hết thảy vẫn như cũ thực rõ ràng chân thật có gì vậy đám bằng bác đuổi theo khó hiểu nhìn hắn hỏi trước khi các ngươi tới ta từng nhìn thấy một lão nhân ở chỗ này trẻ củi diệp phàm nói ngoài ruộng mấy con trâu xanh gặm cỏ mục đồng thổi sáo thản nhiên tự đắc bờ sông vài nữ nhân đang giặt áo Chuyển đến từng tràng tiếng cười đùa, dưới ruộng các lão nông đang quốc đất, hết thảy đều thực tường hòa và yên tĩnh, không có mảy may thay đổi, chỉ là thiếu lão nhân trẻ củi kia. Diệp Phàm tới hỏi thăm, mấy người kia nghe đều lắc đầu, trong thôn chưa từng có một người như vậy, cùng không có người nào nhìn thấy qua. Hắn cảm thấy thực giống như thấy quỷ, mới vừa rồi rõ ràng còn nói chuyện với lão nhân kia một lát, như thế nào mới đó, đã không thấy tăm hơi, như là một cảnh tượng huyền ảo. Người trẻ tuổi Người tin tưởng thật sự gặp một lão nhân như vậy à? Một lão nhân có vẻ lớn tuổi nhất trong thôn bập bập tàu thuốc đi tới, nhìn hắn có chút hoài nghi. Đích xác như thế, lão trượng có thể chỉ giáo. Diệp phàm thực khách sáo hỏi, đối mặt với người phàm không hiện thần thông, hắn vẫn luôn giữ lễ tiết vốn có. Người này như ngươi nói, ta từng thấy qua. Lão nhân nói. Hắn, ở đâu? Diệp phàm hỏi tới. Đó cũng không phải một người sống lão nhân nhìn về phía hắn với ánh mắt càng thêm hoài nghi ý tứ thực rõ ràng người đó không có khả năng xuất hiện ở trong thôn diệp phàm lập tức ngẩn ra đám bàng bác long mã cũng đều ngẩn người ban ngày thấy ma hay sao điều này dường như không phù hợp lẽ thường người nói người kia chính là hình khác trên vách đá mà thôi ngay trên núi phía tây kia lão nhân dùng cây quải trượng chỉ phía trước ngay chỗ mặt trời lặn cách nơi này không tính quá xa bọn họ rời thôn rồi khi quay lại người thần tộc dĩ nhiên đã đoạn tuyệt khí cơ trung quy là tọa hóa vầng hào quang trên người mất đi trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng đám người long mã thi triển đại pháp khiêng cỗ quan tài đá trở lại động phủ cổ phong ấn ở bên trong coi như là an táng hắn ngọn núi phía tây thôn kia cách cùng không xa lắm cũng không cao càng đừng nói tới hùng vĩ nơi này cỏ dại mọc thành bụi bụi gai trải rộng không có chỗ gì thần kỳ ở giữa sườn núi nơi đó có một vách đá phía trên có khóc một ít hình cổ xưa thời gian không biết bao nhiêu năm dấu vết mơ hồ và lại còn mọc đầy rong rêu diệp phàm cẩn thận lau sạch rẽ quan sát cẩn thận đột nhiên thần sắc biến đổi quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này là người khác trên đá à bàng bắc khẩn trương hỏi diệp phàm gật đầu điều này vượt qua lè thường khiến hắn không thể tưởng tượng lão nhân từng nói chuyện với hắn lại là hình khác trên vách đá trải qua năm tháng làm cho bức hình này loang lổ lờ mờ theo vết khắc tối thiếu là mấy vạn năm trước. Đây là chuyện gì xảy ra, một bức hình mà thôi, lại có thể hiển hóa ra, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ. Nếu tồn tại này là thật, thì đạo hạnh của người này phải cao thâm đến cỡ nào? Điều này không phù hợp đạo lý mà, đây là cái gì, một bức hình cổ khác trên vách đá mà thôi, cái này cũng phải hơn một vạn năm, sao có thể hiển hóa ra một người chân thật được? Bàng bác lấy tay sờ soạn, đều không phải là chỉ có một bức hình, mà là liên tiếp tám chín hình có bức đang trẻ củi, có hình cho ngựa ăn, rất đơn giản và giản dị, mới nhìn đều biết không có quan hệ gì với tu luyện. Nhưng mà, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Diệp Phàm sao có thể bỏ qua, nơi này tuyệt đối không phải là tầm thường, khẳng định có ẩn chứa bí mật phi phàm. Lão nhân trẻ củi kia rốt cuộc là dạng nhân vật gì, nơi này đã qua bao nhiêu vạn năm, còn có thể hiển hóa ra. Bắt đầu từ bức hình thứ năm mới trở nên không bình thường, có chút đặc biệt, lão nhân ngồi trên một con chân long bay lên trời mà đi. Cái này có ý nghĩa gì? Bàng bác khó hiểu hỏi. Lao sạch rong rêu trên vách đá, bức hình thứ sáu lờ mờ có thể thấy được, không ngờ là một cỗ quan tài, là cỗ quan tài chín lớp từ thời đại thần thoại. Diệp Phàm vừa động trong lòng, lòng bàn tay trượt lóe sáng hiện ra một cỗ quan tài đá bằng cỡ bàn tay, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại có một loại khí tức tang thương muôn đời. Năm đó ở trong Trung Châu Tổ Miếu, đoàn người Diệp Phàm ở trên tế đàn cổ phát hiện cỗ quan tài này, theo đoạn đức phỏng đoán, là quan tài vô thượng thời đại thần thoại táng trên chín tầng trời tề la từng yêu cầu hắn trục xuất vào tinh không miễn cho tương lai có đại họa nhưng diệt phàm vẫn giữ ở bên người không ném đi lúc này hắn lấy gia định đối chiếu với bức hình khác trên vách đá đúng lúc này trên vách đá không ngờ lại xuất hiện từng đợt từng đợt quang văn giống như gợn nước lan dần ra phía ngoài cái này mấy người đều ngây dại vô cùng khiếp sợ quan tài vô thượng chín lớp trên chín tầng trời thuộc thời đại thần thoại không ngờ lại sinh ra phản ứng cùng bức hình cổ trên vách đá điều này quả thật cực kỳ dọa người một lát sau hết thầy đều bình tĩnh lại hiện tượng khác thường biến mất nơi đây quay về yên tĩnh bọn họ lau sạch rong rêu còn thật sự cẩn thận quan sát bức hình thứ bảy càng thần bí hơn lại là một thanh đao tuy rằng mơ hồ nhưng khi nhìn chăm chú vào nó lại lộ ra một loại sát khí tuyệt thế phốc bàng bác phun ra một búng máu sắc mặt tái nhợt lảo đảo lui về phía sau lòng mã ngay mi tâm vỡ ra liên tiếp thối lui ra ngoài bảy tám bước không được tập trung tinh thần chăm chú nhìn thanh đao này diệp phàm rúng động hắn chỉ nhìn thoáng liền nhận ra trong lòng nhảy lên kịch liệt nó thuộc về bất tử thiên hoàng ở thời điểm hắn độ kiếp thời khắc cuối cùng chân thân bất tử thiên hoàng hiện ra một đao hừng hực kia tự động ra khỏi vò bổ thẳng xuống hắn so với cái gì đều đáng sợ gần như sắp bổ nát cái đỉnh của hắn người tin chắc là hình của bất tử thiên đao à đám bảng bác đều hoảng sợ chỉ là một bức hình khác trên vách đá mà thôi đã có thể đả thương người thanh đao này phải mạnh tới mức nào cuối cùng làm cho bọn họ giật mình là ở phía dưới thanh đao có một quả trứng đá mơ hồ không rõ thanh đao này buông xuống từng đợt từng đợt khí cơ đều bị nó hấp thu đây là có ý gì là nơi trôn giấu bất tử thiên đao sao lòng mã khiếp sợ khó hiểu nói mau nhìn bức hình thứ tám không ngờ là chín con rồng kéo quan tài bàng bác cả kinh kêu lên tràn ngập rung động chín con rồng kéo một cỗ quan tài đồng thao không biết điểm đầu không biết điểm cuối trôi nổi trong vũ trụ qua vô tận năm tháng về hướng phương xa không ai biết nó chứa quá nhiều bí mật từ xưa đến nay cũng không ai có thể phá vỡ lớp sương mù công bố lai lịch của nó ngày nay nhưng trên tây sơn này lại nhìn thấy vết khắc của nó trên vách đá hỏi sao không khiến mọi người khiếp sợ quá mức bất ngờ vì sao lại có người khác vào vào đây lấy tay lau sạch rong rêu chỗ hình khác phủi sạch chất bẩn liền lộ ra vết khắc cổ loang lổ chín con chân long vắt ngang cứng cáp hữu lực như là muốn xuyên thấu vách đá mà ra bay lên trời rời đi ở phía sau chúng nó dây xích sắt lạnh như băng nối với một cỗ quan tài đồng thao cực lớn hùng vĩ đây là ai khác ra nơi này có bí mật gì bàng bác cảm xúc dao động kịch liệt bọn họ sở dĩ đi vào bến bờ tinh không này bước trên con đường tu luyện hết thảy đều bởi vì chín con rồng kéo quan tài mang bọn họ tới thế giới tu luyện kỳ quái, mênh mông bao la hùng vĩ này. Không hề nghi ngờ, chín con rồng kéo quan tài có đại bí mật kinh thế, trường tồn từ xưa, trôi nổi trong vũ trụ mà không bị hủy hoại, táng cái gì trong đó còn phải đợi người đời sau đi thăm dò. Nơi này thực đặc biệt, vì sao có khắc hình của nó, diệp phàm để cho thể xác và tinh thần yên tĩnh, mặc tụng mấy trăm cổ tự, đúng là thu được từ cỗ quan tài cổ này. Ồ, đã xảy ra biến hóa, có quang văn lưu động hắc hùng thánh nhân cả kinh kêu lên khi diệp phàm mặc tụng kinh văn trong quan tài đồng thau chỗ vách đá tản phát ra từng đạo sóng gợn như nước trong hồ gợn sóng từng sóng từng sóng lan tràn ra diệp phàm vô cùng kinh hãi giống y như lúc đặt cỗ quan tài chín lớp bằng bàn tay kia lên vách đá để so sánh cũng sinh ra biến hóa đồng dạng có vầng hào quang nhấp nhô như gợn sóng lan tràn nhích động rồi chín con rồng bay lên kéo theo cỗ quan tài vọt lên bầu trời thiên hạt thánh nhân lộ vẻ mặt kinh hãi ánh mắt sáng lạn nhìn một màn này ở trên vách đá chín con rồng kéo quan tài thực sự nhích đông bay lên trời cao thậm chí trong mơ hồ còn truyền đến tiếng ủ vang động phong lôi mãnh liệt khí thế bức người không đúng chính là hình khác trên vách đá đang biến hóa cũng không phải nó thật sự nhích động diệp phàm mở thiên nhãn phát hiện là một ít nét khác trên đá mơ hồ như đang hiển hóa ánh vào mắt cảm giác như là nó đang nhích động đây là một loại đạo ngân dùng giả đánh cháo ngay cả thánh nhân đều bị lừa gạt thực khiến mọi người kinh sợ cảm thấy vách đá này càng cao thâm bí hiểm sau một lúc lâu sóng gợn biến mất mặc cho diệp phàm tụng kinh trên vách đá cũng không còn phát sinh dị thường nữa hết thầy đều bình tĩnh trở lại là hình khắc tự nhiên phong cách cổ xưa trên vách đá lúc này bảng bác sớm đã lau sạch rong rêu trên bức hình khắc thứ 9, lộ ra một khoảnh lỗ chỗ dấu vết dọc ngang đan chéo cả ngàn đường bị hủy rồi bức hình cuối cùng này là cái gì bàng bác lẩm bẩm hắn cảm thấy nhất định là trọng yếu thần bí hơn mới đúng không nghĩ tới bị phá hủy không còn lại gì long mã tiến lên dùng sức khắc lên trên vách đá muốn lưu lại dấu tích nhưng lại phát hiện không nhúc nhích mảy may nào vách đá này thật cứng rắn như cây trụ chống trời đừng nói là phá hủy dù là chém lấy xuống một hạt cát cũng không được chỉ có một hình khắc cuối cùng không hiện ra làm cho mọi người nối tiếc trong lòng kinh ngạc khó hiểu cuối cùng cảm thấy dường như đã để vuột mất một đại bí trọng yếu gì đó. Bốn bức hình cuối, bức nào bức đó đều kinh người, các người nói xem trong đó ẩn chứa áo nghĩa gì thế. Trước một bức là chín con rồng kéo quan tài, bức hình thứ chín chẳng lẽ là đại bí mật thành tiên sao? Bàng bác lấy tay sờ sờ trên vết lỗ chỗ, chân tướng sớm đã bị xóa đi. Để ta thử xem. Diệp phàm lộ thần sắc ngưng trọng, hắn rất coi trọng chín bức hình khác trên vách đá, rất muốn biết đến tột cùng là gì. Hắn ngồi xếp bằng ở trước vách đá, toàn thân phát sáng, vận chuyển một loại bí thuật. Ở trên địa cầu, hắn từng thu được một quyển phệ đã kinh, bên trong có diệu thuật có thể ngược dòng ngọn nguồn tái hiện chân tướng lịch sử. Sương chán hắn phát sáng, sáng lóng lánh giống như một mặt kính, bắn ra một đạo hào quang hừng hực, dừng trên vết phá hủy, trên bức hình khắc thứ 9, nơi này lập tức chấn động mãnh liệt. Thiên đạo nổ vang, phong lôi mãnh liệt, mơ hồ có tiếng quỷ khóc thần gào, thiên địa lập tức tối sầm xuống, có từng cỗ từng cỗ hư ảnh thi thể thần ma hiện lên bọn họ hoảng hốt bức hình này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì mà lại làm cho thiên địa đều biến sắc sinh ra dị tượng kinh người như vậy thật sự là làm cho mọi người chấn động khiếp sợ diệp phàm đầy đầu đều là mồ hôi sắc mặt trắng bệch toàn thân huyết khí màu vàng đều nhanh chóng ảm đạm đi tiêu hao thật sự quá lớn nhưng cũng không thể phá vỡ lớp sương mù từng cỗ hư ảnh thần ma kia chấn động tiếng quỷ khóc thần gào càng thêm rõ ràng gần như sắp tới gần muốn ép xuống trên người hắn đại đạo chấn động càn khôn ù ù như là có bí mật của quỷ thần có cơ hội thành tiên giấu trong một bức tàn đồ khiến mọi người phát lạnh toàn thân run rẩy cuối cùng diệp phàm thất bại toát ra một thân mồ hôi lạnh vận chuyển cổ thuật trong phệ đã kinh lần đầu tiên cố hết sức như vậy mà lại không thu hoạch được gì hắn có một loại cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy chính mình hơn phân nửa sẽ gặp phải bất chắc đây là lực lượng gì vậy bàng bắc long mã hắc hùng tất cả đều chấn động mạnh trên mặt đầy vẻ sợ hãi diệp phàm bình tĩnh lại thu hồi diệu thuật hào quang thu liễm đi các loại dị tượng trong thiên địa cùng dần dần biến mất thi thể thần ma tiếng quỷ khóc thần gào hết thảy đều tiêu tan thiên địa trở lại thanh tính cảnh tượng đáng sợ ảm đạm tán loạn giống như cùng không hề phát sinh điều gì tây sơn vẫn như cũ không khác lúc ban đầu ta nghĩ đây tối thiếu là một vị chuẩn đế xóa đi bằng không quyết không có khả năng như thế qua năm tháng dài lâu như vậy còn làm ta cảm thấy áp lực diệp phàm thậm chí cho rằng lực lượng quỷ dị phát ra phá hủy bức hình khắc đá thứ 9, có một thần uy kinh người, dị tượng vừa rồi không hẳn không có dao động của nó. Năm bức hình khắc phía trước là thuộc về lão nhân kia, trẻ củi, cho ngựa ăn, cuối cùng cưỡi rồng mà đi, biến mất không thấy. Bốn bức sau không phải là một chuyện xưa, không có quan hệ với lão, mà dường như chỉ được phụ thêm. Là lão nhân này lưu lại sao, thân phận lão là gì? Bốn bức hình trước là một phần chuyện cũ của lão ư, vậy bốn bức hình sau có ý nghĩa gì? Mấy người bàn luận, trọng điểm chú ý là mấy bức hình phía sau nhưng không có đưa ra một kết quả nào trong đó bức thứ sáu là cỗ quan tài chín lớp thời đại thần thoại bức thứ bảy là bất tử thiên đao và một quả trứng đá bức thứ tám là chín con rồng kéo quan tài bức thứ chín đã bị xóa đi mấy bức hình trên vách đá xuất hiện hai cỗ quan tài mà hai cái hoàn toàn khác nhau hẳn không phải mai tám một người dựa theo lẽ thường mà nói bốn bức hình phía sau là độc lập không có liên quan với nhau đúng lúc này bọn họ gần như đồng thời tâm sinh cảm ứng tiền thai dung chuyển xương chán sáng rực chiếu dọi lên trên vách đá mặt trên liền xuất hiện từng hàng chữ nhỏ là thần văn thái cổ lòng có mấy phận phiền muộn thần đã đến cuối đời biết rõ tiên lộ vô căn cứ cũng chỉ có thể liều mạng xông vào đoạn văn này nói ra một loại không cam lòng đồng thời cũng chứng tỏ người này thật cao thâm khó lường tối thiếu cũng là một vị chuẩn đế bằng không sao có thể nói như vậy vách đá phát sáng hiện lên từng hàng hàng cổ tự ghi lại một ít chuyện cũ quả nhiên là lão nhân trẻ cuối kia lưu lại cuối cùng cỡi rồng rời đi chỉ có thể liều mạng đi tới phía trước bốn bức hình sau đều không phải là giả đều là những thứ lão tận mắt nhìn thấy lão nói là đại bí mật kinh thiên vì vậy để lại hình ảnh gợi ý cho hậu nhân nhưng cũng không có nói rõ nhưng trong đó không thiếu ý cảnh cáo diệp tử tốt hơn là ném cái quan tài đá trong tay ngươi đi táng trong tinh không đi bằng không ta luôn cảm thấy thứ đó không quá thích hợp mang trên người sẽ xảy ra vấn đề lớn bàng bác nói diệp phàm suy nghĩ một lát chỉ về hướng vách đá phía dưới cùng nơi đó còn có một câu cuối đúng là chú thích bốn bức hình sau này đều là nhìn thấy trên tên lộ về thứ tự mấy bức hình này là y theo thời gian lão nhân nhìn thấy trước sau mà định ra bản thân nó cũng không có nghĩa gì cũng có nhắc tới một bức hình cuối cùng có lẽ không nên xuất hiện trên đời lão do dự mãi đến cuối cùng mới xóa đi mọi người hít ngược một hơi khí lạnh quan tài đá bất tử thiên đao chín con rồng kéo quan tài đều ở trên tiên lộ có vài thứ đã cùng xuất hiện với chúng điều này dường như có điểm không quá thích hợp bàng bắc nhìn chằm chằm thanh bất tử thiên đao cảm nhận được sát khí cuồn cuộn mãnh liệt như là muốn bổ xuống vạn vực chư thiên xuyên thấu qua vách đá ập vào mặt hắn làm cho cơ thể hắn sắp nứt ra thanh thiên đao này danh chấn cổ kim còn quả trứng kia là chuyện gì xảy ra bất tử thiên hoàng để lại cái gì đó chuẩn bị về sau hay sao diệp phàm chém thiên hoàng tử Ngày nay dưới thanh đao này còn có một quả trứng, quả thực làm cho mọi người cảm thấy rất quỷ dị, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Có một truyền thuyết, nói bất tử thiên hoàng là một con tiên phượng đến trái đất, mặc dù không biết hư thực, hơn phân nửa cũng có ẩn tình và bí tân gì đó, quả trứng này là niết bàn của chính hắn hay là một người khác. Bàng bác nói ra một suy đoán đáng sợ như vậy. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau, nếu ngay cả lão nhân cầm trong tay đao trẻ củi này mà ngày xưa còn kính sợ không dám đến gần như thế. Đủ biết thanh đao cùng quả trứng này có vấn đề lớn. Cuối cùng mấy bức hình này đều độc lập, không có liên hệ gì với nhau, nhưng mỗi hình đều kinh người, khiến mọi người sinh úy kỵ. Ở kế tiếp mấy năm, bọn họ dừng lại trên cổ tinh này, tiến hành tu luyện, dưới áp chế của đạo họ mài giữa rèn luyện bản thân. Cả khu vách đá trở thành đàn tràng của họ, lúc nào cũng thôi diễn, yên lặng quan sát nghiên cứu. Diệp Phàm sau khi xem năm bức hình phía trước, bắt đầu không dùng tới pháp lực, lựa chọn tự rời đi cuối cùng có một ngày thế giới này đều sẽ không còn tồn tại nữa tất cả đạo đều là hư ảo duy chỉ còn lại tâm hồn ta thân ta là chân thật nhất hắn không cần dùng pháp lực không cần đạo tắc đi bộ khổ hạnh ở thế gian này diệp phàm đi lại trên viên tinh tú này trẻ củi cho ngựa ăn từng ở trong một cổ thành làm chức quan nhỏ có khi ra biên cương làm chiến tướng còn từng cùng một đám người đọc sách du lịch khắp danh lam thắng cảnh bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. 4 năm sau hắn trở về, trải qua nhiều dạm hồng trần, làm đủ việc của thiên hạ. Mặc dù chưa nói tới hiểu được, nhưng cũng có lắng động và thu hoạch. Đạo của ta Những năm gần đây, hắn vẫn luôn nghĩ tới con đường tu luyện kế tiếp, khai sáng ra kinh nghĩa của chính mình. Ngày nay suy nghĩ, dần dần đạt tới chín muồi vào một ngày này trên vách đá tây sơn sáng lấp lánh đám người diệp phàm bàng bác long mã hắc hùng đều ngồi xuống cộng minh kinh nghĩa phát ra tiếng ủ kỳ dị vang động ngay cả đại đạo thiên địa đều không áp chế được hiển nhiên trong thời gian 4 năm qua bọn họ đều có tiến bộ có thành tựu bất phàm lúc này xé mở ra giam cầm thiên địa làm cho đạo âm ở nơi này ủ kêu vang ô trên vách đá lại xuất hiện cổ tự thiên hạt thánh giả cả kinh kêu lên trên vách đá dòng rêu đã lau sạch lúc này chịu đạo quang làm dịu trong sáng như ngọc thai một hàng thần văn thái cổ hiện lên vẫn như cũ là của lão nhân lưu lại nói ra một loại phỏng đoán cũ quan tài trí lớp ở thời đại thần thoại rơi xuống nhân gian có lẽ là vì một nguyên nhân nào đó Tự chủ buông xuống trần thế muốn đi theo con đường tắt nào đó đi tới trước hơn nữa lão nhân còn khắc ra một bức đồ hình cổ là một mảnh lại một mảnh tinh vực cổ xưa có ghi chú tọa độ là con đường lão từng đi qua từng ở trên con đường này nhìn thấy hết thảy bất tử thiên đao nhìn thấy quả trứng thần thấy các quan tài của chư thần cổ cùng với bức hình thứ 9 đã bị xóa kia đi chúng ta đi nhìn thử xem đến tột cùng có cái gì bọn họ ra đi lại bước vào tinh không quan tài chín lớp ở thời đại thần thoại rơi xuống nhân gian tự chủ bay đi sắp sửa dọc theo con đường tắt nào đó đi tới trước đây quả là một suy đoán kinh người trong lòng diệp phàm không thể bình tĩnh cảm thấy có thể còn có các quan tài cổ thần thoại khác ở trên đường phía trước, mà không chỉ một hai cỗ từ trên chín tầng trời rơi xuống trái đất. Hắn nghĩ tới hư không đại đế, quan tài đó cũng là quan tài đá, hẳn là quan tài trí lớp ở thời đại thần thoại hư không đại đế thu được, rồi nhập chủ ở bên trong, táng vào trong vũ trụ tối. Diệp Phàm từng ở trong một tinh vực cổ xưa nhìn thấy qua lầm bầm. Chẳng lẽ, truy tìm dọc theo con đường này là có thể lại nhìn thấy hư không đại đế? Quan tài trí lớp ở thời đại thần thoại đã đổi chủ nhưng có lẽ còn có thể dọc theo quỷ tích đặc biệt đi tới trước. Vẫn lại đi lên con đường trước kia, cô độc đi xa, đi tới mục đích. Đại đế cổ đã chết đi, chư thần trên chín tầng trời cũng diệt vong, trước phút lâm trung không cam lòng, muốn tranh nhau vượt qua bể khổ trần thế này, tới bờ đối diện, nhìn thấy trường sinh. Bốn phương trên dưới viết vù, từ xưa đến nay viết trụ, vũ trụ mở mịt khôn cùng, không có cuối. Vũ trụ, có một số khu vực quần tinh rực rỡ, tinh hà sáng lạn, tràn ngập hào quang mà có địa phương thì tối đen và lạnh như băng, bao là bát ngát khôn cùng, tình lặng như chết, không có cuối. Diệp phàm bọn họ ra đi hai tháng, sớm rời cổ tinh kia, đi tới trạm tiếp theo, con đường này cùng với tinh vực trùng hợp cùng một phần với cổ lộ hoàng kim. Cả tinh vực này không thấy tinh tú, chỉ có bóng tối và lạnh lẽo, như là một khu hắc động lớn, cắn nốt hết thảy vạn vật sinh linh, may mà bọn họ đạo hạnh tinh thâm, từ rất xa đã tránh đi. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vũ trụ lớn như vậy mà lão nhân kia cũng chỉ để lại một đồ hình cổ, cùng với một ít tọa độ tinh không, đó cũng chỉ là một vài khu vực đại khái. Dĩ nhiên bọn họ cũng không xông xáo loạn bậy, dọc theo đường đi này vẫn như cũ với tu luyện là chính, không vội không chậm, cùng từng nghi chân lại trong thánh thành trên cổ lộ nhân tộc, tìm hiểu chân tướng. Trên thực tế, từ trên con đường trong tinh vực này, bọn họ thật sự nghe biết không ít lời đồn có liên quan tới quan tài chín lớp của thời đại thần thoại, thậm chí có một ít truyền thuyết về chín con rồng kéo quan tài trong năm tháng vô tận tới nay không chỉ một vị thiên kiêu nhìn thấy qua quan tài của cổ thần cùng từng truy đuổi theo nhưng đều không giải quyết được gì không có người nào có thể thực sự mở ra quan tài quan tài băng qua trong vũ trụ táng trên một con đường cổ xưa mà thần bí rốt cuộc có bí mật gì có lẽ ở kỷ nguyên thật lâu sau này mới có thể công bố mấy người đế thiên thanh thi tiên tử nhân vương tiến vào cổ lộ hoàng kim rồi những năm gần đây đạo hạnh của họ dần dần tinh tiến, còn từng gặp chiến đấu với cường giả các tộc khác trên cổ lộ, tất cả đều thắng. Chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ quả nhiên rất cao, dám đi lên cổ lộ hoàng kim sớm đã hoang phế, bị vứt bỏ nhiều năm, hơn nữa đều là cổ vực nguy hiểm nhất, quả thực bất phàm. Mọi người tán thường, đây là tin tức mấy người diệp phàm bọn họ nhận được ở trên đường, đám người đế thiên khổ tu, những năm gần đây, dùng cảm tiến tới, một đường huyết chiến, đều đánh thắng các tộc khác đi tới trên cổ lộ ta từng nghe nói trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch biết xỉ nhục rồi sau đó dùng cảm đã tiến vào cổ lộ thời đại thần thoại đến nay đã chinh chiến gần 10 năm bá vương đại ma thần đối với chính mình còn tàn khốc hơn từ rất nhiều năm trước đã đi lên cổ lộ mà ở vô tận năm tháng trước kia những đoạn đường đó đã bị nhận định là hung lộ à thì ra là thế con đường chúng ta đi coi như là cổ lộ thần thoại bằng bác bọn họ sau khi nghe nói trong lòng trượt bừng tinh cổ lộ hoang phế phân tách từ thời kỳ thái cổ cùng với thời đại thần thoại đường trước có thể coi là cổ lộ hoàng kim đường sau có tên đơn giản là cổ lộ thần thoại đường này càng cổ xưa và đáng sợ hơn rất nhiều gian khổ khó khăn hơi có vô ý sẽ ngả xuống cổ lộ như vậy có dị thú vũ trụ thường lui tới còn có các chủng tộc kỳ bí thăm dò tuy rằng rất thưa thớt hiếm thấy như lông phượng và sừng lân nhưng mỗi một con đều cực độ cường đại khiến thánh vương đều phải sợ run các sinh linh này trực tiếp sinh ra trong hư không u ầm, hàng năm đi lại trong tinh vực cổ, vô cùng cường đại, một khi gặp phải nhất định chính là đại họa. Nửa tháng sau, đám diệp phàm bọn họ xuất hiện trong một mảnh tinh vực cổ xưa, là dựa theo tọa độ của lão nhân mà đến, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen thật lớn, che lấp cả ánh sáng tinh tú trên tinh không. Một con cổ thú, siêu cấp cường đại, hình thể sánh được với một tinh tú nhỏ. Thánh giả hắc hùng cả kinh kêu lên, đây là một con dị thú toàn thân bọc trong lớp vẩy màu xanh lấp lánh như là nước thép luyện chế thành sáng bóng lãnh liệt tràn ngập một loại lực lượng cường đại đang từ xa tiến gần tới diệp phàm là người đầu tiên cất bước tới phía trước chuẩn bị nhanh đón một hồi chiến đấu ngộ đạo cùng huyết chiến cùng tồn tại như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới hắn cần có những trận đại chiến như vậy không đúng nó đã chết rồi khi bóng đen thật lớn tới gần trên lớp vẩy màu xanh kia vẫn còn sáng bóng chỉ có điều ngay đỉnh đầu giữ tận kia lại có một lỗ máu thật lớn máu tươi đã sớm đóng băng không ngờ là bị một lóng tay của người đánh chết đó là một cái lỗ ngón tay vô cùng thô to có thể so với một cái hố thiên nhiên xuyên thấu qua xương chán của nó máu tươi đã đông lại từ lâu diệp phàm bọn họ chưa từng nhìn thấy qua cổ thú lớn như vậy đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nó vô cùng khổng lồ so với vẫn thạch bình thường còn lớn hơn gấp nhiều lần lớp vẩy xanh cứng rắn lạnh như băng lấp lánh ánh sáng lạnh thân thể của nó giống như một con thiên cầu nhưng đỉnh đầu lại mọc một đôi sừng rồng vẩy xanh dày đặc diện mạo giữ tợn dọa khiếp tâm hồn người đây là hậu duệ của một con thôn thiên thú không thể tưởng được thật sự có loại sinh linh này hình thể thật lớn siêu cấp vũ trụ thật đúng là không thiếu điều kỳ lạ mà diệp phàm ngạc nhiên thán phục nói hắn từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua ghi chép về loại cổ thú này thôn thiên thú chân chính vô cùng khổng lồ quả thực giống như một mảng tinh vân có thể nuốt thiên nạp địa tự nhiên cũng khủng bố tuyệt thế tuy nhiên tục chuyển vô tận năm tháng trước sau một trận thần chiến qua đi thôn thiên thú gần như đã bị diệt vong ngày nay chỉ có cá biệt hậu duệ huyết mạch không tinh khiết con cự thú này cũng coi như rất cường dại đạt tới cảnh giới thánh thú vương nhưng lại bị người giết chết gọn gàng lưu loát hoàn toàn không thể chống cự mảy may nào lỗ thủng trên trán nó thực khiến người ta kinh sợ như là từng có một người khổng lồ thông thiên dùng một ngón tay tạo thành một kết quả đáng sợ như vậy người có thể làm được vậy không một ngón tay lấy mạng nó long mã hỏi diệp phàm nó không cần câu trả lời chỉ là còn thật sự nhìn lại xem bàng bác bước lên trên thi thể khổng lồ nhìn thân cổ thú lạnh như băng cùng với lỗ máu nơi chán nói khó lắm muốn một ngón tay lấy mạng nó thật sự rất khó đây cũng không phải là thánh thú vương bình thường khẳng định nó vô cùng cường đại hiển nhiên là người kia ở trên hư không cách rất xa điểm ra một ngón tay giết chết nó loại cổ thú này quý báu nhất chính là thôn thiên châu trong đầu nó rõ ràng không chỉ bị người điểm một ngón tay đánh chết, còn bị lấy đi thần châu. Cả khối thi thể khổng lồ vì mất đi tinh hạch mà đang tan già cùng loại với hóa đạo gần như phế bỏ. Là thần tộc làm. Bàng bác đứng trước lỗ thủng quan sát thần lâu sau, cho ra một cái kết luận như vậy, bởi vì kia nơi miệng vết thương có lưu lại, từng tia, từng đợt thần huy, rất giống với khí cơ của gã thần tộc tọa hóa nhìn thấy bốn năm trước. Thần tộc, trong cơ thể có chảy xuôi thần huyết, đại biểu một trong chủng tộc mạnh nhất, được xưng là cao quý và vô địch, cường đại tuyệt đối nhiều năm qua gần như không thể nhìn thấy chỉ trong bốn năm diệt phàm bọn họ phát hiện hai người thần tộc coi như là một cái dị số tối thiếu mấy vạn năm qua bọn họ rất an bình hiếm thấy xuất thế tại chỗ giao tiếp giữa cổ lộ hoàng kim và cổ lộ thần thoại này đã xuất hiện dấu hiệu báo trước mối nguy hiểm thần tộc biến mất đã lâu nay xuất hiện điều này nhất định là một đại sự nửa tháng sau một tin tức truyền khắp các thánh thành trên cổ lộ nhân tộc thần tộc tái hiện đến cổ lộ thần thoại săn bắn điều này dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn nhưng mà sự tình cùng không qua bao lâu trên cổ lộ thần thoại và cổ lộ hoàng kim lại truyền ra tin tức còn có một ít chủng tộc cường đại khác cùng lộ ra hành tung mà làm cho người ta khiếp sợ nhất là đế thiên nhân vương đã xảy ra một lần đại chiến thảm thiết cùng thí luyện giả của chủng tộc khác tuy rằng đã đánh chết những người đó nhưng cường đại như đế thiên đều bị thương thiên kiêu dị tộc là mấy trí tôn trẻ tuổi của các chủng tộc cường thế không ngờ cũng xuất hiện ở khu vực này nhất định là đã phát sinh ra thứ gì đó bằng không độc có dẫn tới cường già trẻ tuổi bực này tinh lộ chấn động làm cho rất nhiều người kinh ngạc thần tộc xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên còn có kỳ tài ngút trời của các chủng tộc khác chạy tới đây chiến đấu trên cổ lộ thần thoại của nhân tộc khẳng định là phát hiện và đang truy tìm cái gì rốt cục có hộ đạo giả nhân tộc nhận được tin mật báo từ chủng tộc khác nơi đó biết được cổ lộ thần thoại xuất hiện quan tài chín lớp từng bị mấy đại cường tộc nhìn thấy điều này đương nhiên là một đại sự những người đó chen chúc chạy đến là hướng về phía cỗ quan tài thần linh táng trên chín tầng trời mà đến muốn dò xét xem đến tột cùng là gì những ngày này trong thiên địa cái gì hấp dẫn người ta nhất tự nhiên là trường sinh thật sự đến đúng chỗ rồi tọa độ cổ lộ của lão nhân lưu lại có tác dụng chỉ mới mấy tháng chúng ta đã có thu hoạch rồi bảng bác có chút không tin nói may mắn mà thôi diệp phàm trao mày nói hắn hoài nghi có thể là quan tài của hư không đại đế xuất hiện ở tinh vực này không biết huynh muội cơ gia có một đường đuổi theo vào cổ lộ thần thoại hay không đây khẳng định là một vùng cấm nguy hiểm siêu cấp lúc này chuyện phát sinh cùng còn gần cổ lộ hoàng kim còn không tính là tinh vực cổ lộ thần thoại chân chính có lẽ hơn phân nửa sẽ phát sinh sự kiện khủng bố nhiều năm trôi qua diệp phàm dựa theo một ít manh mối biết được luôn tìm kiếm nhưng thủy trung cũng không có truy tìm được hai huynh muội này không biết lần này có tin tức gì hay không tin tức động trời đây trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch liều mạng huyết chiến trên cổ lộ một người độc sát ba trí cường già trẻ tuổi của ngoại tộc danh chấn cổ lộ thần thoại một ngày này lại truyền đến tin tức kinh người nhân vật tuyệt đại của nhân tộc liên tiếp truyền tới tin chiến thắng làm cho mọi người rất phấn chấn bởi vì sớm muộn gì và có một ngày nhân hùng các tộc sẽ tiến vào một cổ đạo duy nhất cuối cùng tiến hành trận quyết đấu trung cực tranh phong đây dĩ nhiên xem như một loại diễn thử không đúng như thế nào người đến cổ lộ thần thoại càng ngày càng nhiều không chỉ có thí luyện giả mà còn có một số cổ thú cường đại không có khả năng đều là vì quan tài trí lớp mà đến tới sau lại người đến càng ngày càng nhiều vượt qua dự đoán của mọi người chiến đấu cùng càng ngày càng kịch liệt cho đến nửa tháng sau một tin tức kinh người rốt cục lộ ra hộ đạo giả các tộc đều bị kinh sợ cổ lộ thần thoại xuất hiện đại cơ duyên có một cây bất tử tiên dược chân chính cái gì thời gian cách bao nhiêu vạn năm rốt cục có một cây bất tử dược xuất thế sao khó trách ngay cả thần tộc đều xuất động ngay cả một số người bế quan cả ngàn năm đều bị kinh động diệp phàm bàng bác long mã hoàng kim sư tử tất cả đều giật mình hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới còn có loại chuyện này khó trách cổ vực này càng ngày càng náo nhiệt tất cả mọi chuyện đều đuổi về cùng một mục đích là một loại bất tử dược gì đây là vấn đề rất nhiều người đều muốn biết mấy ngày sau truyền đến tin tức xác thực là sinh mệnh cổ thụ một cây bất tử thụ từng thuộc về đại đế cổ có thể sống lại ra thịt xương cốt người muốn bước chân vào cổ lộ thần thoại ít nhất cần thu thập 10 loại cổ huyết trí cường tưới ở trên cửa phong ấn mới có thể mở ra đây là một bí tân diệt phàm bọn họ ở một chỗ cổ địa nghe được làm cho đoàn người đều suy nghĩ xuất thần hóa ra mọi người đều chưa từng tiến vào cổ lộ thần thoại vẫn như cũ ở trên cổ lộ hoàng kim hết thầy đều bởi vì thời gian quá lâu rồi ở bên ngoài sớm đã xa lạ với những cổ lộ hoang phế này căn bản không biết tình huống lầm cho rằng nơi đây là cổ lộ thần thoại. Nếu không có một vị hộ đạo giả nhân tộc nói rõ mọi người, vẫn như cũ còn hiểu lầm, tất cả tu sĩ cũng đều mới đi được nửa đường, mà nơi này cách cổ lộ thần thoại còn xa. Mười loại cổ huyết trí cường, điều kiện này thật đúng là hà khắc. Long mã căm hận nói. Không cần nôn nóng, Diệp tử tự mình đã mang theo một cổ, khẳng định vượt hơn xa tiêu chuẩn, mà máu trên người ta hẳn không ra gì rồi. Bàng bác nói, hắn phỏng đoán được chân nghĩa của điều kiện này, là cần phải đi săn giết, chỉ có hạng người mạnh nhất mới có thể bước trên cổ lộ thần thoại. Quả nhiên, sau đó không lâu có tin tức truyền đến, ma thần trong truyền thuyết thái cổ có một ít chủng tộc cường thế nhất, máu cua bọn họ đều tính ở trong đó. Cũng tốt, ta còn tường cần phải là những báo huyết, thánh huyết, thần huyết này chứ. Không ít người thở phào một cái, nói cách khác, gần như không có khả năng tiến vào cổ lộ thần thoại. Hiện tại có lời đồn đãi, sinh mệnh của thụ chân chính ở ngay trên đường đó. Trong u ám bỗng chuyển đến một chút ánh sáng mờ nhạt, lúc đầu tưởng là một viên tinh tú nhưng theo thời gian qua dần dần đến gần trong lòng đám người diệp phàm sinh ra báo động cách từ rất xa nhưng cũng có thể cảm nhận được một mùi máu tanh đây là một con sinh linh tất nhiên rất cường đại bằng không sao có thể ở xa như vậy đã có thể làm cho mọi người rung động vũ trụ rộng lớn không bờ bền dưới tình huống bình thường đi lên trăm ngàn thế đều khó có thể đụng tới một sinh mệnh thể gì nhưng ngày nay ở tinh vực này có điểm đặc biệt gì đó đã dẫn tới cường giả các tộc đây là một con sinh vật loại gì mà phát ra hào quang chói mắt như vậy, khẳng định rất khó đối phó đây. Long mã nhe răng nói. Chẳng lẽ có cổ huyết chúng ta cần? Diệp phàm bọn họ đã lên đường hơn 10 ngày, đi vào một khu săn bán thái cổ trong truyền thuyết. Trên đường đi cũng từng nhìn thấy qua vài tộc loại cường đại, nhưng đều kém cổ huyết một bậc. Mà này, còn là lần đầu gặp được sinh vật kỳ bí này. Đúng thật là hướng tới phía chúng ta, ta cảm nhận được một cổ huyết khí cường đại, cuồn cuộn mãnh liệt, như là đạp trên thi thể hài cốt chúng sinh mà tới. Hoàng Kim sư tử lộ vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân nó đều phát ra hào quang sáng rực như hoàng kim luyện chế thành, giống như một thần minh thái cổ. 12 thánh giả không có người nào lương thiện, nhiều năm qua bọn họ sát sinh không ít, sử dụng máu chất xuất tiến hóa cổ thuật, mỗi người đều cường đại siêu cấp. Mà lúc này, ngay cả Hoàng Kim sư tử kẻ nổi danh thân mình đẫm máu cua địch nhân đều động dung, có thể nghĩ mà biết cường địch phía trước khủng bố tới cỡ nào. Con sinh vật này tốc độ rất nhanh vọt thẳng tới hướng đoàn người bọn họ, huyết khí như đại dương cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét tới bao phủ toàn bộ bọn họ ở bên trong. Quá bá đạo, một người mà muốn giết toàn bộ chúng ta, thực nghĩ rằng mình là đại đế sao? Long mã khó chịu, giết gào, phóng ra huyết khí bản thân. Ngay tại đối diện, huyết khí cuồn cuộn càng cường đại hơn, tinh hà lai động, nhật nguyệt dung chuyển. ầm, xé rách vòng trời, uy nghiêm cường giả như biển mênh mông. Phía trước dường như có một ma thần bễ nghĩa, trí cường trí đại mười mấy người diệp phàm bảng bác đều hít ngược một hơi khí lạnh đây là một con quái vật lớn che phủ cả một vùng đất có thể so với một khối vẫn thạch thật lớn trong bóng tối một đôi ánh mắt lạnh như băng như là từ địa ngục nhìn tới âm hàn lành liệt khiến người ta tuyệt vọng bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé mà đáng sợ nhất là trước xương trán nó có một chùm ánh sáng màu bạc giống như ngọn lứa thần đang nhảy lên đó là tinh thần lực trí cường gần như đã thực chất hóa trước đây bọn họ nghĩ lầm là ánh sáng tinh tú đến gần mới phát giác là thân thể của sinh vật cường đại này nó như là một ngọn núi thái cổ quá mức khổng lồ từ trên nhìn xuống mọi người hình dạng dữ tợn của nó giống như một con nhện to lớn nhưng tuyệt đối không có khả năng vì toàn thân nó phủ đầy vẩy màu đen lạnh tanh dọa khiếp tâm hồn người mà còn có hơn một trăm đôi chân nhên mỗi một cái phía sau cùng đều thẳng băng như một cây thần mâu. Ngoại trừ thân thể mọc đầy vảy lạnh như băng, nó thật sự rất giống một con nhện to lớn như ngọn núi, cực kỳ khiếp người. Toàn thân phát ra mùi máu tanh, khiến mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ là một chủng loại trong ma thần thái cổ? Thánh giả hắc hùng kinh dị, sắc mặt không ngừng biến hóa, nghĩ tới một ít truyền thuyết. Có một loại sinh vật cổ xưa, có thể liều mạng huyết chiến với chư thần, đáng tiếc sớm đã bị diệt vong nhiều năm rồi, tương truyền chúng nó cường đại nhất khi có thể mở ra hơn vạn chân được xưng là ma chu vạn chân là một chủng loại trong ma thần thái cổ con này còn lâu chưa đạt tới vạn chân nhưng trăm chân cũng có thể có chủng tộc này không ngờ chưa bị diệt vong quả thực khiến người ta kinh sợ hiển nhiên đây là một loại trong cổ huyết trí cường bọn họ cần có nó đạt tới cảnh giới thánh vương nhưng chiến lược quyết không có khả năng suy đoán theo lẽ thường loại sinh vật cổ này có rất nhiều chú pháp khó đối phó nhất là thân thể khổng lồ của nó từng khiến cho thần tộc đều phải đau đầu. Nhân loại hiến tế đi. Một đạo thần niệm cường đại truyền đến, giống như một giọng nói chân thật, làm cho vũ trụ ù vang động. Trên người nó huyết khí cuồn cuộn, xem đoàn người diệt phàm bọn họ trở thành thức ăn, bảo bọn họ dâng lên sinh mệnh, bởi vì ở thời thái cổ rất nhiều đại tộc đều phải cung phụng cho ma thần, tiến hành hiến tế cho bọn họ. Bàng Bắc cười lạnh, nói: Chúng ta vốn định trao đổi máu với ngươi, cùng đi vào cổ lộ thần thoại, hiện tại ngươi lại muốn tính mạng chúng ta? ta thấy hay là ngươi tự mình chặt trăm chân xuống hiến cho chúng ta đi soạt một đạo ô quang lấp lánh cắt ngang qua vũ trụ nhanh như tê chớp đâm tới bảng bác thần lực cường đại tàn nhẫn mà quả quyết khiến mọi người không kiềm nổi sợ run đây chỉ là một cái chân của ma chu vạn chân vươn thẳng ra như là một cây trường thương lạnh như băng vô cùng sắc bén đâm nứt tỏa thiên địa nhoáng một cái đã tới trước mặt bảng bác keng bảng bác tung một quyền đánh ra cứng rắn va chạm với cái chân nhiên này giống như sắt thép va vào nhau thần năng cuồng bạo đánh cho hư không rách nát tả tơi yêu đế cửu trảm diệt hình bàng bác hét lớn thi triển cổ thuật cường đại của mình trong hai tròng mắt bắn ra hai con ngân long bổ về phía cái đầu của ma chu ma chu chấn động rất nhanh né tránh toàn thân nó phát ra huyết khí ngập trời trong miệng rít gào trăm chân đồng loạt tấn công như là cả trăm cây thần mâu đen nhánh cùng một lúc đâm thẳng tới bàng bác chân nhiên sắc bén đâm tới phát ra khí tức lanh căm căm, giống như vạn kiếm xuyên tim, khiến người ta tuyệt vọng. Hai con ngân long va chạm cùng vô số thần mâu, bắn ra đồm lửa rực rỡ, phát ra sát khí lãnh liệt, hai bên công kích kịch liệt, quyết chiến sinh tử. Thân mình bàng bác chấn động mãnh liệt, khoái miệng trào máu ra, bắn lui ra vạn trượng xa, còn quái vật lớn thật khủng bố, ở trong cùng cấp thánh vương đều là tuyệt đỉnh, so với hắn còn cao hơn mấy tiểu cảnh giới. Ở đối diện, con ma chu có một số chân bị chém đứt, máu tuôn rơi xuống, làm cho ánh mắt nó càng lạnh lẽo, dán mắt nhìn chằm chằm đám người bằng bắc. Lúc này nó biết là đã đụng phải nhân loại phi phàm. Thần thương. Bằng bắc hét lớn, thì triển ra một chạm khác của yêu đế cửu chảm. Ngay xương chán hắn phát ra hào quang mãnh liệt, bắn ra từng đợt từng đợt tiên quang sắc bén. Ma chu thống khổ gào giống, kịch liệt tránh né. Nguyên thần bi một lần tập kích, nhưng trùng ngọn lửa trước xương chán nó thật đáng sợ, thiêu đốt hừng hực xua tan một kích của bằng bác đã vây suýt nữa còn tạo thành phản phệ. Thấy vậy mọi người đều khiếp sợ, bàng bác là ai chứ? Là một trí tôn trẻ tuổi đang quật khởi trên cổ lộ nhân tộc, thể mà lại bị thương. Ma Chu dùng mãnh không thể đỡ, chân chính là một đầu hung linh thái cổ cường đại siêu cấp. Bác đoạt, bàng bác hét lớn, vẫn như cũ thi triển một diệu thuật trong yêu đế cửu tràm, trực tiếp cướp đoạt tinh thần lực màu bạc kia, muốn mạnh mẽ đoạt lấy. Loại bí thuật này thần bí mà cường đại, trước ba chạm đổi lại là người khác căn bản không ngăn chống được, sớm đã bị giết chết nhưng con ma chu nhờ cao hơn mấy tiểu cảnh giới mới có thể chống đỡ được toàn thân ma chu phát sáng nhất là tinh thần lực kia lại nhảy lên ngọn lửa kịch liệt chuyển thủ làm công nhắm ngay bảng bắc phát ra một khí tức khủng bố ầm diệp phàm biến sắc toàn thân huyết khí màu vàng tràn đầy bừng bừng nhảy lên như là một ma thần sống lại phóng xuất ra khí cơ cường đại của mình tiến hành uy hiếp lập tức khiến ma chu cả kinh cùng lúc đó đám 12 thánh giả long mã cũng đều tự phát ra huyết khí ngập trời áp chế tới phía trước ma chu biết đã đá trúng thiết bản đụng phái một đám thí luyện giả cường đại hóa đạo bàng bắc giống to tiếp tục vận dụng một chàm trong yêu đế cửu chàm lần này ma chu lập tức biến sắc loại lực lượng hóa đạo này ai ai cũng đều sợ hãi nó lập tức lui về phía sau không dám tranh phong đồng loạt lên đi đối phó với loại cổ thú cao hơn chúng ta mấy tiểu cảnh giới có hy vọng trở thành đại thánh này không có gì phải khách sáo trực tiếp xuống lại đánh chết nó. Long mã thực vô sỉ hô lên, kêu gọi đám hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long cùng sông lên trợ giúp bằng bác. ầm um, Đây là một hồi hỗn chiến đáng sợ, bằng bác và 12 thánh giả đồng loạt ra tay, công kích con sinh vật cổ cường đại này. Huyết khí cuồn cuộn, vô cùng kịch liệt, cả thiên địa đều bị xé rách. Diệp Phàm cũng từng ra tay, nhưng chỉ tung ra một quyền cực kỳ cuồng bá, đánh gãy đoạn tám cái chân ma chu, rồi sau đó lui ra phía sau, bởi vì đại cục đã định rồi một chảm hóa đạo cuối cùng của bàng bắc đánh trúng ma chu làm cho con ma chu rơi vào nguy cơ trầm trọng phải phát ra lực lượng bất hủ để đối kháng với kiếp nạn hóa đạo mà đúng lúc này đám long mã cùng tiến lên dĩ nhiên chiếm ưu thế áp đảo không thể không nói con ma chu này cực kỳ khủng bố mới giao phong một lát thôi đã đánh cho bàng bắc bị thương làm cho hắn phun ra hai búng máu phai vận chuyển bí quyết chế giả mới khôi phục lại ầm một tiếng cuối cùng con ma chu to lớn phải ngã xuống trong vũ trụ huyết khí khổng lồ của nó lập tức bị đám hoàng kim sư tử thiên hạt trên nhau sạch sẽ loại máu này có chỗ dùng không được nuốt hết diệp phàm nhắc nhở bằng bác long mã ra tay dò xét nguyên thần của nó phát hiện một sự thực kinh người không ngờ nó lại giết chết hai vị trí tôn trẻ tuổi của chủng tộc cường thế điều này thật đáng sợ quả thực cường đại khó trách khủng bố như vậy đáng tiếc nó đụng phai đám người diệp phàm chú định phải là bi kịch hai vị trí tôn trẻ tuổi cộng thêm 12 thánh giả hợp cùng một chỗ, có mấy người có thể tranh phong. Không chỉ có thí luyện giả mạnh nhất của các tộc, chính là một ít sinh vật vũ trụ cường đại cùng nghe tin mà đến, muốn truy đuổi sinh mệnh cổ thụ. Ồ, nó chính mắt thấy một cỗ quan tài cổ, bay ngang qua vòn trời, tiến vào cổ lộ thần thoại. Bàng bác từ trong thức hải của nó chiếm được không ít tin tức có giá trị, liền thể hiện ra một bức hình ảnh cho Diệp Phàm xem. Là nó, là quan tài chín lớp của thời đại thần thoại, là quan tài của hư không đại đế diệp phàm lập tức khiếp sợ ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức hình ảnh này cuối cùng bọn họ cùng chung sức tinh luyện máu của ma chu tế luyện ra một khối bản mạng thần huyết cổ băng cỡ nắm tay sáng lóng lánh phóng ra hào quang bất hủ loại máu này quả thực trí cường tuyệt đối phù hợp yêu cầu có thể làm một trong mười loại cổ huyết diệp phàm quan sát rồi nói không hổ là hậu duệ của ma thần thái cổ bàng bác thờ dài có thể tinh luyện ra một khối cổ huyết như vậy thật sự không dễ đây mới chỉ là một khúc dạo đầu khi bọn hắn tiếp tục ra đi ở khu săn bán thái cổ này gặp được càng nhiều sinh vật cổ đều vô cùng cường đại qua thực nghe những điều chưa từng nghe thấy những điều chưa từng thấy nhưng rốt cuộc cùng khó nhìn thấy cổ huyết mình cần mấy ngày sau bọn họ nhận được một tin tức rất nhiều sinh vật cổ cùng với trí tôn trẻ tuổi của ngoại tộc đang chạy tới một cổ địa tên là hoàng kim thất thành đó là một tòa thành cổ xưa xây dựng ở thời thái cổ trường tồn đến bây giờ nghe nói bí mật về sinh mệnh cổ thụ chính là đầu tiên truyền ra từ nơi đó nay không cần phải đau đầu vì cổ huyết trí cường nữa hoàng kim thất thành có trí tôn trẻ tuổi tụ tập nghe nói có thể trao đổi bảo huyết ban thân săn bắt được từ đó cùng tiến vào cổ lộ thần thoại chân chính chúng ta có được một loại ma thần huyết hẳn là có thế gia nhập vào đó diệp phàm nói hoàng kim thất thành một tòa cổ thành kim quang rực rỡ vô cùng trói mắt giống như thật sự là dùng hoàng kim luyện chế thành, ở trong tinh không phát ra hào quang màu sắc rạng rỡ. Xa xa nhìn lại, nơi đó dáng màu lưu động, tinh khí bao phủ bốn phía, làm cho khắp cổ vực đều tràn ngập sinh cơ cường đại. Vạn dòng tinh tú chảy qua phía dưới nó, cả tòa thành như được xây dựng phía trên một dòng sông lớn, lai như thác nước bạc trắng, muôn hình vạn trạng trắng lệ mà hùng vĩ. Diệp phàm bọn họ nhiều mặt tìm kiếm, rốt cuộc chạy tới nơi đây, thấy được hoàng kim thất thành trong truyền thuyết, nó giống như một viên thần châu rực rỡ mỹ lệ gán trên vòm trời. Càng tới gần càng cảm nhận một loại khí thế hùng tráng bao la, như biển rộng mênh mông hùng vĩ, tràn ngập thiên tinh địa khí, làm cho toàn thân mọi người đều như được tầm bổ. Ta còn tưởng thật sự là một loại thần kim luyện chế thành đấy, không nghĩ tới là một loại đá đặc biệt." Bàng bác nói. Loại đá này thoạt nhìn vàng óng ánh, giống như kim loại giống như ngọc, và lại có linh khí lượn lờ, giá trị tự nhiên rất quý báu, nghe nói nó phi thường cứng rắn gần như sánh được với tài liệu luyện khí. Tên nhà quê kia, thực chưa thấy qua cảnh đó sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói phi thường không ôn hòa. Đoàn người diệp phẩm quay đầu lại, nhìn thấy một đứa chê, thoạt nhìn bộ dáng chỉ bảy tầm tuổi, nhưng lại rất khỏe mạnh, đang ngẩng nhìn bằng bác, mang theo một vẻ châm biếm. Ở đâu ra thằng nhóc nhỏ, dám ăn nói trịch thượng. Bằng bác thân cao gần đến một trượng, cúi đầu nhìn đứa nhỏ này, thực giống như nhìn một món đồ chơi người nói ai đứa nhỏ này trợn mắt phi thường cường thế rồi lại chủ động công tới hướng bằng bác cánh tay nhỏ bé kia thực thô giáp như là làm việc nặng hàng năm ầm một tiếng đinh tai nhức óc hai nắm tay lớn nhỏ va chạm nhau phát ra tiếng nổ vang trời làm cho cửa thành đều rung chuyển một trận có thể nghĩ mà biết lực lượng của hai người mạnh biết bao đám long mã hít ngược một hơi khí lạnh một đứa nhỏ bảy tầm tuổi mà lại có thể quyết đấu cùng bằng bác thần lực cũng không tụt hậu điều này quả thực khó tin cái này ở đâu ra món mầm đậu mà có lực lượng cường đại như vậy bàng bác cảm thấy thật khó tin không cần khinh thường đây không phải một đứa nhỏ nó tu đạo tối thiếu trăm năm trở lên diệp phàm mở nguyên thiên nhãn từ xương cốt nó nhìn ra tuổi tác thật ồ chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của thổ hành tôn có phải từ tinh không một bến bờ trung quốc cổ khác vượt qua hư không tới đây hay không bàng bác như bị ngọn lửa lò bát quái hừng hực thiêu đốt đám long mã thiên hạt đều không biết gì sinh ra lòng hiểu kỳ không biết hắn là cố ý bắt ép người ta, hay là thật sự như thế. Đứa nhỏ này hơi biến sắc, nó cũng không nghĩ tới khí lực của bàng bác lớn như vậy, quả thực vượt qua lẽ thường, giống như một yêu thần, mạnh hơn rất nhiều so với các sinh vật cung cấp nó từng gặp. Nói cái gì lung tung, tên cao to kia có dám tiếp thêm một búa của ta không, nếu không địch lại phải bồi tội với ta. Đứa nhỏ này thu hồi lòng khinh thị, vẻ mặt trịnh trọng nói. Bàng bác cười ha hả, nói. Nếu thua có phải ngươi cũng phải bồi tội với thúc thúc hay không đấy? Ông, đứa nhỏ không nói thêm một lời, trong tay xuất hiện một cây cự phủ đồng thao, hóa thành một luồng tia chớp bổ xuống, đồng thời trong cơ thể nó cũng lưu động vầng hào quang màu đồng, xé mở thiên địa. Diệt hình, bàng bác hét lớn trong mắt bắn ra hai chùm tia sáng hình rồng, và chạm cực mạnh với cự phủ đồng thao cũng một chỗ, bùng phát ra một đoàn hào quang hừng hực. Cửa thành ù vang động, lay động kịch liệt, hoàng kim thất thành hiện lên từng đạo phủ văn các loại đạo ngân đều sống lại thủ hộ tòa thành tránh bị tai họa lan đến ồ đây là trí tôn trẻ tuổi quài nhân tộc không ngờ hắn cũng đến đây rồi có người cả kinh kêu lên nói ra thân phận của đứa nhỏ hắn tên là hy cổ lối vào cửa thành có không ít người tới mục đích giống như dược phàm bọn họ muốn tiến vào hoàng kim thất thành vừa nhìn thấy một màn này liền nói ra chủng tộc của đứa nhỏ đây là một tộc đoàn cường đại tuy rằng thân thể thấp bé nhưng mỗi người đều có thần lực trời sinh rất có thiên phú ở phương diện tu đạo tương truyền hoàng kim thất thành chính là tổ tiên bọn họ trợ giúp nhân loại dựng nên một kích này hai người cân sức ngang tài hiển nhiên không đánh tới mấy trăm chiêu thi không thể phân thắng bại hai người đều thổi lui không có tiếp tục đấu tên cao to kia thực lực người không kém sau khi vào thành cẩn thận một chút khi cổ nói một câu như vậy rồi lòng bàn tay nhoáng lên một cái cựu phủ biến mất hắn đi vào trong thành này còn chưa có bồi tội với thúc thúc mà Bàng bác cười to nói, khi cổ trí tôn trẻ tuổi của ải nhân tộc hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhoáng lên một cái đi vào trong thành. Đoàn người này là ai, dường như mỗi người đều rất mạnh, la lịch không tầm thường. Có người chăm chú nhìn theo bóng đoàn người diệp phàm bọn họ, lộ ra dị sắc. Nhân tộc thật sự xuất ra một số cao thủ, đại ma thần, đế thiên đều là anh kiệt khó lường, ắt sẽ là đại địch trên cổ lộ thần thoại, mà đoàn người này cũng rất siêu phàm. Đây có khả năng là đoàn người của thánh thể nhân tộc cái gì là bọn hắn ư cũng đi tới hoàng kim thất thành cái này náo nhiệt rồi đây ta đã nói mà hi cổ vẫn luôn hạ thấp mình như thế nào đột nhiên khiêu khích khẳng định là nhìn ra cái gì hắn là hắn muốn đánh giá một chút thực lực của người cạnh tranh đây ngoài cửa thành có một số người nói nhỏ với nhau sau đó cũng đều đi vào thành đi tới nơi phong vân tụ hội này đây là một trong mấy tòa cổ thành hiếm có trên cổ lộ hoàng kim qua năm tháng dài lâu con đường này sớm đã hoang phế mà các tòa thành theo đó cũng đều bị các loại sinh linh cường đại hủy diệt. Khó có được chính là Hoàng Kim Thất Thành không chỉ giữ được hoàn hảo, bên trong còn có cư dân, đương nhiên chỉ có mấy trăm hộ ít đến đáng thương. Người chủ thành này là một lão nhân đầu dâu bạc trắng, sau khi vào thành mọi người đều rất quy củ, không có người nào dám trêu chọc lão nhân, đủ để chứng tỏ lão sâu không lường được. Nga ô! Một tiếng giống to, ở chỗ sâu trong vũ trụ bay tới một quái vật lớn, đúng là một con mãng như màu đen, to lớn như mọt ngọn núi nhưng mọc một đôi cánh ma thật lớn, bao phủ bầu trời che lấp đại địa. Nó như muốn tấn công cổ thành, nhưng dưới một tiếng hử nhẹ của thành chủ, nó như bị xét đánh, lập tức an phận hạ xuống, thành thành thật thật hóa thành hình người vào thành. Trong cổ thành đến đây rất đông tu sĩ, so với cư dân còn nhiều hơn, đối với tu sĩ mà nói, thế gian này không có gì hấp dẫn hơn so với trường sinh, sinh mệnh cổ thụ có lực hấp dẫn trí mang đối với các tộc. Vù, 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 vù trong vũ trụ bốn tia chớp lớn màu vàng bay tới tốc độ đạt tới cực hạn từ trong tinh hà hạ xuống là bốn con kim xà không tính là dài lắm mỗi con đều chỉ có mười trượng nhưng lại tản phát ra khí tức khiến chư hùng sợ run bốn vị lang quân trẻ tuổi của kim xà tộc tới rồi đúng thật là bọn họ một nhà bốn con mỗi người đều nghịch thiên được xưng là vô địch bốn vị kim xà lang quân là trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ của bọn hắn bốn con kim xà hóa thành hình người mỗi người đều lãnh ngạo con ngươi có màu vàng nhạt, sau khi đi vào trong thành liền dẫn phát lên một hồi chấn động. Còn nhớ rõ, 10 năm trước nhị lang quân kim xà một mình xông vào một cổ lộ khác, đánh giết thần viên nhất mạch chết sạch, khuyết tẩy một vực, chấn động cả tinh không nơi đó. Ngày nay, bốn lang quân kim xà nhất mạch đều tới đây, sắp long trời lở đất rồi, ai có thể là đối thủ của bọn hắn. Mọi người nói nhỏ có vẻ đều rất kiêng kỵ, mặc dù là một ít người của cường tộc, cũng đều né tránh bọn họ từ xa. Trong thành, đoàn người diệp phàm dọc theo đường phố cổ xưa đi tới trước tòa thành này thực bao la hùng vĩ cất chứa một lúc mấy chục vạn tu sĩ ở lại tu luyện cũng tuyệt đối không thành vấn đề phòng ốc lâu đài cung khuyết đều trống không ngày nay nguyên trụ dân chỉ còn lại có mấy trăm hộ trông thật tiêu điều tĩnh mịch đi tới chỗ sâu trong tòa thành màu vàng diệp phàm cảm ứng được khí tức người quen ngẩng đầu lên liền thấy thanh thi tiên tử đứng trên một tòa cung điện tay áo bay phất phới làn da óng ánh linh động xuất trần như là tiên nữ sắp phi thăng mà đi. Diệp huynh đã lâu không gặp, từ biệt 10 năm càng ngày càng sâu không lường được. Thành Thi tiên tử chào hỏi. Diệp phàm mỉm cười, nói: "Tiên tử phong thái càng hơn xưa, phàm phu tục tử ta sao có thể có cái gì sâu không lường đáng nói đến." Thành Thi tiên tử cười khúc khích, mắt ngọc mày ngài, đúng thật là quốc sắc thiên hương, linh hòa xuất trần, xinh đẹp không thể tả bằng lời. Bàng bác cười ha hả, nhìn về phía nàng nói: xin hỏi tiên tử có gà cho người nào chưa không biết hai huynh đệ chúng ta có người nào lọt vào pháp nhãn không thành thi tiên tử không nói gì tuy rằng nàng nhìn thấy rất đông người theo đuổi nhưng người trực tiếp và da mà dài như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi hư một tiếng không để ý tới hắn ta mới phát hiện bàng gia quả thật là tấm gương của ta quả thật trong tính tình người đó cũng có phần hoang dã long mã nói xa xa một thân ảnh đi tới toàn thân đều phát ra sáng rọi giống như một thần minh có một loại khí thế khí nuốt thiên hạ, chỉ có ta độc tôn. Đế thiên xuất hiện, hắn bước từng bước một đi tới, hình dáng mơ hồ, thân thể cũng thiên địa hòa hợp thành một thể, xứng với cái tên thiên nhân hợp nhất, chứa dựng long uy thiên đạo. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Mười năm không gặp lại, khí thế của hắn quả nhiên càng tăng lên khí thế áp núi sông như là một tòa thần lô càn khôn bất hủ chiếu dọi tia sáng muôn đời luyện thiên địa vạn vật đây quả thực như là một vị đại đế trẻ tuổi đi tới đế thiên lên tiếng mười năm ta sáng tạo một loại quyền kinh có cơ hội thỉnh giáo với ngươi diệp phàm chưa kịp nói gì bằng bác trước nở nụ cười nói thật xảo hợp diệp tử cũng đã sáng đạo lò dưỡng bách kinh nghiên cứu bí thuật của mình tên là thiên đế quyền thật sự có thể chỉ điếm cho ngươi đế thiên nói thỉnh giáo đương nhiên là lời nói khiêm tốn bảng bác đĩnh đạc chấp nhận như vậy đồng thời nói chỉ điếm qua thực làm cho đám bộ hạ phía sau đế thiên hận đến ngứa hầm răng nói không ra lời đế thiên cũng biến sắc dám gọi là thiên đế quyền loại cái tên khiến tận khung xương và máu người ta đều run lên này nghĩ đến nhất định đại khủng bố tuyệt thế làm cho hắn sinh ra báo động một hướng khác lại một thân ảnh xuất hiện tuy có chút gầy yếu nhưng bước chân hắn giống như đạp trên thi thể hài cốt chúng sinh đi tới khí như đại dương mênh mông kinh động rất nhiều cường giả trong thành. Đúng là đại ma thần, 10 năm gặp lại, hắn cũng càng thêm khủng bố, như là một thần ma mới phá mở ra gông xiềng, đánh giết từ địa ngục trở về, cường đại tuyệt thế. Xa xa trên một tòa quỳnh lâu, một nữ nhân đang nhìn lại, dáng người tao nhã tải hoa, lãnh diễm cao ngạo như một tượng khắc băng mà lại mang theo uy nghiêm không để cho xâm phạm, đúng là nhân vương. Diệp Phàm nở nụ cười rất bình thản, trong con người có một loại tường hòa an tĩnh trong lòng không có mảy may gợn sóng. Sau 10 năm gặp lại hắn cũng vững chân trong hàng ngũ trí tôn trẻ tuổi, không sợ bất luận kẻ nào. Ta rất chờ mong mỗi một vị cố nhân. Đây là lời nói của hắn, rồi cất bước đi, không có phát ra ý thế gì, cũng không có dị tượng, chỉ bình thản chấn định lưu lại cho mọi người một bóng dáng hình thường. Ở chỗ xa xa, trong con người bốn vị lang quân kim xà nhất mạch bắn ra thần quang, như là tia chớp màu vàng vô cùng rực rỡ, nhìn chằm chằm theo bóng dáng kia. Đột nhiên, một thân ảnh dáng xuống chặn đường đi của diệp phàm đây là một cường giả toàn thân đều phát sáng xinh đẹp giống như một vi thần cơ thể sáng lạn không có một chút tỉ vết nào giờ khắc này trong cơ thể diệp phàm máu màu vàng sôi trào ù vang động như sông lớn vỡ đê không ngờ lại cộng minh bị kích thích nổi lên phản ứng toàn thân hán phát ra hào quang vô cùng tận thần tộc rất nhiều người cả kinh kêu lên trong lòng tất cả đều vô cùng kiêng kỵ đối với chủng tộc trí cường có khả năng luận bàn cùng thần ma được xưng trong cơ thể có chảy xuôi máu của chư thần này thần tộc là một chủng tộc trí cường cực kỳ cổ xưa trong cơ thể có chảy xuôi máu huyết của chư thần được thế gian xưng tôn được xưng là vô địch trên trời dưới đất đứng trên chín tầng trời nhìn xuống chúng sinh xưa nay có rất nhiều truyền thuyết về bọn họ lưu truyền khắp tinh vực bọn họ cao cao tại thượng là một loại tồn tại cấm kỵ không người nào dám khinh nhờn ít có người dám khiêu chiến mà chỉ có kính sợ thần tộc cũng không biết biến mất bao nhiêu vạn năm nhưng cũng không ai quên lãng bọn họ, chỉ vì bọn họ trí cường, để lại rất nhiều huy hoàng, sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Giờ phút này, một nữ nhân dường như xuất hiện từ thời đại thần thoại đi tới, đứng trong cổ thành, toàn thân trong suốt, phóng ra vầng hào quang bất hủ, lập tức dẫn lên chấn động lớn. Nàng môi hồng răng trắng, sóng mũi nhỏ yêu kiều, một đôi mắt sáng say lòng người, lưu động tia sáng như mộng như ảo, toàn thân trong sáng như ngọc thạch tạo hình mà thành, không có chút tỉ vết nào, mái tóc nhẹ bay giống như một nữ thần. Đây là một nữ nhân cường đại của thần tộc, đoan trang tuyệt đại, mà lại có một loại uy áp, quá hoàn mỹ không đúng thực, làm cho người ta cảm nhận được một loại thánh khiết không để cho xâm phạm. Nàng như là từ trong thần thoại viễn cổ đi tới, chặn đường đi của Diệp Phàm, giữa hai người có một loại cảm ứng tinh tế kỳ diệu, máu huyết đều tự sôi trào. Từng đợt từng đợt sáng vàng từ thân thể Diệp Phàm tản mát ra, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, mặc cho thần huy tuôn ra, mấy chục vạn tia chảy ra như dòng suối nhô tâm thần hắn chấn động mãnh liệt theo bản năng có một loại cảm ứng với thần thể hắn càng ngày càng tin tưởng thần tộc là một chi nhánh cổ xưa của nhân loại cùng chung một ngọn nguồn sơn lam không thể tưởng được là nàng nhưng lại là thần tộc một ít người khiếp sợ kêu lên nữ nhân này tên là sơn lam vẫn luôn đi trên cổ lộ nhân tộc ngạo thị quần hùng thần bí nhất trong các trí tôn trẻ tuổi nhân tộc được tôn xưng là nữ thần ở quá khứ không có người nào biết lai lịch của nàng mãi đến hôm nay thể chất sinh ra cảm ứng với diệp phàm tản mát ra khí cơ như vậy mọi người mới giật mình chợt hiểu mọi người tại đây đều rất khiếp sợ nữ thần thần tộc đây đúng là không phải trùng hợp khó trách lại có loại khí chất này đúng là đến từ chủng tộc cổ xưa thần bí nhất kia ai cũng không nghĩ tới nữ nhân của thần tộc đi lên cổ lộ của nhân tộc người vì sao cản đường ta đi diệp phàm bình tĩnh hỏi trong cơ thể phát ra tiếng kinh văn trong phút chốc kim quang vô lượng nội liễm máu cũng bình ổn khôi phục lại bình thường trong đôi mắt đẹp của Sân Lam thoáng lộ ra một tia dị sắc có hơi giật mình kinh ngạc không thể tưởng được đối phương có thể thu phát tự nhiên có thể áp chế phản ứng bản năng nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp lộ ra hầm răng trắng nõn nói mười năm trước khi ngươi độ kiếp đại đế cổ hiến hóa ta bỏ lỡ cơ hội cảm thấy tiếc nuối sâu sắc hôm nay đặc biệt đến đánh giá tiếng nói của nàng êm tai như tiếng nhạc trời mang theo một loại thu hút gợi cảm ngọc thể trong suốt truyền truyền thêm chi dung mạo sai lòng người, cả người tựa như ảo mộng, phong thái của nàng làm tim người ta đập thình thịch. Đáng tiếc hôm nay ta không có kiếp gì để độ. Diệp Phàm đáp. Chính người ra tay là được. Sơn La mỉm cười làm cho nhật người tinh tú đều ảm đạm thất sắc, trong mắt lưu động tia sáng kinh người, bàn tay như ngọc phất đến phía trước, mái tóc bay múa, tay áo phất phơ như lăng ba tên tử. ầm, Diệp Phàm quyết đoán ra tay, phát sau mà đến trước, bàn tay sắc bén như thiên đào phát ra hào quang màu vàng sáng lạn xé rách hư không đồng thời dị tượng hiện ra hợp cũng một chỗ phía sau hắn biến thành một thế giới chân thật ở nơi đó tinh tú chiếu sáng vòm trời thanh liên trồng trong hỗn độn tiên vương ngồi trên chín tầng trời giống như một sứ sở thần thoại cổ đại chấn khiếp thế gian phía sau mọi người đều biến sắc ngay cả đám bằng bắc long mã đều trong lòng chấn động mãnh liệt không nghĩ tới diệp phàm vừa lên chính là ra nặng tay đáng sợ như vậy đây quả thực là thủ đoạn tuyệt sát, chỉ đối với địch nhân đáng sợ nhất mới có thể vận dụng. Ở quá khứ, Diệp Phàm gần như rất ít khi trực tiếp như vậy, mới vừa giao đấu đã ra tay thực lợi hại, chẳng lẽ nữ nhân thần tộc này đáng sợ như thế sao? Ngay sau đó mọi người hiểu được, nữ thần thật sự quá đáng sợ, tuyệt đại khuynh thành là kiệt tác hoàn mỹ của trời cao mà thực lực cũng khiếp người, trong nháy mắt nàng cố định hư không. Bất kể xa gần đều bị ảnh hưởng, nhất là mấy trí cường, giả chủng tộc cổ xưa thân ở bên cạnh chiến trường như rơi xuống vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Mọi người đều biến sắc, nữ nhân thần tộc Sơn Lam quả thật đáng sợ, vừa ra tay trí là dư ba mà thôi đã cố định được mấy thiên kiêu của đại cường tộc, làm khiếp hãi chư hùng. Mọi người không khó phỏng đoán, Diệp Phàm phải chịu áp lực như thế nào, vì đó chính là trung tâm chiến trường, hư không ngưng động lại, đây gần như là chấn phong nhân gian, công lực thông thiên động địa cũng khó mà chống lại. Ầm, càn khôn nổ tung, nơi đó vọt lên kim quang ngập trời, bàn tay của diệp phàm đập nát hết thảy dị tượng của hắn xé rách hư không vẫn không bị cố định trong tai mọi người từng tràng từng tràng tiếng va chạm diệp phàm rất nhanh ra tay đầy trời đều là trưởng chỉ màu vàng trong nháy mắt gần như đánh ra tới mấy vạn lần như là toàn bộ rừng ở trên người sân lam khủng bố ngập trời địa phương này thành từng mảng hắc động tinh hà từ vực ngoại rơi xuống mờ mịt khôn cùng như là thần ma đang chiến đấu kịch liệt nếu không có trận văn của hoàng kim cổ thành sống lại cái gì cũng không còn tồn tại. Mặc dù vậy cũng là thác nước bạc mờ mịt, hào quang vạn lũ không bến bờ bao phủ toàn bộ nơi này. Hai thân ảnh giao chiến, nam nhân thần uy cái thế, nữ nhân như tiên tử chuyển kiếp tới, lưu quang đầy màu sắc, toàn thân đều mang theo hào quang hừng hực, như là nhân vật ở thời đại thần thoại đang quyết đấu. Bọn họ di chuyển như hai tia chớp, mỗi một lần va chạm đều bùng phát ra đốm lửa kinh người. Đột nhiên, thiên địa như là tĩnh lặng xuống, phần hào quang bất hủ bọn họ phát ra đều biến mất, gần người cận chiến thần thuật lộ ra diệu kỳ đạt tới đỉnh phong diệp phàm một tay chụp xuống cánh tay của nàng nếu bị hắn bắt được ai tới cũng cứu không được sân lam thánh thể chiến vô địch cũng không phải là hư danh nàng uốn cơ thể mềm mại tỏa ra điểm điểm sáng gần như dán sát khuỷu tay diệp phàm mà qua nhẹ nhàng lách mình linh hoạt như tiên tránh thoát một kích tất sát thuận thế bay ra ngoài như vũ điệu ngây thường như thiên tiên bay múa một trận chiến này chấm dứt phi thường ngắn ngủi gần như mới bắt đầu liền đã xong vẫn chưa chính xác luận ra kẻ sống người chết sân lam mặt như tranh vẽ sáng như trăng sáng tản ra thuần khiết động lòng người mỗi một tấc cơ thể nàng đều mịn màng trong sáng như một kiệt tác bằng tài nghệ điêu luyện của trời cao bắt đầu từ hôm nay ngươi thuộc về ta thuộc về thần tộc mọi người đều ngần người sân lam phong tư tuyệt đại ngay cả thanh âm đều nghiêng nước đổ thành như thế như tiên âm du dương lướt qua bên tai mọi người như thế nhưng nói ra lời nói quả thật quá kinh thế hãi tục nàng hoàn mỹ không đúng thực khí chất siêu trần có một loại thánh khiết giống như thiên nữ viễn cổ không thuộc về thế gian này ai cũng không nghĩ tới nàng nói ra một câu như vậy loại biến chuyển này loại trước sau tấn công không đồng dạng như vậy làm cho mỗi người đều giật mình kinh ngạc hoài nghi mình nghe làm thiên nữ thần tộc còn thật sự nghiêm túc vâng hào quang sáng rực bảo tướng trang nghiêm thần tư siêu nhiên trong vắt không tỉ vết lại nói tiếp ai làm khó xử hắn chính là địch cũng ta nói xong dưới chân nàng xuất hiện một con đường dùng tinh hà lót thành ven đường có loan điếu cánh hoa tươi bay múa hương thơm từng trận nàng nhẹ nhàng rời đi trong nháy mắt đi xa biến mất không thấy đừng nói là người khác ngay cả diệp phàm tự mình đều có phần sững sờ trước lời nói của hậu đại thần linh một chủng tộc mạnh nhất trong tinh không mấy vạn năm nay chưa từng xuất hiện không ngờ thiên nữ của một tộc như thế lại nói ra những lời này thật cường đại so với bảng mộ ta tính tình người này còn quá độc Bàng bác líu lưỡi sau đó cười ha hả nói đoàn người thánh thú long mã đều trợn mắt há hốc mồm trào ra nước bọt các cường già đều có điếm hết biết không biết nói cái gì cho phải về phần những người khác ngoại trừ ngần người chính là hóa đá đứng tròng nhìn chân chối không hiểu rõ nguyên do về thần tộc ta ta sẽ cho ngươi lựa chọn một vị minh châu của thần tộc làm vợ đúng lúc này phía cuối chân trời lại truyền đến thanh âm của nữ thần sân lam trong nháy mắt mọi người hiểu được vì sao hiển nhiên nàng ý thức được câu nói của mình có ý nghĩa khác nên đây là bổ sung và giải thích bảng bác cười ha ha nói với theo diệp tử có thể thuộc về ngươi nhưng không thuộc về thần tộc ầm um, một đạo thần quang khủng bố bao phủ thiên địa từ xa đánh úp lại va chạm cũng bằng bác rồi sau đó sơn lam hoàn toàn rời đi có chút phẫn nộ trí cường già trẻ tuổi các tộc đều lộ ra dị sắc có người lộ ra vẻ mặt kinh hãi có người sát khí nhoáng lên một cái rồi tắt còn có người rất thất vọng cũng có người thấp thỏm lo lắng ta biết rồi thần tộc là hậu đại của chư thần trong cơ thể có chảy dòng cổ huyết mạnh nhất bọn họ muốn bồi dưỡng ra thần linh chân chính thế gian trước nay có lời đồn đãi thần tộc muốn đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời khôi phục truyền thuyết vinh quang vô tận năm tháng trước kia khai sáng thần thoại bất hủ chân chính khôi phục trật tự của thời đại chư thần bọn họ tôn sùng huyết thống cho rằng thần cường đại nhất tất nhiên sẽ sinh ra trong tương lai muốn vượt qua chư thần chân chính bất hủ vô địch dưới tinh không vì thế bọn họ luôn luôn tìm kiếm cổ huyết mạnh nhất để xuất hiện hậu nhân có thần huyết cường đại hơn muốn cho hết thảy chủng tộc đều sợ run thần huyết thánh huyết hai dòng máu kết hợp được cho là dung hợp hoàn mỹ sẽ sinh ra huyết mạch thần thánh nhất là một loại huyết thống mạnh nhất trong giả thiết luận của thần tộc những bí tân này chỉ có một số ít người biết nhưng ở trong này cũng không phải là bí mật gì bởi vì thí luyện giả tới đây đều là người mạnh nhất của các tộc bọn họ có đủ tư cách để hiểu rõ mọi người sau phút giật mình đều lộ ra dị sắc thần huyết dung hợp cùng thánh huyết huyết mạch thần thánh mạnh nhất sẽ xuất hiện sẽ đập nát hết thầy địch nhân thực hiện ý nghĩa chân chính vô địch muôn đời dưới tinh không mọi người đều lòng có kiêng kỵ ngày nay các loại thể chất xuất hiện rất nhiều huyết mạch cổ tái hiện ở thế gian thần tộc nếu như vì kế hoạch của họ đều thu dụng vài loại huyết thống mạnh nhất trong giả thiết kia vậy thì nhất định sẽ là một hồi họa lớn trong hai ngày kế tiếp lục tục lại có một số cường giả chạy tới có trí tôn trẻ tuổi của chủng tộc cường đại có sinh vật cổ kiếm ăn trong tinh vực vũ trụ mà diệp phàm cũng gặp phải nhiều lần phiền toái không ít người đều tập trung vào hắn được thần tộc nhìn chúng nếu muốn không dẫn tới chú ý của người khác cũng không được thần thể chính là thành viên trong thần tộc đã chấn động thế gian mà toàn bộ tộc đều như thế thì phải cường đại đến mức nào bất kể bộ tộc nào đều kiên kỵ thần tộc tới cực điếm thánh thể của táng đế tinh cái gì cổ huyết mạnh nhất tính cái gì để ta tới nhìn thử xem người mạnh cỡ nào có sinh vật cổ đột kích cũng có chí cường giả ngoại tộc tiến hành khiêu chiến diệp phàm không có mảy may nương tay xuất kích lôi đình như một thần ma truyền thế trong mấy ngày kể tiếp hắn cường thế ra tay giết chết bảy tầm người khiêu chiến từng quyền đẫm máu đánh cho những người này đều thành mảnh vụn quả thực chấn nhiếp mọi người đẫm máu mà tàn khốc máu tươi bắn tung tóe kể cận mảnh xương trắng dính tơ máu khiến mọi người câm như hến không còn dám hành động thiếu suy nghĩ ở trên cổ lộ thiên kiêu của các tộc chỉ biết một cái chân lý tôn nghiêm là từ đánh giết mà thành uy thế là từ chiến đấu mà ra hết thảy phải dựa vào thực lực nói chuyện này rốt cục bắt đầu rồi tụ hội tại trên hoàng lâu trí cường già trẻ tuổi các tộc sắp xuất hiện để trao đổi hợp lại mười loại cổ huyết mạnh nhất lần này chính là tới một hồi thịnh hội thiên kiêu không hề nghi ngờ sẽ có va chạm nảy lửa thần tộc thánh huyết đế thiên kim xà lang quân đều chính là thành viên trong đó Quyên sổ này sinh ra ở Nam Hải, mà không phải ở Bắc Hải, không phải là cây ngô đồng thì không đậu lại. Quyên sổ trong sách cổ có ghi lại là một loại phượng hoàng. Nó sinh ra ở Nam Hải, mà phải bay về phía Bắc Hải. Thế gian chỉ có cây ngô đồng mới chân chính là nơi cư trú của nó. Chân hoàng lâu là một gốc cây ngô đồng thật lớn, sinh trường cũng không biết bao nhiêu vạn năm, nhánh khô thô to giống như một ngọn núi. Nó không có tán cây, sớm đã bị hủy trong sấm sét. ngày nay chỉ còn lại có nửa thân cây cắm rễ trong thành được tu sửa thành một tòa hoàng lâu là kiến trúc cao nhất ở hoàng kim cổ thành rất khó tưởng tượng cây cổ thụ thô to như vậy mà lại chưa thành tinh đương nhiên cũng có người nói năm đó cây thụ này hóa thành chuẩn đế ở trong quá trình độ kiếp bị trời xanh hủy diệt tạo hạnh lột bỏ tinh hoa trong thân cây trở thành phàm mộc đến nay vẫn còn nhìn thấy vết trái xem ngay chỗ gãy đó là chỗ xét đánh gãy lưu lại vết tích qua bao năm tháng loang lổ cũng khó trở lại như trước hôm nay chân hoàng lâu rất náo nhiệt tu sĩ lui tới cường giả ẩn hiện cổ thú hóa thành hình người phát ra khí cầu huyết tinh cường đại lần lượt tới đây leo lên trên lầu này ở trong này có thể nhìn thấy cường giả các tộc muôn hình muôn vẻ có hoàng kim cự nhân cao mười trượng có hắc long trong minh hải có quái vật gây hạn hán trong truyền thuyết dân gian từ hậu đại của ma thần thái cổ đến thần tộc chân chính tiếp đến cường giả có cổ huyết trí cường đại tu sĩ có lai lịch nhiều đếm không xuể diệp phàm bọn họ cũng tới rồi theo bậc thềm leo lên lầu gỗ ngô đồng phát ra âm dung kim khí giòn tan, không giống cây gỗ, mà như là bích kim luyện chế thành. Cả tòa lầu, ngoại trừ chỗ rất đoạn cao nhất xém đen, còn lại đều xanh tươi xanh biếc, ngô đồng vốn là như thế, hàng năm xanh như ngọc bích. Bọn họ đến nơi dẫn tới ánh mắt của không ít người, thánh thể nhân tộc là một loại thể chất cường đại, ngày nay lại được thần tộc ưu ái, tự nhiên dẫn tới chú ý của không ít chủng tộc. Rất nhiều ánh mắt như là những thanh đao nhỏ, mặc dù Diệp Phàm đưa lưng về phía số người đó, cũng có thể cảm nhận được cái loại sắc bén này giống như có từng tia từng tia chấp bổ tới bằng bác đi sóng vai cũng hắn tuyệt không khách sáo chào hỏi cũng cường giả các chủng tộc người không biết còn tưởng rằng là bằng hữu nhiều năm không gặp tới nơi này rồi mọi người đều kiêng kỵ lẫn nhau có địch ý rồi phòng bị lẫn nhau người có danh tiếng lớn như hắn thật sự hiếm thấy lầu trên cũng của chân hoàng lâu vô cùng rộng rãi không chỉ vì có thân cây thô to có thể so với ngọn núi cao kia mà còn có pháp tắc không gian khác ở trong này dù cất chứa bao nhiêu người đều không thành vấn đề đám long mã hoàng kim sư tử thiên hạt cửu vĩ ngạc long với hình thể lớn như thế nhưng ở trong này thực không tính là gì trên ban công cao như ngọn núi các loại sinh vật cường mảnh đều có có sao đầu mọc quang hoàn có lưng đeo cánh tiên phượng thật giống như đi lạc vào xứ sở thần ma cổ xưa đó chính là thánh thể nhân tộc được xưng là một trong huyết thống cổ mạnh nhất có người nói nhỏ nhưng hiển nhiên cũng không có định che giấu bởi vì không ít người đều nghe được cái gì thánh thể ai phong vậy cũng chỉ là trong nhân tộc tự phong mà thôi ở các tộc trong vũ trụ thì tính cái gì có lẽ chỉ có thể coi là là thức ăn một tiếng nói lãnh liệt thật không khách sáo tuy nhiên lại ẩn trong đám người khó có thể tìm ra ai nói đây là dùng thiên công cổ quái chấn ra thần niệm không ít người đều lộ ra dị sắc những lời này manh tính châm trích rất mạnh rõ ràng là tràn ngập địch ý với thánh thể nhân tộc chẳng lẽ nói sắp có một trận chiến sao nếu bất bình như vậy sao không xuất hiện chiến một trận bổn tọa chuyên môn trị các loại không phục long mã tăng giọng rất cao nói quân hùng đều rời ánh mắt nhìn nó có lạnh lùng có thiện ý có âm trầm đủ loại sen vào cũng một chỗ dường như là một thanh thiên kiếm phát ra âm vang len keng một con xúc sinh mà thôi cũng dám cáo mượn oai hùng thanh âm vừa rồi lại vang lên lời nói khiến trách khó nghe trượt trái trượt phải vẫn như cũ là thần niệm âm diệp phàm đột nhiên động rồi toàn thân dáng vàng lấp lánh như là một con bạo long hình người, huyết khí ngập trời, dũng mảnh dị thường. Trong quá trình hắn di chuyển giống như một ngọn núi rung chuyển, làm cho cả tòa chân hoàng lâu đều lắc lư, kinh thiên động địa vạn rậm trời cao đều không ổn định. Hắn hóa thành một tia chớp màu vàng, xuất hiện ngay trước mặt một cường giả thân sư tử mặt người, vươn ra một bàn tay chấn áp tới phía trước, phong lôi mãnh liệt, chiến khí cuồn cuộn. Không có gì để nói, vừa tìm ra kẻ ngấm ngầm trong bóng tối khiêu khích, Diệp Phàm trực tiếp xuống nặng tay tay trưởng của hắn hóa thành một tấm thiên bia màu vàng mặt trên lưu chuyển phù văn trầm trọng như vạn quân ngươi cường giả thân sư tử mặt người vô cùng kinh hãi hắn chủ tu nguyên thần tinh thần lực cường đại siêu cấp lại nắm giữ cổ thuật ngay cả đại thánh bình thường đều khó có thể phát hiện ra hắn không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị diệp phàm nhìn thấu kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả Đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.